Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, Hoàng Hy Bình. Tập 6. Dưới ánh trăng mờ mờ, một đội nhân mã ở trên thảo nguyên tiến bước. Bạch Hoạt nói, lão đệ, không ngờ ngươi anh hùng như thế, đêm nay nếu không có ngươi, lão khả năng cả mạng già đều không giữ được. Hy Bình khiêm tốn hiếm có nói, đâu ra lời đó, tiểu tử thấy nếu không phải Bạch Dương lão đầu ra mặt, chúng ta đều rất khó sống quay về. Bạch Tử cười nói, thực đa tạ một côn đó của huynh, ta mới có cơ hội ôm được Bạch Liên. Ai, ta theo đuổi nàng ta 2 năm, hôm nay mới là lần đầu tiên ôm nàng ta vào lòng, cuối cùng cũng có chút cảm xúc thành tựu. Cái gì? Hy Bình kinh ngạc hỏi, huynh theo đuổi nữ nhân, chính là vì thỏa mãn cảm giác thành tựu của huynh. Bạch Tử thản nhiên đáp, phải rồi. Đích xác, hắn có nhi có nữ, lại có 8 thê tử mỹ lệ, theo đuổi nữ nhân chỉ là hứng thú đơn thuần. Càng là vì thỏa mãn dục vọng chinh phục của nam nhân đối với nữ nhân. Bạch Hoạt nói, lão đệ, ôm nữ nhi của lão cảm giác như thế nào? Xem ra lần này Tư Nhi trốn không ra vòng ôm của đệ. Bạch Tư từ trong lòng Hy Bình đưa đầu ra, nói, phụ thân, người trước giờ đều là xấu như vậy, hài nhi là tuyệt đối không thể gả cho hắn. Đột nhiên quay đầu ngửa mặt nói với Hy Bình, đừng cho rằng ta là cam tâm tình nguyện để ngươi ôm. Ta là bởi vì không mặc y phục mới không thể không tiện nghi cho ngươi. Bạch Hoạt phụ tử liền cười qua lại. Hy Bình lại không có tâm tình cười, nữ nhân trong lòng này, hôm nay gần như muốn mạng của hắn, hiện giờ hắn cứu nàng ta còn đem tự tôn nam tính của hắn dẫm trong đống phân dâu, hắn thực muốn đem nàng ta ném xuống ngựa, nhưng lý trí lại khiến hắn không thể làm như vậy. Hắn giả bộ bình tĩnh nói, nàng như quả không muốn để ta tiếp tục chiếm tiện nghi, có thể lập tức xuống ngựa. Nàng biết, nơi đây có là ngựa để tiểu thư nàng cưỡi, hoặc giả là ta xuống đi cũng được. Nàng chọn lựa mục nào? Thanh âm của lời hắn nói rất nhẹ, mà là ở bên tai của Bạch Tư nói, chỉ có một mình nàng biết được. Bạch Tử nói, Hoàng huynh, huynh cùng muội muội ta nói mấy lời thầm thì gì vậy? Nếu là lời tỏ tình, có thể lớn tiếng nói, để chúng ta ai cũng học tập. Chúng nhân cười ha hả một trận. Chiếc miệng của Bạch Tư đụng dái tai của Hy Bình. Nói ta 2 mục đều không chọn, có dũng khí ngươi liền đem ta ném xuống ngựa đi. Hy Bình chỉ đành mặc nhận không có dũng khí, vì che đậy lúng túng, hướng về Bạch Tử nói, Bạch huynh, ta nào có thể nói lời tỏ tình gì, ta chỉ là nói cho muội huynh hay, kêu nàng ta đừng gián sát như thế. Hắn cảm thấy có một loại khoái cảm báo phục. Bạch Tư ở trong lòng hắn hứ lạnh một tiếng, quả nhiên rời ra một chút, nhưng chưa bao lâu, lại ôm hắn chặt cứng. Đêm có chút mát. Về đến viện tử của Bạch Hoạt, Bạch Tử hỏi, Hoàng huynh, đợi lúc đến trong trướng của ta ra sức uống một phen, như thế nào? Tốt, Hy Bình đáp ứng, ôm Bạch Tư nhảy xuống ngựa, thả nàng ta ra nói, Bạch tiểu thư, nàng có thể bỏ ta ra, tránh ta tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng. Bạch Tư nới lỏng 2 tay ôm chặt Hy Bình ra, quấn chặt chăn mỏng phủ ở trên người, hung hãn trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu không nói rời đi. Hy Bình để ra bộc của Bạch Hoạt thu xếp ô long cùng thiết côn, cùng Tiểu Nguyệt về đến lều bạt của bọn họ, chuẩn bị nghỉ ngơi chút chốc lát lại đi tham gia tử yến của Bạch Tử. Bạch Tư về đến trong trướng, Bạch Chỉ hoan hô nói, tiểu thư, người quay về sao? Bạch Tư không đáp lời, đem chăn mỏng quăng ném đi, lộ ra thân thể mỹ hảo, từ giá áo một bên tiện tay lấy một bộ áo ngủ khoác lên. Bạch Chỉ hỏi, tiểu thư, Bạch Hùng không đem người làm sao chứ? Bạch Tư đến ngồi bên cạnh Bạch Chỉ, đem sự tình trải qua giản lược kể qua một lần. Bạch Chỉ trầm mặc rất lâu, yếu ớt nói, hắn thực cứu tiểu thư. Đột nhiên rơi nước mắt. Bạch Tư hỏi, Chỉ Nhi, muội làm sao rơi lệ chứ? Bạch Chỉ đáp, tiểu thư trở về, Chỉ Nhi cao hứng khóc thôi. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt nằm xuống chưa bao lâu, Bạch Hoạt liền sai người tới gọi bọn họ. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, tối nay huynh không thể uống quá nhiều rượu. Ăn no liền theo Nguyệt Nhi trở về, muội không cho phép huynh bừa bãi với bọn họ nữa. Hy Bình cười đáp tốt, đại ca nghe muội. Hai huynh muội lại một lần tới lều bạt của Bạch Tử, lại thấy Bạch Hoạt phụ tử cùng 3 thê tử của Bạch Hoạt với 8 thê tử của Bạch Tử đều ở đấy. 11 nữ nhân thấy Hy Bình tới, trên mặt đều là sắc thái hưng phấn, 5 ca nữ đó khả năng do bởi mệt mỏi quá độ, không thể xuất hiện. Mỹ Đoá không đợi Bạch Tử phân phó, liền tự động đi qua rót rượu cho Hy Bình. Đem nữ thể xích lõa dựa sát giạt. Hy Bình tuyên bố, Bạch lão, Bạch huynh, tối nay tiểu đệ không thể phụng bồi đến cùng, uống chút liền thôi, sau khi lấp no bụng,
tiểu đệ còn phải quay về nghỉ ngơi, xin thứ lỗi. Chúng nữ lộ sắc thái thất vọng. Bạch Hoạt nói, đêm nay đánh thắng trận một trường, tâm tình rất tốt, vốn dĩ muốn cùng lão đệ uống rượu mua vui đến trời sáng, xem ra đành phải bỏ qua. Bạch Tử hỏi, chẳng lẽ Hoàng huynh hiềm rượu cùng nữ nhân của chúng ta không đủ tốt sao? Hy Bình đáp, đều tốt, chỉ là Hoàng mỗ một đoạn ngày này không ngủ được một giấc ngon, quả thật thân xác tinh thần mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi sinh tức một đoạn thời gian. Bạch Hoạt phụ tử tuy biết không phải nguyên nhân này, nhưng cũng không dễ nói thẳng ra, mọi người thông cảm lẫn nhau cũng đã được rồi. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt sau khi ăn no, cáo từ đi ra. Bạch Hoạt phụ tử người một ngày làm việc vất vả quá độ, sau khi say rượu cũng nằm xuống khò khò ngủ say, không đến tới tiến hành biểu diễn xuân cung. Nữ nhân trong chướng tự nhiên ai ai đều không tinh thần bơ phờ. Tiểu Nguyệt xích lõa thân trên nằm sấp ngủ trên người cũng xích lõa thân trên của Hy Bình, nhu hòa trách móc đại ca, Nguyệt Nhi còn muốn mà. Hy Bình không biết làm sao nói, đã hôn mấy chục lần, còn chưa đủ sao. Tiểu Nguyệt bĩu môi đáp, không đủ. Nguyệt Nhi còn muốn hôn. Cái miệng của nàng ta dán lên đôi môi của Hy Bình, rất lâu mới tách ra, để thân thể trượt xuống trên thảm, ngủ nghiêng ở bên cạnh Hy Bình, gối cánh tay của hắn, yêu kiều thở gấp liên tục. Hy Bình nói, Nguyệt Nhi, muội thật buông thả. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, sau này trước khi ngủ huynh đều phải hôn Nguyệt Nhi, ngoài ra chính là không được đồng ý của Nguyệt Nhi, không cho phép huynh đi tìm những nữ nhân đó. Hy Bình cười nói, đâu có làm muội muội yêu cầu đại ca như vậy. Tiểu Nguyệt giận dữ nói, muội chính là phải như vậy. Hy Bình nói, huynh nói không qua muội, ngủ đi. Tiểu ma nữ. Tiểu Nguyệt nói, người ta mới không phải tiểu ma nữ. Hy Bình không cùng Nguyệt Nhi tranh cãi nữa, lại đột nhiên nhớ tới Lãnh Như Băng, vị tuyệt sắc mỹ nữ này, đã từng cũng đày đọa hắn như vậy, khiến hắn dục hỏa thiêu người lại không có đường nào phát tiết, hắn trong lòng mù mờ một phen. Không biết Lãnh Như Băng cùng các nữ nhân khác bây giờ đang làm gì. Đột nhiên lại nghĩ đến phụ mẫu ở Hoàn Sơn Thôn, từ lúc hắn ra đi tới nay, rất ít nghĩ tới bọn họ, thế nhưng, bọn họ khẳng định có thể thường nghĩ hắn, đương nhiên bọn họ cũng bình thường nhớ tới Đại Hải cùng Tiểu Nguyệt, hiện tại ba hài tử đều không ở bên cạnh bọn họ nhất định rất tịch mịch thôi. Như quả bọn họ biết quan hệ hồ đồ giữa hắn với Tiểu Nguyệt, lại sẽ là tâm tình làm sao chứ? Tiểu Nguyệt đã ngủ. Lúc này chính như là khôi phục thảo nguyên chữ tình, an tường, khả ái như thế. Bạch Hùng tới rất sớm, trời sáng rõ, hắn liền tới. Không có mang theo bất kỳ hộ vệ nào, bản thân một mình tới. Hắn tới, không phải nhận lỗi với Bạch Hoạt, mà là muốn lần nữa theo đuổi Bạch Tư. Câu nói trước khi đi của Bạch Hoạt, khiến hắn lần nữa thấy được rực rỡ của bình minh, lòng tin đạt được cổ vũ lớn nhất, càng rõ thêm Bạch Tư tịnh không có yêu thương tiểu tử Trung Nguyên đó. Đêm qua hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định giống như anh hùng giành được phương tâm, linh hồn thiếu nữ của Bạch Tư, bởi vậy hắn tới, mang theo hy vọng mới, Bạch Hùng hắn, đến rồi. Bạch Tư thấy hắn, rất ôn nhu nói, nàng ta là không thể yêu thương hắn. Hắn hỏi, nàng hận ta sao? Bạch Tư nói, ngươi còn chưa đủ tư cách khiến ta hận. Hắn nói, chỉ cần một ngày nàng chưa xuất giá, Bạch Hùng ta đều không thể bỏ qua truy cầu đối với nàng. Quyết tâm cùng dũng khí của hắn quả thật khiến người bội phục, nhưng mọi người càng thêm bội phục độ dày của da mặt hắn, cho dù cả Hy Bình đều phải cam bái hạ phong. Bạch Hùng sau khi tiến hành tuyên ngôn tình ái của hắn, trở về lều bạt. Hắn quả thật khốn khổ con mắt, phải trở về bổ khuyết lại giấc ngủ đêm qua mất đi. Mọi người sau khi thấy hắn đi, đều nhẹ nhõm thở một hơi. Bạch Tử liền đó cũng cưỡi ngựa hướng về phương hướng Bạch Hùng đi xa vụt chạy băng băng, không phải đuổi theo Bạch Hùng. Mà là đuổi theo muội muội của Bạch Hùng Bạch Liên công chúa. Bạch Hoạt than vãn, hướng về Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt cười cười, kêu gọi mọi người đi dùng bữa sáng. Bạch Tư thấy bóng lưng của Hy Bình biến mất, mới đi về lều bạt của mình. Bạch Hoạt ăn xong bữa sáng, Chiếu Lệ phải đến Thảo Nguyên tản bộ. Hy Bình với Tiểu Nguyệt cùng cưỡi ô long đi tới Thảo Nguyên. Gió cao mây loãng. Tiểu Nguyệt dựa vào bộ ngực thô quánh của Hy Bình, nhẹ nhàng nói, đại ca, Thảo Nguyên thật đẹp. Nguyệt Nhi nguyện ý cả đời ở lại nơi đây. Hy Bình nói, thế muội liền gả cho Thảo Nguyên đi. Không cần đại ca làm mối cho muội chứ. Tiểu Nguyệt yếu ớt đáp, đại ca, huynh biết vì sao Nguyệt Nhi có thể cảm thấy Thảo Nguyên đẹp như thế chứ? Bởi vì chỉ có ở nơi đây, đại ca mới có thể như vậy ôm Nguyệt Nhi, sủng ái Nguyệt Nhi, chỉ có ở nơi đây,
đại ca mới không cần né tránh Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng có thể cùng đại ca thân mật. Muội hy vọng chúng ta không phải thân huynh muội biết bao, như vậy chúng ta liền có thể ném bỏ tất cả tương thân tương ái, Nguyệt Nhi là thực sự yêu đại ca. Dùng cảm tình đặc biệt của nữ nhân đối với nam nhân, yêu đại ca sâu sắc, dù cho loại tình yêu này không cho phép, muội vẫn là vô oán vô hối. Hy Bình không tự giác ôm nàng ta chặt cứng, lại không có một lời thời này khắc này, hắn có thể nói những gì chứ? Gió của Thảo Nguyên lướt nhẹ qua gương mặt hắn, nhẹ nhàng như thế, giống như mộng của một thiếu nữ. Tiếng cười như chuông bạc, bơi qua thiên không của Thảo Nguyên. Hy Bình thấy được Bạch Liêng cùng năm thanh niên bên cạnh nàng ta ở không xa, Bạch Tử Tịnh không ở trong đấy, đoán chừng là Bạch Tử chưa gặp được nàng ta. Bạch Liên nói, trong các ngươi, có ai nếu có thể nhất tiễn tam điêu, tối nay ta liền với kẻ đó cùng dạo chơi Thảo Nguyên. Năm thanh niên vui sướng kêu hét, đột nhiên lại tỉnh lại, ai cũng mặt lộ ngượng nghịu, hiển nhiên là vui cực sinh bi, biết bản thân không có bản lĩnh nhất tiễn tam điêu. Hy Bình không nguyện để bọn họ quấy nhiễu chỗ riêng giữa hắn với Tiểu Nguyệt, vừa muốn quay đầu ngựa lại, Bạch Liên đã hướng tới hắn kêu lên, ô, Tiểu Bạch diện tới từ Trung Nguyên, nữ nhân trong lòng ngươi là ai? Hy Bình chẳng thèm quan tâm nàng ta, hướng phương hướng ngược lại thúc ngựa đi. Tiếng vó ngựa vang lên, Bạch Liên xuất lĩnh năm thanh niên đuổi tới, nàng ta hơi giận nói, con người này của ngươi thực không lễ độ, người ta chào hỏi ngươi, ngươi lại cũng không hỏi thăm một cái. Hy Bình quay mặt nhìn nàng ta, hỏi, có chào hỏi thế này của nàng sao? Bạch Liên yêu kiều cười đáp, hiện tại không phải có sao. À, cô nương là nữ tử đêm qua, cô nương làm sao có thể cùng một chỗ với tên vô lại này? Năm vị thanh niên lúc này nhìn rõ gương mặt của Tiểu Nguyệt, cơ hồ ngây ngốc, còn may bọn họ không giống như Bạch Hoạt té xuống ngựa. Tiểu Nguyệt vốn dĩ là đang nhắm mắt, lúc này mở con mắt long lanh mê người của nàng ta ra, đáp, vị thư thư này, vô lại trong miệng thư là đại ca của muội, thư thỏa mãn chưa? Bạch Liên bật cười nói, nguyên lai hắn là đại ca của muội a. Thư chính nói, như loại người này của hắn, có nữ hài tử nào có thể yêu thích hắn? Tiểu Nguyệt nói, vị thư thư này, thư lại sai rồi, đại ca muội chẳng những có nữ nhân yêu thích, hơn nữa có 6 vị thê tử, còn có một nữ nhi khả ái. Bạch Liên xem thường nói, đây tính là gì? Đại ca thư còn có 15 vị thê tử, 37 nhi nữ thôi. Hắn làm sao có thể so sánh với đại ca thư? Hứ! Năm vị thanh niên vội vã lên tiếng phụ họa, lại bị con mắt xinh đẹp của Tiểu Nguyệt chừng một cái, vội vàng ngậm miệng hây, vị thiếu nữ này so với Bạch Liên công chúa của bọn họ còn phải xinh đẹp hơn một hai phần, như quả tiếp tục đắc tội đại ca của nàng ta, sau này làm sao tiện triển khai công thế ái tình đối với nàng ta a? Hy Bình nói, nếu không có việc gì, xin đừng theo ta nữa, nàng rất ồn ào ra. Một vị thanh niên trong đám quát lên, giữ miệng, người cả gan nói lời như thế đối với Bạch Liên công chúa của chúng ta. Hy Bình nhìn hắn, hỏi, có phải muốn đánh nhau không? Thanh niên vì thế nghẹn lời, hắn đích xác muốn vì Bạch Liên ra mặt, ngõ hầu đoạt lấy phương tâm của mỹ nhân. Thế nhưng dũng hãn của Hy Bình đêm qua hắn cũng mắt thấy. Lúc này lại không dám nhận lấy khiêu chiến của Hy Bình. Đâu chỉ là hắn, năm thanh niên cộng lại cũng không dám khiêu chiến tới Hy Bình, khí thể liền rơi ngàn trượng. Bạch Liên đột nhiên nói, tối qua ngươi không phải nói thích ta sao? Chỉ cần ngươi có thể nhất tiễn tam điêu, Bạch Liên ta như lệ cho ngươi một cơ hội. Đừng nói nhất tiễn tam điêu, dù cho 30 tên một chim, Hy Bình cũng không cách nào làm được. Nhớ khi đó, hắn bắn 3 mũi tên, 2 mũi xuống đất. Một mũi không biết tung tích. Lần đó cùng đám người Lôi Phượng đi săn bắn, bắn trên 100 cây tên, một con vật cũng không trúng, cuối cùng nổi giận cầm cung ném đi, lại thần kỳ ném trúng một con sóc. Lúc này kêu hắn bắn tên, hắn cũng cảm thấy hứng thú, lòng ngứa ngáy liền muốn qua ghiền tay, thế nhưng nghĩ đến cái gì nhất tiễn tam điêu, quả thật không có tinh thần, thầm nghĩ, ngày mai lại yêu cầu cung tiễn với Bạch Hoạt, cùng Tiểu Nguyệt đến trên thảo nguyên săn bắn. Hiện tại bỏ, bêu xấu thực không phải sở trường của Hoàng Hy Bình ta. Hắn nói, lão tử cả đời này chán ghét nhất bắn cung. Bạch Liên không ngờ tới hắn không giữ tình cảm như thể, sắc mặt đại biến, quát lên, chúng ta đi. Nàng ta dẫn năm thanh niên, thúc ngựa rời đi. Hôm sau, Hy Bình quả nhiên cùng Tiểu Nguyệt tới trên thảo nguyên săn bắn. Hắn lần này có dự kiến trước rõ ràng, cần hơn 150 cây tên, thấy gì liền bắn đó, trên đất chạy. Trên trời bay, chỉ cần vừa nhìn được bóng dáng, liền một tên bắn đi.
Thế nhưng bắn mấy chục mũi, xác suất trúng mục tiêu bằng không, mấy con tiểu trùng nhỏ trong bụi cỏ trái lại gặp họa, bị loạn tiễn của hắn bắn xuyên, chỉ là bản thân hắn cũng không biết thôi. Nếu hắn biết, khẳng định có thể gật gù đắc ý. Tiểu Nguyệt ôm eo hắn, cúi dựa trên lưng của hắn cười cành hoa yêu kiền run rẩy. Một lần, trên trời đi qua một bầy nhạn, Hy Bình dương cung liền bắn, mũi tên bắn đến giữa không trung lại quay đầu thẳng đất cho rơi xuống, còn may hắn mắt sáng tay nhanh, đưa tay tiếp lấy, bằng không một tên này khả năng cuối cùng bắn trúng chính là cái đầu của hắn thiên tài này. Chính khi đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu liền đau, nguyên là một con chim sợ cung rơi xuống, vừa hay đập trúng đỉnh đầu hắn, hắn kêu to suối quẩy, dưới cơn phẫn nộ, lắp tên vào dây, bắn gần con nhạn chết dưới chân, liên tục ba tên không trúng. Tiện tay cầm tên sắc trực tiếp hướng vào nhạn chết trên đất cắm xuống, cuối cùng bị hắn một tên xuyên ngực, chút một hơi điều khí. Tiểu Nguyệt cười nước mắt đều ra. Hy Bình ý còn chưa hết, tiếp tục bắn đông bắn tây, bắn già nửa ngày, y nguyên không bắn được bất kỳ vật săn hắn muốn bắn nào, đột nhiên nghe được có người nói, ai a, hôm nay thế nào có hứng thú như vậy a? Ngươi không phải nói chán ghét bắn tên nhất sao? Lại cùng Bạch Liên không hẹn mà gặp. Quả thật không phải Hy Bình có thể dự liệu. Bên cạnh Bạch Liên đổi ba thanh niên, năm thanh niên hôm qua không biết đi nơi nào. Hy Bình một tên nơi dây, đang muốn bắn ra, lúc này thấy được Bạch Liên, dừng lại một cái, lại nghe được chim kêu nơi thiên không, không tự giác dương cung thoát tay bắn ra, mũi tên khi bắn trúng một con, vừa khéo một con nhạn khác từ phía trên con nhạn bị bắn trúng bay qua, cũng bị xuyên ngực mà chết. Một tên hai chim. Mũi tên sâu hai con nhạn đến được giữa không trung, cạn thế bắn ngược xuống, chợt đầu tên lòi ra vừa khéo rơi ở sau lưng một con trong bầy nhạn, do bởi thế rơi rất mạnh, thấu thể mà qua, thực sự một tên ba chim. Mọi người thấy ba con nhạn trên đất bị mũi tên xuyên thành một giây, không dám tin. Hy Bình cho rằng bản thân hoa mắt, rụi rụi con mắt, liền nhìn ô a. Thực con mẹ nó một tên ba chim ra, hắn đột nhiên ném cung trên tay đi, cười lên ha hả. A hà, không ngờ được Hoàng Hy Bình ta cũng có loại bản lĩnh này. Bất quá, là làm sao bắn chúng chứ? Ai, mới rồi quên nhìn, lỡ mất cảnh ngoạn mục như thế, thực không cam tâm. Một thanh niên hoan hô nói, qua, nguyên lai thực có thể một tên ba chim, ta cũng có hy vọng rồi. Hy vọng của hắn nói, đương nhiên là sau khi bắn chúng, cùng Bạch Liên công chúa Mỹ Lệ thỏa thích dạo chơi đêm thảo nguyên Mỹ Lệ. Bạch Liên đột nhiên nói với Hy Bình, tối nay ta ở chỗ này đợi ngươi. Thúc ngựa biến mất trong tầm mắt của Hy Bình. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, nàng ta hẹn huynh đó, một mũi tên đó của huynh bắn trúng phương tâm của nàng ta, bắn được rất sâu nữa. Tà dương mở chiếu, Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt về đến viện lạc, đúng lúc đụng phải Bạch Tử buồn nản ủ ê quay về, biến hắn bởi vì không gặp được Bạch Liên mà chán nản không tinh thần. Hy Bình nhớ đến cuộc hẹn buổi tối, cười hỏi, Bạch huynh. Hôm nay lại không gặp được Bạch Liên cô nương sao? Bạch Tử than nói, đừng nhắc, hai ngày đều đi muộn, nàng ta ra cửa trước ta một bước, ở cửa nhà của nàng ta phí hoài nửa ngày, đi tìm nàng ta lại không tìm không được, đêm đó ta tựa hồ quá tay chút, thực không nên lén sờ bộ ngực của nàng ta. Hy Bình nói, mới rồi đệ gặp mặt nàng ta muốn đệ chuyển lời cho huynh, tối nay nàng ta ở trên thảo nguyên chờ đợi Bạch huynh. Bạch Tử phấn khởi hoi, thực sao? Hy Bình cười đáp, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, Bạch huynh thực không nên bỏ qua. Bạch Tử vui mừng hớn hở nói, Hoàng huynh, ta đi chuẩn bị, xin lỗi không tiếp được. Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng đi xa của Bạch Tử, nói, đại ca, Bạch Liên có thể hận huynh. Hy Bình nói, biết đâu Bạch Tử càng thích hợp đi phó ước. Tiểu Nguyệt nói, huynh không hiểu nữ nhân là không cự tuyệt được nam nhân nàng ta yêu thích, mà Bạch Tử theo đuổi nàng ta 2 năm còn chưa thành. Chứng minh nàng ta căn bản chính không thích Bạch Tử. Hy Bình trầm mặc một hồi, nói thế nhưng huynh cũng không phải nam nhân nàng ta yêu thích. Huynh lầm rồi, Tiểu Nguyệt nói, không có một nữ nhân có thể cự tuyệt được đại ca, cho dù Nguyệt Nhi cũng không ngoại lệ. Bạch Liên là nữ nhân bề ngoài hiếu thắng, loại nữ nhân này ngoài cứng trong mềm, sùng bái nhất là anh hùng, rất dễ dàng yêu nam nhân mạnh hơn nàng ta. Nàng ta có thể yêu đại ca, bởi vì đại ca chẳng những có tuấn mỹ kinh người, càng có cường tráng nữ nhân đòi hỏi. Hy Bình cười hỏi, muội khi nào biến thành có thể tâng bốc như thế? Mặt trăng đã lên cao, là một bán nguyệt thê lương. Dưới ánh trăng mờ mờ, Bạch Tử cưỡi ngựa tới địa phương Hy Bình nói.
Trên thảo nguyên, một thiếu nữ mỹ lệ đang cưỡi tuấn mã, ngửa nhìn bán nguyệt trên trời đêm, sau rất lâu yếu ớt nói, ngươi tới rồi. Bạch Tử vừa mừng vừa sợ nói, Liên Nhi, nguyên lai nàng thực ở nơi đây đợi ta. Thân người xinh đẹp của Bạch Liên liền run, quay đầu lại nhìn Bạch Tử, thất thanh hỏi, làm sao là ngươi? Vậy hắn? Bạch Tử không hiểu ra sao cả hỏi, là ai? Liên Nhi, chẳng lẽ nàng không phải đang đợi ta sao? Bạch Liên hỏi, ai nói ta đang đợi ngươi? Bạch Tử đáp, Hoàng Huynh. Bạch Liên cắn môi nói, khốn kiếp. Bạch Tử tỉnh ngộ nói, ô, Liên Nhi, nàng không thể là đang đợi Hoàng Huynh chứ? Bạch Liên trầm mặc một trận. Bạch Tử cho rằng nàng ta ngầm thừa nhận, tiếp tục nói, Hoàng Huynh thực đủ nghĩ khí, đã đem cơ hội quá tốt như vậy nhường cho ta. Liên Nhi à, ta đã theo đuổi nàng 2 năm, nàng không nói thích, cũng không nói không thích, đêm nay nàng là phải cho ta một đáp án rõ ràng, để ta trong lòng nắm chắc. Bạch Liên hỏi một đằng đáp một nẻo, ai nói ta đang đợi tên khốn đó? Ta chỉ là cảm thấy ánh trăng của đêm nay vô cùng mỹ lệ, muốn ở dưới ánh trăng như vậy lên thảo nguyên khuây khỏa, nào ngờ có thể gặp được ngươi. Tạm biệt, ta phải quay về. Khi nàng ta thúc ngựa rời khỏi, đột nhiên lại quay đầu nói, Bạch Tử, muội thích huynh, huynh chính là ca ca của Liên Nhi thôi. Bạch Tử nhìn nàng ta biến mất trong ánh trăng, trong lòng không biết là mùi vị nào, vất vả cực nhọc theo đuổi nàng ta 2 năm, lại chỉ theo đuổi được một muội muội. Thế nhưng đích thị kỳ quái, hắn tựa hồ không có bi thương to lớn. Có lẽ là vậy, giữa hắn cùng nàng ta chỉ có phần tình cảm huynh muội. Khi Bạch Liên ra đời, hắn đã 10 tuổi, khi đó hắn thường cùng một đám hài tử của Bạch Hùng chơi đùa, đã từng nhiều lần bế tiểu Bạch Liên dỗ dành chơi đùa, có một lần còn bị nàng ta vẩy một bãi nước tiểu ở trên người, hi hi. Bạch Tử bất chi bất giác cười ra, nhìn mặt trăng cong cong trên trời, đột nhiên cảm thấy mặt trăng này rất giống tiểu Liên Nhi trong lòng hắn năm đó, khả ái vô cùng. Bạch Tử từ thảo nguyên quay về, cả người nhẹ nhõm, ôm đám thê tử của hắn vui vầy mây mưa, tựa hồ so trước đây lợi hại hơn chút. Hi Bình lần nữa bị tiếng hát của Bạch Tử chấn tỉnh. Liên tục 2 ngày, Bạch Hùng đều đến nơi đây hát lớn tình ca thảo nguyên, muốn dùng đó cảm động phương tâm của Bạch Tư. Hi Bình cuối cùng minh bạch vất vả cùng khó chịu của làm một thính giả, không trách được trước đây khi hắn sướng ca, người khác đều chạy đến rất xa không vùng lên là không được. Tiểu Nguyệt như cũ thân trên lõa lồ ngủ ở lồng ngực trần trụi của hắn, bộ ngực đầy đặc đang đè hắn, tiêu hồn vô hạn. Thế nhưng, hắn không có quên Nhân Nhi ở trong lòng hắn là muội muội của hắn. Tiểu Nguyệt ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống, lộ ra thân trên trắng tinh như ngọc, nhẹ nói, đại ca, giúp Nguyệt Nhi mặc áo đi. Hi Bình than nói, muội càng lúc càng to gan. Hắn y lời giúp nàng ta mặc y phục chỉnh tề, lại đem y phục của mình liền khoác lên trên người, cùng Tiểu Nguyệt ra lều bạt. Cơ hồ tất cả mọi người đều tỉnh. Hi Bình nhìn thấy bộ dạng gấu vừa gầy vừa hát đó của Bạch Hùng, thực hối hận đêm đó phá vỡ kế hoạch cướp hôn của hắn, thầm nói, sớm biết như thế, lão tử khi đó liền để ngươi đạt được Bạch Tư, khỏi phải ngươi hôm nay đại phát tình si sướng tình ca, ồn ào đến lão tử ngủ không yên. Xem ra chỉ có đem Bạch Tư cưới đến tay, cắt đứt si tâm vọng tưởng của tiểu tử ngươi, đại gia mới có giấc ngủ ngon. Bạch Hoạt sợ đàn hát thâm tình của Bạch Hùng, lão sớm liền mang theo 7 gia tướng đến Thảo Nguyên đi tị nạn. Bạch Tử tối qua cực nhọc quá độ, đồng thời do bởi rõ ráng chân tâm của Bạch Liên, không có mục tiêu ái tình, muốn ngủ giấc cho đã, lại bị Bạch Hùng cái đồng hồ báo thức đúng giờ này ồn đến phủ ở trong đống chăn kéo xé tai, phiền chết. Bạch Tư đùng đùng nổi giận đi ra, quát lên, Bạch Hùng, ngươi còn muốn ồn đến khi nào? Bạch Hùng đình chỉ đàn sướng, nói, Tư Nhi, nàng cuối cùng đồng ý ra gặp ta sao? Ta hưng phấn quá, nàng cuối cùng bị thâm tình của ta cảm động. Tư Nhi, lấy ta nhé. Bạch Tư đáp, ngươi đừng ngốc, ta là không thể gả cho ngươi. Bạch Hùng hỏi, vì sao? Vì sao ta dùng phương pháp đa tình chính đáng mà ôn nhu, nàng vẫn là không thể tiếp thụ ta? Được rồi, để ta tiếp tục dùng tiếng hát thâm tình cảm động tâm linh đóng chặt của nàng. Hắn lại bắt đầu đàn sướng lên. Bạch Tư quát lên, dừng dừng dừng, cho là ta xin ngươi, được không? Ngươi muốn theo đuổi ta, cũng xin dùng phương pháp khác văn nhã bí mật một chút đi. Ngươi hiện tại làm người của toàn thảo nguyên biết còn chưa đủ, còn muốn làm người của toàn thảo nguyên không cách nào ngủ ngon, ta chẳng những không thể thích ngươi, trái lại càng chán ghét ngươi. Bạch Hùng nghĩ kỹ nói, thế này à,
vậy ta lại quay về suy nghĩ chiêu mới lợi hại khác, Tư Nhi, chờ đợi ta. Ta có thể mang tới ái tình kinh hỉ cho nàng. Kinh hỉ như thế nào? Bạch Hùng không có nói, tới của hắn cùng đi của hắn giống nhau, đều là đột nhiên như thế. Hy Bình than nói, xem ra hắn vì nàng không quản tất cả điên cuồng cùng thâm tình quá mức, nàng chính nên gả cho hắn ta đi. Kỳ thật hắn là một nam nhân không tệ, như quả ta là nữ nhân, cũng có thể bị hắn cảm động. Bạch Tư trừng mắt nhìn hắn, nói chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi còn là đi đối phó Bạch Liên của ngươi tốt, hứ. Nói xong liền quay người rời đi. Hy Bình nhìn theo bóng lưng của nàng ta, trong lòng không sao hiểu cả nàng ta là làm sao biết. Tiểu Nguyệt yêu kiều cười hỏi, đại ca, hôm nay chúng ta đến chỗ nào chơi? Hy Bình không biết làm sao hỏi, còn có thể đi chỗ nào? Phải a, còn có thể đi chỗ nào? Trừ đại thảo nguyên mỹ lệ. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt trước sau như một. Kể từ sau lần trước không biết mơ mơ hồ hồ thế nào liền một tên ba chim, Hy Bình cảm thấy bản thân là một thần xạ. Tiềm năng của tay, mỗi ngày đến trên thảo nguyên, đều phải mang theo một trường cung cùng hơn 100 cây tên, đem bọn trùng nhỏ trong bụi cỏ A cùng bọn phân dê phân bò bắn nát bét, tự đắc vui mừng. Ngày nọ, ở trên thảo nguyên lần nữa gặp được Bạch Liên, bên cạnh nàng ta không có người tùy tùng, nàng ta nhìn thấy Hy Bình lại săn bắn, muốn đại khai nhãn giới, lại thấy hắn bắn 29 tên, một tên chẳng trúng, nhớ tới một tên ba chim của hắn ta, xem ra cũng là kéo phân đâm vào trong giày. Kêu to mắc lừa, một chút hảo cảm cùng ảo tưởng mới sản sinh đối với hắn lập tức biến mất không tung tích. Hy Bình cũng chẳng để ý tới nàng ta, tiếp tục bắn trời bắn đất, bắn đến Tiểu Nguyệt cười hi hi. Thời gian liền giống như bị hắn bắn đến 10 ngày sau. Hoàng hôn hôm đó, Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt sau khi quay về tắm rửa, Bạch Hoạt đi qua mời bọn họ cùng tới Bạch Dương phủ. Lều bạt của Bạch Dương so với của Bạch Hoạt lớn hơn rất nhiều, càng lộ ra hào hoa. Bạch Dương có 7 thê tử, trong đó có 2 người vì chút lớn tuổi, đã đi đến lều bạt khác, 5 người còn lại đều là phụ nữ khá đủ tư sắc độ khoảng 40 tuổi. Bạch Hùng đem 15 thê tử của hắn tất cả mang qua, thê tử của hắn căn bản mà nói không tệ, có 3-4 người còn là dung nhan trên trung bình, có một người đặc biệt đẹp, cơ hồ có thể bình phân thu sắc với Bạch Tư Bạch Liên. Trừ các vị thê tử của Bạch Dương phụ tử ra, còn có 8 ca nữ trẻ tuổi. Tất cả nữ nhân trong trướng đều mặc rất ít, có vài người thậm chí không mặc, xuân quang tiết ra trọn vẹn. Hy Bình đến ngồi trước tiệc rượu trong lều bạt, mới biết hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của Bạch Hùng, đặc biệt bày yên này, dùng đấy tạ tội sự tình của lần trước, càng hy vọng có thể mời Bạch Tư tâm ái tới, bởi thế khi nhìn thấy Bạch Tư không tới, sắc mặt biến một chút, tâm tình giảm nhiều, nhưng không lâu, lại khôi phục thần thái cao hứng tinh thần mạnh mẽ. Bạch Dương phụ tử cùng Bạch Hoạt phụ tử rất tự nhiên cởi bản thân sạch sẽ, khiến chúng nữ mang y phục cầm đến một bên sắp xếp. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt là chiếu lệ không cởi y phục, Bạch Dương phụ tử cũng rõ ràng tập tục của người Trung Nguyên, cũng liền không miễn cưỡng. Chúng nhân vừa ngồi yên, Bạch Liên liền từ ngoài trướng đi vào, thấy được loại khung cảnh này một chút cũng không kinh ngạc, do dự một hồi, liền đến ngồi bên còn lại của Hy Bình. Không biện pháp, tuy không thích anh hùng ngụy trang này, lại cũng không chán ghét hắn, huống hồ trong lều bạt này thì chỉ có hắn cùng Tiểu Nguyệt văn minh một chút, chí ít bọn họ không giống như mấy người khác cởi đến trần trụi. Bạch Dương cười nói, Liên Nhi, Hài Nhi ngồi ở bên cạnh của Hoàng Công Tử, chính phải phụ trách rót rượu cho Công Tử a. Bạch Liên bĩu môi nói, Hài Nhi mới không thể rót rượu cho hắn. Bạch Dương nói, vây Hài Nhi chính không thể ngồi bên cạnh chàng ta. Bạch Liên nói, của hiếm. Nàng ta đứng lên. Đi đến ngồi bên kia của Tiểu Nguyệt, hai con mắt còn giận dữ hầm hầm chừng Bạch Dương cười ha hả. Bạch Hùng nói, Bạch Tử, nhớ năm đó ngươi với ta cùng theo đuổi Nhan Quỳnh, cuối cùng Nhan Quỳnh gả cho ta, tiểu tử ngươi say 7 ngày 7 đêm. Bạch Tử lúng túng nói, chuyện cũ năm đó, thì đừng đề cập. Bạch Hùng nói, Nhan Quỳnh, rót rượu cho Bạch Huynh. Nữ nhân đẹp nhất trong đám thê tử của Bạch Hùng đến tới bên cạnh Bạch Tử. Dùng cặp mắt hàm tình chăm chú nhìn khiến Bạch Tử rượu chưa uống người say trước. Bạch Liên hứ nhẹ nói, sắc quỷ. Khoảnh khắc, hai bên của Bạch Hoạt cùng Bạch Tử đều ngồi nữ nhân, bên kia của Hy Bình cũng ngồi một người, gọi là Tiểu Tiên, là một trong nữ nhân có tư sắc hơn trong đám thê tử của Bạch Hùng. Nàng ta hiển nhiên cũng bị bề ngoài xuất sắc của Hy Bình khuynh đảo, liếc mắt đưa tình với Hy Bình, phong tình cực độ. 8 ca nữ đã tấu khởi nhạc khúc mỹ diệu.
Bạch Dương nói, Hoàng công tử, đêm đó ta thấy công tử anh hùng vô cùng, nghĩ là hiệp khách từ Trung Nguyên tới chăng? Hy Bình cười đáp, tiểu tử tuy từ Trung Nguyên tới, lại không phải loại hiệp khách gì. Bạch Liên chen lời nói, còn tính ngươi tự hiểu rõ. Hy Bình cho nàng ta một vẻ tươi cười sán lạn, tiếp tục nói, còn như anh hùng vô cùng đó. Cũng đích xác như lão nói. Chúng nhân không ngờ ngươi này loại lời mặt dày vô sỉ vậy cũng nói được ra miệng, nào có người tự xưng anh hùng tuyệt vời. Bạch Liên ở bên tai Nguyệt Nhi hỏi, hắn luôn luôn đều là không biết nhục nhã như thế sao? Tiểu Nguyệt lại hỏi, Bạch Liên thư không cảm thấy đại ca thực rất anh hùng vô cùng sao? Bạch Liên nói không ra lời, nàng không ngờ Tiểu Nguyệt cũng là như thế, thực là kỳ huynh tất có kỳ muội a. Bạch Dương cười hỏi, ta thấy công tử nhân phẩm xuất chúng, võ nghệ siêu quần, muốn đem Liên Nhi đính gả cho công tử, không biết công tử ý tứ như thế nào? Bạch Liên kêu to, hài nhi phản đối. Phụ thân, người thế nào có thể đem chung thân của nữ nhi phó thác cho nam nhân vô dụng này? Nữ nhi muốn lấy cũng phải lấy một anh hùng chân chính. Bạch Dương nói, hài nhi trước đây chơi đùa thế nào ta không quản, đó là bởi vì trong thanh niên theo đuổi hài nhi nhiều như thế, cũng không có khiến phụ thân nhìn chúng, hiện tại phụ thân nhìn chúng Hoàng công tử, ta cảm thấy Hoàng công tử là một nhân tài khó có, chàng ta đủ để sánh đôi hài nhi, bởi vậy, chỉ cần chàng ta không phản đối, hài nhi chính phải chiếu theo ý tứ của phụ thân gả cho công tử, không được có dị nghị. Bạch Hoạt thấy được mặt uy nghiêm của Bạch Dương, sớm biết lúc đầu bản thân uy nghiêm một cái, tư nhi cũng liền không dám phản đối chủ trương của lão, ai, xem ra nữ tế cực tốt bị Bạch Dương đoạt đi, trong lòng thực không ý nghĩa, còn may trái phải có hai nhân nhi tuyệt vời, bằng không liền lỗ to. Bạch Liên vẻ mặt uất ức, lệ châu ở trong mắt lăn đều. Hy Bình vừa muốn cự tuyệt, Nguyệt Nhi ở bên tai hắn nói, đại ca, muội rất thích Bạch Liên thư. Hy Bình nhìn Bạch Liên, đột nhiên cảm thấy cưới nàng ta là một chủ ý không tệ, chỉ ít sinh hoạt trừ bắn tên ra, còn có thể cùng nàng ta cãi nhau tranh hơn thua, không thể giống hiện tại lặng lẽ như vậy. Hắn giả vờ vui vẻ đáp, đa tạ nhạc phụ, tiểu tế rất thích Bạch Liên tiểu thư. Bạch Dương liền cười cởi mở, nói tốt, một lời là định, ngày kia vì các con cử hành hôn yến. Bạch Hoạt phụ tử nói, cung hỉ, cung hỉ. Bạch Liên đột nhiên la to nói, ta không gả, không gả, chết cũng không gả. Liền trốn chạy như làn khói ra khỏi trướng. Người trong trướng liền cười qua lại, tiếp tục uống rượu mua vui. Rượu cùng nữ nhân, vĩnh viễn đều có thể khiến nam nhân điên cuồng. Bạch Dương hỏi, Bạch Hoạt lão đệ, còn nhớ mộng tưởng khi trẻ của chúng ta không? Bạch Hoạt hỏi, cái gì? Bạch Dương đáp, chính là phải cùng nữ nhân của dã mã tộc hoan hỏa một trường A. Bạch Hoạt cười nói, ha ha, lão tiểu tử ngươi còn không quên chuyện này. Bạch Dương than thở nói, nào có thể quên chứ. Bạch Hoạt nói, đáng tiếc mộng tưởng này không cách nào thực hiện. Bạch Dương giả vờ thần bí nói, đó có thể không nhất định A. Bạch Hoạt kinh hỉ hỏi, huynh có biện pháp? Bạch Dương nói, pháp nạn đại vu sư trong tộc chúng ta chính đang nghiên cứu một loại vũ khí bí mật, nếu thành công, nhất định có khả năng chinh phục dã mã tộc, lúc đó, thảo nguyên của bọn chúng liền trở về sở hữu của chúng ta, nữ nhân của bọn chúng cũng tùy tiện chúng ta thưởng thức. Trong chướng lại là một phen tiếng cười đắc ý. Lưu lại đến khi mọi người đều có 7-8 tùy ý, cho hề trông chất, Tiểu Nguyệt nói phải đi nghỉ ngơi, Bạch Dương liền kêu một nữ nhân dẫn nàng ta ra ngoài, Hy Bình tự nhiên ở lại. Tiểu Nguyệt ra ngoài chưa lâu, Bạch Tử ôm Nhan Quỳnh làm lên chuyện đó. Bạch Tử nhẹ tiếng hỏi Nhan Quỳnh, lúc đầu nàng vì sao chọn hắn mà không chọn ta? Nhan Quỳnh vừa thoải mái rên rĩ vừa giải thích nói, chàng cùng Hùng ca đều ưu tú như nhau, cùng khiến nô gia động lòng, thiếp khi đó căn bản chính không biết chọn lựa ai, sau đó Hùng ca lén mỏ đến lều bạt của người ta, thiếp không ngăn cản nổi chiêu chọc của chàng ta, liền cùng chàng ta hảo thượng, thế là liền gả cho chàng ta. Bạch Tử cuối cùng cảm thấy thư thái rất nhiều, nguyên lai tịnh không phải hắn không sánh được Bạch Hùng, mà là Bạch Hùng dùng thủ đoạn không đường hoàng trộm gà bắt chó, mới ở chiến thắng trong trường đấu võ ái tình này, thắng không vinh dự vẻ vang. Động tác của Bạch Tử càng mãnh liệt. Bốn nam nhân khác làm như không nhìn thấy, tiếp tục uống rượu, cùng nữ nhân bên người ve vãn. Hy Bình cũng không biết là khi nào bị bọn nữ nhân bên cạnh cởi đi y phục, khi đó hắn đã say đến hôn thiên ám địa. Một đêm này, nữ nhân trong trướng của Bạch Hùng điên cuồng kêu gào đến trời sáng còn không dứt. Ở TRNG sửng sốt của mọi người,
mặt trời lên cao đến giữa trời, trong chướng mới khôi phục yên tĩnh. Bạch Dương phụ tử khi tỉnh lại phát hiện, thê tử của bọn họ ở đều trạng thái mê man cùng bại liệt trước đây chưa từng có, tám ca nữ đó vừa bị khai trồi sớm đã bất tỉnh đi, xem ra không có một đoạn thời gian là không thể khôi phục. Hy Bình nằm sấp ngủ ở trên người của Nhan Quỳnh, dường như mới vừa ngủ say. Khi hoàng hôn, Hy Bình từ trong mộng đẹp tỉnh lại, phát giác bản thân vẫn mật thiết lưu ở trong người của Quỳnh Nhan, vội vàng rút thân ra, vận khí lắng lại xung động. Bạch Dương phụ tử cùng Bạch Hoạt phụ tử không biết đi nơi đâu, trong chướng nằm ngang dọc khắp nơi đều là nữ nhân lõa thể, nữ nhân sau khi hoan ái cực độ. Hy Bình rất không dễ dàng mới từ trên đất hoặc dưới thân thể nữ nhân nhặt lấy y phục bản thân, mặc y phục chỉnh tề ra khỏi lều bạt. Tà Dương tốt vô hạn. Tiểu Nguyệt giống như lần trước ép Hy Bình đi tắm rửa, bởi vì mùi sữa, mùi mồ hôi, mùi mồ thơm cùng mùi khải của nữ nhân trên người hắn quá nồng. Sau khi tắm rửa ra, cùng Bạch Dương phụ tử nói chuyện vài câu, Bạch Hoạt phụ tử liền cáo từ ra về. Hy Bình đã là nữ tế của Bạch Dương, tự nhiên lưu ở Bạch Dương phủ. Bạch Liên từ Thảo Nguyên trở về, bên người còn đi theo một đám thanh niên, thấy Hy Bình cũng không chào hỏi, chỉ chú ý cùng đám thanh niên đó nói chuyện ồn ào. Mặt già của Bạch Dương liền đỏ, không lời về lều bạt. Hy Bình cũng làm như gì đều không nhìn thấy, cùng Tiểu Nguyệt cưỡi ô long dạo chơi Thảo Nguyên. Sắc đêm mịt mù, Tiểu Nguyệt ôm Hy Bình, vùi mặt ở trong lồng ngực của hắn, nói, đại ca, huynh sau khi cưới Bạch Liên, còn có thể ôm Nguyệt Nhi ngủ không? Hy Bình than nói, muội cuối cùng là muội muội của ta nha. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên cười nói, đại ca, có phải mỗi nữ nhân khi hoan thượng với người đều có thể kêu lớn tiếng như thế? Tối qua Nguyệt Nhi bị bọn họ ồn đến không cách nào ngủ được, hiện tại rất buồn ngủ, muốn ngủ rồi. Đại ca, khi quay về không cần kêu tỉnh Nguyệt Nhi, huynh bế muội về lều bạt, được không? Hy Bình một tay ôm chặt nàng ta, cảm thụ hô hấp của đêm tối cùng Thảo Nguyên. Tiếng vó ngựa vạch phá đêm tĩnh. Hy Bình nghe được từ phía sau truyền lại thanh âm của Bạch Tư, ai? Hắn nhẹ tiếng đáp ta, Hoàng Hy Bình. Bạch Tư thúc ngực tới, cùng Hy Bình sánh vai mà đi. Rất lâu, Bạch Tư hỏi, người thực muốn cưới Bạch Liên? Hy Bình nhẹ tiếng nói, muội muội của ta đang ngủ, xin nàng đừng ồn tỉnh muội ấy. Bạch Tư thấy Tiểu Nguyệt trong lòng hắn, nhớ tới đêm đó bản thân cũng từng bị hắn ôm, trong lòng cảm xúc đan xen, lúc đó nàng vì sao muốn tổn thương hắn chứ? Bạch Tư có loại cảm giác muốn khóc. Hy Bình trong khoảnh khắc không lời đó rời đi, nàng rất muốn lên tiếng lưu giữ hắn ta, nhưng nàng không có. Tiểu Nguyệt không biết ngủ hay chưa? Thế nhưng có rất nhiều người đã ngủ. Đêm mắt như nước. Hy Bình bế Tiểu Nguyệt về đến lều bạt, ôm nàng ta nằm xuống. Hắn ở trong đống chăn, hôn Tiểu Nguyệt. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất thâm tình. Nam nhân cùng nữ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Liên sáng sớm còn muốn ra ngoài, lại bị Bạch Dương lệnh người cản đường. Hôm nay là ngày tốt kết hôn của nàng ta, bất luận như thế nào không thể để nàng ta chạy ra ngoài buông thả. Bạch Liên biết không cách nào chống lại phụ mệnh. Huống hồ phụ thân của nàng ta là nhất tộc chi trưởng, như quả nữ nhân cũng dám không nghe lời ông ta, uy tín ở trong tộc của ông ta liền giảm lớn, sau này làm sao phục chúng. Nàng ta cuối cùng còn là theo ý nguyện của phụ thân, quyết định gả cho Hoàng Hy Bình tên tiểu Bạch Diện thêm vô sỉ này. Dựa theo kiến nghị của Hy Bình, tất cả theo đơn giản, chỉ mời một nhà của Bạch Hoạt cùng một ít thân thuộc trực hệ tham gia hôn yến. Làm ầm ĩ cả một ngày, Hy Bình cùng Bạch Liên cuối cùng được đưa vào động phòng. Bạch Tư thấy Hy Bình tiến vào lều bạt, sắc mặt u ám. Bạch Chỉ đột nhiên bổ nhào đến trong lòng Bạch Tư, hương kiên vai hơi hơi run rẩy. Bạch Hoạt phụ tử vui vẻ nhất, lại cùng Bạch Dương phụ tử về đến trong đại trướng tiến hành động phòng quá hạn. Trong động phòng chỉ có Hy Bình cùng Bạch Liên. Bạch Liên đầu đội khăn voan đỏ, đang mặc tân nương trang, yên tĩnh ngồi ở trên thảm. Hy Bình có ba phần tùy ý, nữ nhân của hắn rất nhiều, làm tân lang lại là lần đầu. Hắn cảm thấy cũng rất có hứng thú, cũng là có chút phiền người. Hắn nhìn Bạch Liên đang ngồi tĩnh lặng trước mặt, trong lòng nhớ mỹ tư tư nàng ta thế nào đột nhiên biến thành ngoan như vậy. Chẳng lẽ nàng ta cam tâm tình nguyện theo hắn? Ừ, có khả năng này, ta anh hùng vô song như thế, nàng ta trước đây đối với ta là muốn nghênh tiếp hãy còn kháng cự, lúc này đang lặng lẽ chờ đợi ta lướt qua mà tới. Hy Bình bồng bềnh đến trước người của Bạch Liên, quỳ xuống một gối, dùng tay vén khăn voan đỏ.
lại thấy được một gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Hắn phản xạ lăn đến một bên, nguy hiểm tránh qua chiêu độc chủy thủ trong tay của Bạch Liên hướng tới vùng bụng của hắn đâm qua. Bạch Liên nhanh chóng bổ nhào trên người của Hy Bình, chủy thủ trong tay lần nữa hướng ngực của Hy Bình cắm xuống, giữa đường bị tay trái của Hy Bình nắm giữ tay phải cầm hung khí của nàng ta, tay còn lại nắm giữ tay trái của nàng ta, Bạch Liên chỉ cảm thấy toàn thân không dùng lên kình. Hy Bình ra sức mãnh liệt, lật người đè giữ nàng ta, đoạt đi chủy thủ trong tay nàng ta, ném đến một bên, sau đó cười nói, nàng muốn mưu sát thân phu sao. Bạch Liên bị cơ thể to lớn của Hy Bình đè giữ, động đậy không được, chỉ là mắt giận chừng lấy Hy Bình, không ra một lời. Hy Bình nói, nếu ta hiện tại chiếm hữu nàng, nhất định là thời cơ tốt nhất, nàng tin không? Bạch Liên dứt khoát nhắm hai mắt, nhìn thấy gương mặt trước mắt này, nàng ta liền cảm thấy chán ghét. Tuy khuôn mặt này có lẽ là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng nàng ta chính là chán ghét. Nàng yêu không thực không phải tiểu bạch diện, mà là anh hùng bất luận xấu đẹp, đều là mộng tưởng của nữ nhân. Nam nhân trên người nàng đây chẳng những không phải anh hùng, còn có chút vô lại, thậm chí vô sỉ. Bạch Liên ta sao mà bất hạnh, lại phải gả cho loại nam nhân này. Hy Bình nhìn không nổi hôn lên môi hồng của nàng ta như chạm điện mở mắt ra, kinh khủng vạn phần trừng tròn con mắt. Lại bắt đầu vùng vẫy, nhưng lực đạo của nàng ta làm sao chống chọi cùng nhau với Hy Bình. Hy Bình hôn đến nàng ta yêu kiều thở gấp không có sức lực, cười nói, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng sao. Bạch Liên thấy nụ cười nham hiểm đắc ý của hắn, thực muốn cho hắn vài cái bạt tai, nụ hôn đầu của nàng lại cho tên khốn kiếp này đoạt đi. Tiếp xuống đây là đêm đầu tiên của nàng, Hy Bình cười càng thêm điên cuồng ngang ngược, lòng của Bạch Liên không khỏi cảm thấy một trận nhăn kéo. Hy Bình đột nhiên hỏi, nàng rất sợ sao? Bạch Liên mở tròn trừng mắt, đáp ai sợ ngươi? Muốn đến thì nhanh, đỡ tránh ngươi nửa đêm chết, không có cơ hội. Hy Bình cười nói, ta biết nàng muốn thừa lúc ta ngủ say lại tới giết ta, nhưng ta có thể khẳng định cáo tố nàng, nếu ta thực chiếm hữu nàng, nàng tối nay căn bản cả đầu ngón tay đều động không được, nàng tin chứ? Bạch Liên hứ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn. Hy Bình lại nói, không bằng chúng ta làm một giao dịch. Tối nay ta ôm nàng ngủ đến trời sáng, ta không chiếm hữu nàng, nàng cũng không cho phép nửa đêm tỉnh tới thích sát ta, đợi qua đêm nay, chúng ta mỗi người ngủ ở lều bạt của mình, được không? Bạch Liên tựa hồ cũng động lòng, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn chiếm hữu ta? Hy Bình cười đáp, muốn đến chết người, nhưng vừa nghĩ ngày ngày phải ngủ không yên ổn, đành phải bỏ qua. Bạch Liên lộ ra một bộ thần tình ta không phải dễ trêu, nói, biết thì tốt. Hy Bình nói, do vậy đi, ta làm chuyện tốt, không phá hư trinh thao của nàng, đợi ta về Trung Nguyên, nàng liền có thể lần nữa tìm một anh hùng cưới, như vậy cuối cùng có thể chứ. Thế nào, nguyện ý tiếp thụ giao dịch này hay không? Bạch Liên không chút do dự đáp tốt, ta tiếp thụ. Hy Bình cười nói, ngoan, nương tử, đi ngủ. Hắn bế Bạch Liên đến nằm trong đống chăn, không lâu liền ngủ. Bạch Liên thấy hắn ngủ, mới bỏ qua tất cả giới bị. Gối khuỷu tay của hắn vào mộng. Tiểu thư, cô ra, dậy đi. Hai thiếu nữ 16-17 tuổi xinh xắn bưng bồn rửa mặt tiến vào lều bạt, Hy Bình cùng Bạch Liên bị bọn họ kêu tỉnh. Bạch Liên thấy bản thân lại chui giúp ngủ say ở trong lòng của Hy Bình, còn bị hai ái tỷ nhìn thấy, mặt đỏ giống như than đốt đỏ, lại thấy Hy Bình sau khi tỉnh dậy rụi không rụi đang chăm chú nhìn bản thân, yêu kiều giận dữ nói, ngươi nhìn đủ chưa? Hy Bình cười đáp, cả một đời cũng không đủ. Bạch Liên không để ý hắn, vén tấm chăn lên đến ngồi bên, tiểu tỷ hiền lộ cao gầy tú mỹ hơn liền trải đầu rửa mặt cho nàng ta, tiểu tỷ đầy đặn khả ái hơn tới bên cạnh Hy Bình, nói, ra, để phỉ nhi giúp người vệ sinh. Hy Bình vừa thấy tư sắc của hai tiểu tỷ này lại chẳng thua kém với Bạch Chỉ, cười hỏi, nàng là phỉ nhi, nàng ta gọi là gì? Tiểu tỷ chính đang giúp Bạch Liên sơ tẩy đáp, tiểu tỷ gọi là Ngẫu Nhi. Bạch Liên mắng quát, Ngẫu Nhi, hắn lại không có hỏi muội. Muội nhiều chuyện gì? Hoàng Hy Bình, bọn chúng tuy là cùng gả qua, cũng chính là nói, bọn chúng tuy là thiếp của ngươi, ngươi không được đụng bọn chúng. Phỉ Nhi nhỏ giọng hỏi, ra, người cùng tiểu thư vì sao đang mặc y phục động phòng? Bạch Liên tai thính, nghe được mặt hồng tai đỏ, quát lớn nói, Phỉ Nhi, muội nói cái gì? Hy Bình thay Phỉ Nhi giải vây nói, Phỉ Nhi bất là lòng hiếu kỳ lớn chút, nàng quát lớn tiếng như thế làm gì? Muốn dọa ái thiếp của ta sao? Tới, Phỉ Nhi tốt, giúp phi phu xoa bóp. Một chiếc lược gỗ trong tay của Bạch Liên thoát tay ra, Hy Bình một tay tiếp lấy, nói, nương tử,
nàng không thể là ăn dấm của Phỉ Nhi chứ. Bạch Liên khinh khỉnh nhìn hắn, nói, ngươi đừng mơ tưởng. Hy Bình xuất kỳ bất ý hôn chiếc miệng nhỏ của Phỉ Nhi, sau đó huýt sáo đi ra. Phỉ Nhi lẩm bẩm tự nói, nụ hôn đầu của ta ra. Ngẫu Nhi ồn ào nói, Phỉ Nhi, được ra hôn cảm giác như thế nào? Bạch Liên quát hỏi, các muội lẳng lơ đủ chưa? Ngẫu Nhi hướng Phỉ Nhi nháy nháy mắt, tiếp tục giúp Bạch Liên vệ sinh. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt đến trên thảo nguyên dạo chơi một vòng, trời tối quay về, quả nhiên y ước hẹn không có về lều bạt của Bạch Liên, mà là ngủ ở lều bạt của Tiểu Nguyệt. Bạch Liên để hai ái tỷ của nàng ta giống như trước đây ngủ ở bên cạnh nàng ta. Mọi người tự nhiên cảm thấy kỳ quái, vì sao tân hôn phu phụ không ngủ chung một lều bạt. Hôm sau, Bạch Liên như cũ dẫn một đám thanh niên đến trên thảo nguyên trời cao biển rộng, vừa khéo gặp phải Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt. Bạch Liên nói, Hoàng Hy Bình, người không sợ ta cho người đội mũ xanh sao? Hy Bình thúc ngựa đi xa, quay đầu mỉm cười quát lớn, nàng thích cùng ai ngủ thì cứ cùng người đó ngủ, ta không quản. Qua mấy ngày lão tử vỗ vỗ mông về Trung Nguyên. Bạch Liên giận dữ quát, Hoàng Hy Bình, tên khốn kiếp ngươi, kẻ hèn nhát, ngươi quay lại cho ta. Hy Bình tự nhiên không có nghe theo lời của nàng ta, đi như cũ, trời tối cũng như cũ ngủ ở lều bạt của Tiểu Nguyệt. Bạch Dương cuối cùng nhịn không được, ra mặt kiếm nữ nhi bảo bối của lão, nói, Liên Nhi, Hài Nhi cùng Hy Bình rốt cuộc chuyện như thế nào. Như quả Hài Nhi không yêu thích hắn, vậy phụ thân liền cùng hắn nói chuyện. Đem hôn ước hữu danh vô thực này giải trừ, khôi phục thân tự do của Hải Nhi, được chứ? Tránh khỏi bên ngoài bịa đặt đồn nhảm, nói Hải Nhi là hữu phu chi phụ gái có chồng, dụ dỗ nam nhân khắp nơi, lại nói nữ nhi của Bạch Dương ta cho tiểu tử Trung Nguyên ruồng bỏ. Bạch Liên giận dữ nói, phụ thân, chuyện này làm sao trách Hải Nhi? Lại không phải nữ nhi đuổi hắn ra lều bạt, bản thân hắn muốn đến lều bạt của muội muội hắn, Hải Nhi có biện pháp gì? Người đi nói với hắn, Hải Nhi bệnh. Xem hắn có về hay không. Hứ, đại hỗn cầu tên khốn to. Bạch Dương thế là đến lều bạt của Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt, nói Bạch Liên bệnh. Sau khi Bạch Dương đi, Tiểu Nguyệt kêu Hy Bình qua chăm sóc, nàng ta nói, Liên Thư nói cho cùng là thê tử trên danh nghĩa của huynh, Thư bệnh, huynh phải đi chăm sóc một cái. Hy Bình vén mở cửa trướng của Bạch Liên, nhìn thấy Bạch Liên ngồi ở trên thảm, Phỉ Nhi Ngẫu Nhi đang nằm ở hai bên của nàng ta. Hy Bình nói, nhạc phụ kể nàng bệnh, ta đi qua theo dõi, nhưng nàng giống như phải tốt hơn ta tưởng tượng, một dáng vẻ sinh long hoạt hổ. Bạch Liên giận dữ thành xấu hổ, quên đáp lời. Hy Bình lại nói, ta trở về, không quấy nhiễu các nàng. Sau lưng tiếng gió chợt nổi, Hy Bình quay người tiếp lấy cái gối Bạch Liên ném qua, cười nói, nương tử, gối đầu của nàng thật thơm. Phỉ Nhi, qua đây. Phỉ Nhi đi qua nhận lấy chiếc gối trong tay của Hy Bình. Không ngờ lại bị hắn ta ôm hôn, khuôn mặt đỏ thẹn ôm chiếc gối về hỏi, tiểu thư, ra không phải không cần chúng ta chứ? Bạch Liên giận dữ nói, ai yêu thích hắn cần? Chợt lại nói, hắn dám. Muội qua kêu hắn qua lại. Phỉ Nhi ra ngoài một hồi, lại bị Hy Bình ôm ấp quay về, gương mặt xinh xắn ửng lên hồng đào, xuân tình đầy tràn. Bạch Liên quát lên, Hoàng Hy Bình, thả Phỉ Nhi ra. Hy Bình ôm Phỉ Nhi đến ngồi bên cạnh Bạch Liên. Hi hi cười nói, nương tử, nàng có gì phân phó? Bạch Liên đáp, ta muốn sửa đổi nội dung giao dịch, chính là ngươi nhất thiết phải ở trong lều bạt của ta, nhưng không được đụng chúng ta. Hi Bình nói, trượng phu không được đụng nương tử, đó không ý tứ bao nhiêu. Bạch Liên giận dữ nói, ngươi rốt cuộc đáp ứng hay không? Hi Bình đành chịu đáp, được lắm, bất quá, ta phải mang Nguyệt Nhi qua. Bạch Liên hỏi, ngươi thế nào có thể mang muội muội của ngươi đến lều bạt của chúng ta? Hy Bình cười đáp, huynh muội chúng ta thói quen ngủ chung một chỗ, huống hồ, nàng cùng ta lại không thể phát sinh loại chuyện đó, có cái gì kiêng kỵ. Nói xong, đi đến cửa trướng, đột nhiên quay đầu nói, như quả nàng nguyện ý cùng ta làm phu thê chân chính, ta liền không dẫn Nguyệt Nhi qua. Bạch Liên nói, đi dẫn muội muội bảo bối của ngươi qua đi thôi. Ai muốn cùng ngươi làm phu thể? Hy Bình rất nhanh liền bế Nguyệt Nhi đi vào. Tiểu Nguyệt tựa hồ đã ngủ. Hy Bình đem nàng ta để trên thảm, đắp chăn kỹ cho nàng ta, hỏi, Phỉ Nhi, chúng ta ngủ ở bên cạnh nàng, được chứ? Bạch Liên nói, cách chúng ta xa một chút. Hy Bình cười nói, ta thích muốn ngủ ở bên cạnh Phỉ Nhi, nàng có thể đem ta làm sao? Hắn liền ngủ ở giữa Tiểu Nguyệt cùng Phỉ Nhi, nghiêng người ôm lấy Tiểu Nguyệt. Bạch Liên đột nhiên sinh ra kích thích muốn đem hắn kéo qua hắn thế nào có thể ôm muội muội ngủ. Bạch Liên rất lâu mới ngủ, tỉnh lại đã là trời sáng.
Khi nàng ta nhìn thấy Tiểu Nguyệt cùng Phỉ Nhi ngủ nghiêng trên người của Hi Bình, quát to nói, tỉnh dậy. Bốn người khác giống như bị sét vang chấn tỉnh, đều kinh dị nhìn Bạch Liên nổi giận đùng đùng, nghĩ thầm, vừa sáng sớm ai lại đụng chạm nàng ta. Bạch Liên nói, Phỉ Nhi, sau này không cho phép muội ngủ ở bên cạnh hắn. Mấy đêm sau đó, Phỉ Nhi, Ngỗ Nhi cùng ngủ ở một bên của Bạch Liên, Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt ngủ ở bên còn lại của Bạch Liên, cự ly giữa Hi Bình cùng Bạch Liên cách nhau 2 mét, đồng thời ở giữa bày một tấm chăn xếp kỹ, ai cũng không cho phép vượt qua tấm chăn này, có lẽ đây là sở hán hà giới giữa phu thê bọn họ. Buổi sáng một ngày, Hi Bình tỉnh lại, phát giác ngủ nghiêng ở trên người bản thân, cười làm tỉnh nàng ta, nói, nương tử, nàng thế nào ngủ đến tới trên người vi phu. Gương mặt non mềm của Bạch Liên liền đỏ, giận dữ nói, người ta đêm qua có ác mộng, đến trên người vô lại ngươi tìm kiếm một chút cảm giác an toàn đều không được sao. Phi Nhi Ngẫu Nhi ở một bên bịt miệng lén cười. Buổi tối hôm nay, khi Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt về đến lều bạt, nhìn thấy tâm chăn đó không còn nữa, hắn như cũ ôm Tiểu Nguyệt đến ngủ chỗ cách người Bạch Liên 2 mét. Vừa nằm xuống, một chiếc gối đầu liền đánh lên đầu hắn, hắn nói, nương tử, nàng lại muốn làm gì? Bạch Liên giận dữ nói, người biết rõ còn cố tình hỏi, người ngủ xa như vậy làm gì? Hi Bình giả như không hiểu hỏi, không phải nàng để ta ngủ đấy ư? Tiểu Nguyệt nói, đại ca, Liên Thư muốn huynh đến ngủ cạnh thư đó. Hi Bình hỏi, nương tử, Nguyệt Nhi nói đúng không? Bạch Liên xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong, nhưng là mặc nhận toàn bộ. Hi Bình thả Tiểu Nguyệt ra, lăn đến bên người của Bạch Liên, hướng Tiểu Nguyệt cười cười. Tiểu Nguyệt liền bò qua ngủ nghiêng ở trên người của Hi Bình. Bạch Liên đến lúc này mới an tĩnh ngủ ở bên cạnh hắn hắn. Hi Bình nói, Liên Nhi, chúng ta không nên ngủ ở chung một chướng bồng, ta sợ nàng có thể lâu ngày sinh tình đối với ta, tình căn thâm trùng, đến khi ta về Trung Nguyên, nàng không phải rất thống khổ sao? Bạch Liên giận dữ nói, nếu cút đi thì cút cho thật nhanh. Hi Bình cười khổ nói, nàng ôm ta chặt như vậy, kêu ta làm sao cút đi chứ? Bạch Liên nói, không được sao? Hi Bình hỏi, nàng không thể lại yêu thích ta vô lại này chứ? Bạch Liên đáp, ai yêu thích ngươi? Người ta chỉ cảm thấy công năng chăn ấm của đại vô lại ngươi còn không tệ, liền lấy qua dùng thôi. Hi Bình kinh ngạc hỏi, như vậy cũng được. Ba nữ nhân còn lại cười không ngừng. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, nguyên lai huynh còn có cái công năng này nha. Hi Bình cười khổ nói, nương tử, nàng thế nào có thể tổn thương trượng phu của nàng như vậy? Bạch Liên bĩu môi lên, nói, ngươi còn biết ngươi là trượng phu của ta. Lâu như thế, ngươi đụng đều không đụng ta một cái, ngươi là ý tứ gì? Hi Bình không ngờ được ác nhân nàng ta cáo trạng trước, hàm oan đáp, ôi ôi, là bản thân nàng không để ta đụng, còn nói là đại vô lại. Đêm động phòng hoa chúc tối đó, nàng gần như muốn mạng lớn của ta, nàng quên mất, ta còn nhớ được. Bạch Liên hung hãn lườm hắn, nói, ngươi còn dám nói nữa. Chợt lại yếu ớt nói, ngươi tuy là vô lại, nhưng ngươi còn là trượng phu của người ta. Hi Bình trầm mặc rất lâu, nói, như quả ở trước khi ta rời khỏi Thảo Nguyên, nàng thực lòng thực ý yêu thương trượng phu đại vô lại của nàng, ta liền mang nàng về Trung Nguyên, được chứ? Bạch Liên giấu không được vui sướng trong giọng nói, đáp không được. Hi Bình trêu chọc nàng ta nói, nương tử, hôn trượng phu một cái. Bạch Liên ở trong chăn đá hắn một cước, nói, không hôn. Hi Bình đành chịu nói, xem ra ngày mai thế nào cũng phải không bỏ nàng không được, dù sao có nàng thê tử này cũng bằng như không có, không bằng dứt khoát ai đi của người đấy, nước sông không phạm nước giếng. Bạch Liên quay mặt hướng về một bên, Hi Bình nói, ta cho nàng 3 giây, 1, 2. Ba còn chưa có nói ra miệng của hắn liền bị miệng của Bạch Liên nhét ngăn, nàng ta vụng về đưa đầu lưỡi duỗi vào trong chiếc miệng lớn của Hi Bình, cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt không nghỉ. Rất lâu mới kết thúc một trường hôn này. Bạch Liên vùi mặt vào trong cổ hắn, không dám ngẩng lên nhìn ba nữ nhân khác, trong lòng không biết là thẹn hay là vui, nàng ta lại chủ động hôn đại vô lại này. Hi Bình cười nói, nương tử, kỹ xảo hôn lưỡi của nàng còn rất không thạo, bất quá rất ngọt ngào, ta yêu thích cực, sau này không chuyện hôn ta thêm vài cái, có thể có tiến bộ. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, các nàng có muốn theo ta đại vô lại này không? Lưỡng nữ tề thanh đáp, nô tỳ một đời phục thị gia. Bạch Liên ở bên tai hắn nói, chàng biết bọn chúng yêu chàng yêu đến chết người, còn đùa giỡn chúng nó. Hi Bình hỏi, nàng cũng yêu ta đến chết người chứ? Bạch Liên không đáp hắn, chỉ là thè lưỡi ra liếm lưng tai của hắn, làm cho hắn chỉ có cười khổ hưởng thụ ôn tồn của nàng ta,
hắn biết nữ lang điêu man này trong miệng tuy không nói, nhưng trong lòng sớm đã yêu thương hắn. Không thể chọn lựa anh hùng, có lẽ đành phải chọn lựa vô lại. Bạch Liên cuối cùng biết ôm một đại nam nhân ngủ quả thật là một chọn lựa không tệ, thích cắn liền cắn, cao hứng liền đánh hắn hai phấn quyền, làm nũng cũng không cần nhìn thời gian, khi tỉnh lại có thể giả bộ bị ác mộng kinh tính, quấn cuộn hắn muốn hắn ôm ấp nàng ta, dỗ dành nàng ta, an ủi nàng ta, song thủ song cước có thể tùy tiện phóng đến bất kỳ bộ vị nào của thân thể hắn. Hơn nữa, nam nhân nàng đang ôm này tuy phi anh hùng, lại tuyệt đối là một đại xuất ca thêm mãnh nam, tuấn diện nhất lưu, cơ bắp kiệt xuất, quả thực là vô giai khả kích không chê được. Ai, một đời này của nàng vô duyên với anh hùng, gả cho một tiểu bạch diện cường tráng cũng không tệ mà. Bạch Liên mơ một giấc mơ, trong mơ nàng thành một vị nữ anh hùng, đem trượng phu vô lại của nàng ức hiếp đến thở không ra hơi. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, toàn thân của nàng rõ ràng đè trên người của Hy Bình. Hy Bình lại hồn nhiên không biết ngủ rất say. Rất nhiều nữ nhân đều khi đang ngủ chèn ép hắn như thế, hắn đã tập mãi thành thói quen. Bạch Liên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đóng chặt của hắn, nụ hôn lén lút, giống tiểu nữ hài ăn trộm mật đường. Bình minh sắp đến. Bạch Tử tiến vào trướng bồng của Bạch Liên, nhìn thấy Bạch Liên chính đang nằm sấp ngủ ở trên người của Hy Bình, hắn vội vàng kêu tỉnh mọi người. Bạch Liên giận hỏi, Bạch Tử, huynh vì sao không thông báo một tiếng liền chạy vào? Bạch Tử đáp, xin lỗi nhé. Có chuyện gấp, Hoàng huynh, Tư Nhi hôm qua cứu một nữ lang trung nguyên, sáng nay vừa tỉnh lại liền ầm ĩ muốn gặp các người. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt lập tức đứng dậy, đi theo Bạch Tử ra khỏi trướng. Bạch Liên hung hãn nói, khẳng định lại là nữ nhân của vô lại đó, hứ. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt đi vào trướng bồng của Bạch Tư, nhìn thấy ngoài Bạch Tư cùng Bạch Chỉ, còn có một thiếu nữ tiểu tụy phi thường, không ngờ là Đỗ Manh Manh. Tiểu Nguyệt bổ qua ôm lấy nàng ta. Khóc nói, sư thư, Nguyệt Nhi nhớ thư chết. Đỗ Manh Manh nức nở nói, sư muội, ta cho rằng cũng không gặp được các người nữa. Hy Bình hỏi, Manh Manh, làm sao chỉ có một mình nàng, vậy bọn họ. Đỗ Manh Manh thả Tiểu Nguyệt ra, bổ nhào vào trong lòng Hy Bình, khóc nức nở đáp, đại ca, muội, muội. Nàng ta hiển nhiên quá kích động, nhất thời mất đi năng lực biểu đạt. Hy Bình không ngờ được Đỗ Manh Manh có thể không màng tất cả ôm hắn. Nâng tay vuốt ve mái tóc của nàng ta, nói, Manh Manh, đừng khóc, chuyện lớn bằng trời đại ca chống đỡ, nào, ngồi xuống trước, từ từ kể cho đại ca nghe. Rất lâu, Đỗ Manh Manh ở trong lòng Hy Bình bình tĩnh lại, nói, muội từ dã mã tộc qua, hôn mê ngã trên thảo nguyên, là Bạch Tư cô nương cứu muội. Đêm qua khi ngủ, nghe được Bạch Chỉ nửa đêm kêu tên của đại ca, liền hỏi mới biết đại ca cùng Tiểu Nguyệt đều ở nơi đây. Tiếp đó tự thuật quá trình tới lần này. Bốn người nghe được dương mắt mà nhìn. Hy Bình nghe nàng ta kể xong, cười nói, đám tiểu tử này diễm phúc không cạn, lại bị nữ nhân của dã mã tộc xem chúng. Manh Manh, muội có bị nam nhân của dã mã tộc hay không? Hi hi, muội biết ta muốn hỏi gì? Đỗ Manh Manh đáp, không có à, người ta còn là xử nữ ư? Hy Bình la to hỏi, tiểu tử đại hải đó, lại có thể không đụng muội? Đỗ Manh Manh cúi đầu đáp, huynh ấy mới không có hiếu sắc như vậy của đại ca. Hy Bình nói, được lắm. Sau khi cứu bọn họ ra, liền kêu đại hải bất luận như thế nào đem muội biến thành nữ nhân chân chính, để muội không làm nữ hải nữa. Đỗ Manh Manh ở trong lòng hắn nũng nịu nói, đại ca. Hy Bình thả Đỗ Manh Manh ra, đi đến trước mặt Bạch Chỉ quỳ một gối xuống, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng của nàng ta, hỏi tiểu Bạch Chỉ, nàng còn đau không? Bạch Chỉ mặt đỏ đến cổ. Hai bàn tay nhỏ không biết bỏ đến chỗ nào mới tốt, cặp mắt cũng không dám nhìn hắn. Nàng ta cảm thấy bàn tay lớn của Hy Bình đã vuốt ve gương mặt của nàng ta, toàn thân liền run, ngửa mặt sợ hãi nhìn hắn. Hy Bình hỏi, tiểu Bạch Chỉ, nàng nằm mơ đều hận ta ư? Nàng không phải nói xóa bỏ tất cả ư? Vì sao nằm mơ đều không bỏ qua cho ta? Bạch Chỉ ngửa khuôn mặt nhỏ ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên lệ quang. Hy Bình thở dài hỏi, muốn ta ôm không? Bạch Chỉ mạnh mẽ gật đầu. Hy Bình ôm nàng ta vào lòng, phát nước mắt của nàng ta chảy ra, hỏi tiểu Bạch Chỉ, vì sao phải khóc? Bạch Chỉ khóc đáp, Chỉ Nhi không muốn cùng Đại Phôi Đản xóa bỏ tất cả, Chỉ Nhi yêu thích Đại Phôi Đản, trong mơ đều nhớ tới Đại Phôi Đản. Hy Bình cười khổ nói, nào có nói lời tỏ tình như vậy của nàng. Lại xưng hô nam nhân của nàng là Đại Phôi Đản, tiểu Bạch Chỉ.
nàng không sợ cái cây xấu xa đó của đại phôi đản ư? Ba nữ nhân kia liền cười mắng. Bạch Chỉ thẹn đáp, sợ, chàng sau này nhẹ chút được không? Chỉ nhi nhịn đau thì được. Hy Bình nói, lần trước vừa đi vào nàng liền xỉu, không biết mùi vị trong đó, đợi ta đem đám khốn kiếp đó từ dưới quần của nữ nhân kéo ra, lại quay về dùng hành động thực tế cáo tố nàng cảm giác mỹ hảo ngoài đau đớn, được chứ? Bạch Tư giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, người muốn chết à? Hy Bình không để ý nàng ta, nâng gương mặt nhỏ của Bạch Chỉ lên, liền hôn lên đôi môi non đỏ của nàng ta. Tách môi, Bạch Chỉ yêu kiều thở gấp nói, đại phôi đản, nhiều người như thế ra. Hy Bình đem nàng ta ôm càn chặt, ha hả cười lớn, khả nhân nhi, người đáng yêu khả ái như thế. Ấy, tiểu chỉ nhi của ta. Đỗ Manh Manh ban đầu nóng nảy muốn đem người cứu ra, thế nhưng Hy Bình biết bọn họ tính mệnh không có gì ưu lo, hơn nữa như loại của tứ cẩu, Hoa tiểu ba, đem bọn họ cứu ra quá sớm, trái lại có thể rước tới oán trách nữa. Nữ nhân của dã mã tộc nếu như thực cao khỏe lẳng lơ như thế, không biết bọn họ có bao nhiêu sung sướng, khẳng định đang vui quên đường về chứ. Dưới khuyên giải của Hy Bình, Đỗ Manh Manh cũng tiêu trừ tất cả lo âu, người cũng tinh thần. Thế nhưng, khi nàng ta biết Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt luôn luôn đều ngủ chung, chấn kinh có nhiều giây ý nghĩ là một mảng trắng không. Khi tối, nàng ta cũng đến ở trướng bồng của Tiểu Nguyệt cùng Hy Bình, nghe Tiểu Nguyệt kể sự tình phát sinh sau khi cách biệt, nghe nghe, cũng từ một bên nghiêng người ôm cổ của Hy Bình, một bàn chân để giữa hai chân của hắn, đầu gối cánh tay cường tráng của hắn, học đủ bộ dạng của Tiểu Nguyệt đối diện hắn. Hy Bình nói, Manh Manh, còn may muội là xử nữ, nếu không người khác còn cho rằng ta với muội có một chân chứ. Đỗ Manh Manh nói, kỳ thật đại ca muốn thân xử nữ của Manh Manh, Manh Manh cũng chỉ có vui mừng. Hy Bình nói, muội đừng dụ hoặc ta thực không muốn có lỗi với huynh đệ. Đỗ Manh Manh nói, muội yêu đại hải, nhưng cũng thích đại ca, muội có phải là nữ nhân lẳng lơ dương hoa không vậy? Tiểu Nguyệt nói, sư thư không phải. Nhị ca là luôn luôn tình yêu sâu đậm của thư yêu huynh ấy đã rất lâu. Thế nhưng, cảm tình của thư đối với đại ca cũng là thực, đại ca là loại nam nhân bất kỳ nữ nhân nào thấy đều có thể động lòng. Cả mẫu thân của muội đã nói đại ca là thiên địch của nữ nhân, còn nói khi người thấy đại ca cũng có thể tim đập thình thịch nữa. Đỗ Manh Manh vô cùng kinh ngạc hỏi, mẫu thân của muội có thể nói lời như thế? Hy Bình khẩn trương hỏi, Nguyệt Nhi, mẫu thân còn nói gì? Tiểu Nguyệt đỏ mặt đáp, mẫu thân nói, khi nào nếu thấy đại ca được, yêu thương đại ca, thì can đảm yêu, bất tất tính toán cái khác. Hy Bình quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của bản thân, quát lên cái gì? Mẫu thân lại để muội làm chuyện như vậy. Tiểu Nguyệt giận dỗi nói, phụ thân còn ở một bên nói, đại ca là nam nhân ưu tú, phì thủy không chảy ruộng của người khác a. Đỗ Manh Manh nghĩ không ra trên đời còn có phụ mẫu như vậy, lại ủng hộ đàm tình thuyết ái thậm chí đàm hôn luận giá giữa huynh muội. Hy Bình một hồi lâu mới hồi thân lại, nói, không trách được muội không sợ phụ mẫu trách mắng, cả ngày quấn cuộn ta muốn này muốn kia, khiến cho ta cơ hồ nhịn không nổi muốn xâm phạm muội. Đỗ Manh Manh nhanh miệng nói, đồng trinh của sư muội chính là huynh đoạt đi. Một kinh hãi này của Hy Bình không phải là thường, Manh Manh thế nào có thể đem chuyện này nói ra. Tiểu Nguyệt yếu ớt nói, kỳ thật Nguyệt Nhi sớm đã biết, Nguyệt Nhi chỉ là không muốn đại ca khó xử, bởi vậy không có trực tiếp nói ra. Muội nếu cả nam nhân đoạt đi đêm đầu tiên của mình đều nhận không ra, còn có tư cách gì làm muội muội của huynh chứ? Hy Bình lúng túng không biết nói gì, rất lâu mới hỏi, Nguyệt Nhi, muội không hận đại ca ư? Tiểu Nguyệt đáp, muội trước giờ đều không hận đại ca vĩnh viễn đều là tối ái của Nguyệt Nhi, cho dù tất cả làm lại, muội vẫn là yêu đại ca, muội còn là cảm tạ huynh tiến vào sinh mệnh của Nguyệt Nhi. Xong, đại ca, huynh có thể yêu Nguyệt Nhi chăng? Hy Bình không biết dũng khí từ nơi đâu tới, thản nhiên đáp, huynh cũng yêu muội, như quả chúng ta không phải thân huynh muội, muội nói phải tốt bao nhiêu. Đỗ Manh Manh đột nhiên hỏi, đại ca cũng yêu Manh Manh chứ? Hy Bình vừa muốn tiện miệng đáp vài câu, Đỗ Manh Manh lại nói, không cho phép nói hoang lửa Manh Manh. Hy Bình chỉ đành đem lời vừa muốn nói nuốt về trong bụng, than thở đáp, còn nhớ được đêm đó ở sơn động chứ? Khi muội xé ra mặt xuống, ta liền nghĩ giả như là muội nằm ở trên đất, ta nhất định cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Ai, nếu là muội thì tốt, như vậy Nguyệt Nhi với ta cũng đã không thể phát sinh loại chuyện hồ đồ này. Tiểu Nguyệt quát lên, lão Hoàng Ngưu,
huynh có phải Hiểm Nguyệt Nhi quá xấu không? Nàng ta đã xưng hô Hy Bình như thế, hiển nhiên là lúc này không xem hắn ta làm đại ca. Đỗ Manh nhớ tới tình cảnh khi đó đích xác như thể, Hy Bình chết cũng không thể Tiểu Nguyệt dịch dung trên đất, lại đối với nàng bày ra một bộ dạng hiếu sắc. Nàng ta không tự giác cười nói, sư muội nha, khi đó huynh ấy còn muốn thư giúp muội đấy, sau đó biết thư là nữ, huynh ấy liền để ta kiếm mười mấy hai mươi thanh niên giúp muội giải độc. Bỗng nhiên, kêu thảm ai ra ra liên thanh không ngừng, nguyên lai cánh tay của Hy Bình bị Tiểu Nguyệt cắn đau mấy cái. Tiểu Nguyệt nói, lão Hoàng Ngưu, huynh lại dám kêu nam nhân khác đụng muội. Hy Bình đáp, khi đó huynh vừa không biết bọn muội là ai, băng băng vừa tại trường, huynh làm sao liền trước mặt băng băng cùng với nữ nhân khác tương hảo. Đỗ Manh Manh không tha cho hắn nói, vậy huynh vì sao muốn giở trò đối với muội? Tiểu Nguyệt nặng nề nói, hứ, lão sắc ma. Đỗ Manh Manh hỏi, đại ca, Manh Manh đem thân xử nữ cho huynh nha. Hy Bình kinh hãi kêu, đại hải có thể giết ta. Đỗ Manh Manh giận dữ nói, muội hiện tại còn không phải người của huynh ấy, cho dù hảo cùng huynh, cũng không tính phản bội huynh ấy, song, hảo cùng huynh, người ta sau này cũng không thể gả cho huynh ấy nhất định rất thống khổ. Muội từ nhỏ đã mộng tưởng sau khi lớn lên gả cho huynh ta, cho đến hiện tại vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, bởi vậy muội cũng không cưỡng bức đại ca chiếm hữu Manh Manh, bất quá, khi chỉ có muội cùng sư muội ở bên cạnh huynh. Huynh đều phải giống như hiện tại mặc cho muội động tay động chân như thế, còn phải. Nàng ta bỗng nhiên dừng, ngọc thủ duỗi vào đúng quần của hắn, cầm cự vật của hắn, mới phát hiện tay của nàng ta quả thật quá nhỏ, nghĩ thầm, không chuyện mọc lớn như thế làm gì. Dọa chết người. Hy Bình rên rỉ nói, Manh Manh, đừng loạn động, ta có thể khống chế không nổi. Đỗ Manh Manh uy hiếp nói, muội còn muốn huynh hôn môi muội, gọi muội là tâm can bảo bối. Hy Bình xin tha nói, được rồi, tâm can bảo bối. Đỗ Manh Manh liền bĩu môi, nói, hôn muội. Hy Bình đành phải cùng nàng tới một nụ hôn dài, bỗng nhiên cảm giác một tay của Tiểu Nguyệt cũng duỗi tiến vào, hai bàn tay non ở trên hùng căn của hắn tới lui sáo lộc, hắn hét to một tiếng, đẩy lưỡng nữ ra, chạy ra khỏi trướng. Chưa một hồi, Bạch Tư kinh hoàng thất thố tiến vào trướng bồng, nằm ở bên cạnh Tiểu Nguyệt, giận dữ nói, hỗn đản đó. Nửa đêm canh ba chạy đến trong trướng bồng của người ta làm chỉ nhi, thẹn chết người. Rất lâu, tam nữ nghe được một tiếng kêu thảm, theo sau liền là âm thanh vĩnh hằng tựa như thống khổ lại giống như sung sướng. Kể tới, Hy Bình vừa tiến vào trướng bồng của Bạch Tư, liền chui vào chăn, bổ nhào đến trên người của một nữ nhân trong đó hôn mãnh liệt một trận. Trong ý loạn tình mê, lại nghe được nữ nhân bên dưới giận dữ quát, Hoàng Hy Bình, người muốn làm gì? Nguyên lai nữ nhân hắn đè lấy là Bạch Tư. Hy Bình kinh hãi nói, làm sai rồi. Hắn thả Bạch Tư ra, bỏ đến trên người Bạch Chỉ cười trộm bên cạnh, lại là một trận hôn mãnh liệt, sau đó nói, ta muốn cùng Chỉ Nhi hoàn hảo, nàng nếu không hy vọng ta trong loạn sai nữa, thì đi đến bên đó của bọn Tiểu Nguyệt ngủ. Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý ở lại thì càng tốt. Bạch Tư một lời không phát mặc y phục tề chỉnh đi ra khỏi trướng bồng. Hy Bình đứng lên. Nói Tiểu Bạch Chỉ để đại phôi đản nhảy một màn thoát y vũ cho nàng xem. Hắn hai ba cái liền đem bản thân cởi sạch không mảnh vải che người. Bạch Chỉ nói, đại phôi đản, chàng bề ngoài thật dễ nhìn, bọn họ không có dễ nhìn bằng chàng, Chỉ Nhi thực rất yêu thích chàng. Cây đồ này của chàng khiến Chỉ Nhi sợ hãi thật, trước đây Chỉ Nhi nhìn thấy cây nhục căn thô dài đó của lão gia cùng thiếu gia liền cảm thấy sợ hãi, nào biết của đại phôi đản so với của bọn họ còn phải thô dài hơn một lần. Chỉ Nhi thực sợ ra. Đích xác, thoại nhi của Bạch Hoạt phụ tử vốn dĩ đã thô dài hơn thường nhân, khiến nữ hài trẻ tuổi nhìn cũng sợ hãi, huống hồ dị chủng này của Hy Bình. Bạch Chỉ nói cho cùng là một thiếu nữ 15 tuổi, có thể không sợ ư? Hy Bình cười nói, Tiểu Bạch Chỉ, đến lượt nàng. Bạch Chỉ không hiểu hỏi, cái gì? Hy Bình đáp, ta giúp nàng cởi ra, hay là nàng tự mình cởi? Bạch Chỉ kỳ thật chỉ mặc một bộ áo ngủ. Lúc này nghe được Hy Bình vừa nói, lại thấy hắn mê sắc chăm chú nhìn bản thân, mặt non liền đỏ, đáp, thiếp tự mình cởi. Áo ngủ của Bạch Chỉ giống như mộng trượt xuống đất. Hy Bình nhìn thân thể yêu kiều sơ hiện trẻ trung này, hưng phấn không giải thích được. Đại thủ của hắn nắm sờ nụ hoa của nàng ta, từ từ rời đến vùng bụng của nàng ta, lại hướng xuống vuốt ve, sau đó hắn quỳ xuống, hôn lấy địa phương thần bí mê người nhất, Bạch Chỉ rên rĩ nhẹ nhỏ, thân thể run rẩy mềm nhũn.
hai tay của nàng ta đè ở hai vai của Hy Bình, cơ hồ không cách nào chống giữ cơ thể của nàng ta. Hy Bình đem nàng đè trên thảm, bàn tay nhỏ của nàng ta không tự giác vuốt ve cơ bắp cường tráng của hắn, cùng hắn hôn cuốn nhiệt liệt. Hy Bình hỏi, tiểu Bạch Chỉ, chuẩn bị tốt chưa? Bạch Chỉ hiện sơ sắc thái sợ hãi, nhưng còn là kiên định đáp, đại phôi đản, tiến tới đi. Nhẹ chút a, ai ra, đau a, đại phôi đản. Hy Bình ưỡn động có tiết tấu, nhẹ nhàng hỏi, tiểu Bạch Chỉ, cảm giác thế nào? Bạch Chỉ hương hãn, mồ thơm, nhễ nhại kêu to, đại phôi đản, giống như cọc gỗ lớn lấp vào ở giữa hai chân của Chỉ Nhi, va chạm đến Chỉ Nhi vừa đau vừa thoải mái, Chỉ Nhi rất sung sướng, ê ô. Đại phôi đản, thiếp từng thấy qua bọn họ làm chuyện này, có vài người vài giây liền xuống, lão gia cùng thiếu gia lợi hại nhất, mỗi lần đều cùng các phu nhân làm một hai thời thần, nhưng chàng giống như so với còn lâu hơn, Chỉ Nhi sợ chống đỡ không nổi, a a. Đại phôi đản, Chỉ Nhi không được rồi, phải ngất. Chỉ Nhi chỉ cảm thấy hoa choáng một trận, quả thật ngất đi. Hy Bình sau khi mãnh liệt ưỡn động vài chục cái, kéo người ra, đem Hùng Căn vẫn hùng phong đại tác lắng lại xuống, lắc tỉnh Bạch Chỉ, nói tiểu Bạch Chỉ, nàng làm sao nói ngất liền ngất. Bạch Chỉ mở mắt ra, không sức lực nói, xin lỗi, đại phôi đản. Hy Bình thương tiếc hỏi, sau này còn sợ ta chăng? Bạch Chỉ đáp sợ. Sợ đại phôi đản không cần Chỉ Nhi. Hy Bình nhéo chiếc mũi của nàng ta, nói, nàng cũng học hiểu xảo quyệt. Bạch Chỉ cười ngọt ngào. Hy Bình lật thận từ kiều thể của Bạch Chỉ xuống, đem nàng ta ôm đến lồng ngực của hắn, nói ta đè nàng lâu như thế, cũng để nàng đè ta lại. Bạch Chỉ nằm sấp ngủ ở trên người của Hy Bình, không có làm bất kỳ vùng vẫy nào. Kỳ thật nàng ta sớm đã không có lực khí gì. Trời sáng. Sau khi Hy Bình cùng Bạch Hoạt phụ tử thương lược, liền quay về Bạch Dương phủ. Gặp Bạch Dương phụ tử, tự thuật chuyện cứu người, Bạch Dương phụ tử một miệng nhận lời. Hy Bình không thấy được Bạch Liên, đề cập sơ một cái, Bạch Dương thở dài một tiếng nói, nàng ta cùng hai ái tỷ sáng sớm liền ra ngoài. Hy Bình phỏng đoán có lẽ lên thảo nguyên chơi đùa với kẻ bám đuôi của nàng ta, cũng không nói thêm nói. Bạch Hùng ra ngoài điều binh khiển tướng. Bạch Dương ngỏ lời mấy tao bà nương trong trướng của lão rất phóng túng, lão hiện tại già, thỏa mãn được một người, thỏa mãn không được một nhóm lớn, muốn Hy Bình thay thế thỏa mãn. Hy Bình chỉ đành đến trong trướng của Bạch Dương cùng năm phụ nhân chính đang hổ lang chi niên trung niên, đó của Bạch Dương giao chiến, chinh chiến ba thời thần, đem bọn họ giết đến không sức hoàn thủ, không ngừng đầu hàng, cầu xin, mới công thành thân thối. Từ trong trướng bồng của Bạch Dương đi ra, đúng lúc nhìn thấy Bạch Liên tam nữ cưỡi ngựa từ Thảo Nguyên quay về, Hy Bình mỉm cười cùng bọn họ hỏi thăm, Phỉ Nhi cùng Ngẫu Nhi trả hắn một nụ cười mê người, thế nhưng Bạch Liên miệng liền vểnh, bộ giang thích quan tâm mà không quan tâm. Hy Bình nói, nương tử cẩn thận, đừng té xuống ngựa nhá. Bạch Liên mắt liền trừng, không cần ngươi quản, liền xuống ngựa về trướng bồng. Hy Bình liền cười cởi mở, sải dài bước chân, đi xem Bạch Hùng chuẩn bị thế nào. Gần tối. Hy Bình cùng Bạch Hùng vừa nói vừa cười quay về, hai người đang chuẩn bị tiến vào đại trướng của Bạch Hùng, Ngẫu Nhi lại từ sau lưng bọn họ kêu Hy Bình lại, để Hy Bình về trướng bồng của mình. Hy Bình còn là lần đầu tiên đơn độc ở cùng một chỗ với Ngẫu Nhi, trên đường cùng nàng ta vừa ôm vừa hôn, làm ái thiếp này của hắn xuân tình đại tác, toàn thân mềm yếu vô lực, hắn dứt khoát bế ngang nàng tiến vào trướng bồng, cùng Bạch Liên tam nữ ăn bữa tối, ba nữ nhân ngửi ra mùi nữ nhân trên người của hắn. Đuổi hắn đi tắm rửa. Hy Bình tắm rửa đi ra, nằm trong tấm chăn, tiếp nhận vặn hỏi của Bạch Liên, đêm qua ngươi vì sao không quay về ngủ? Có phải cùng dã nữ nhân chung trạ không? Hy Bình đáp, đừng nói đến khó nghe như vậy, tối qua chỉ là đi an ủi nương tử chân chính của ta. Bạch Liên kéo lỗ tai của hắn, hỏi, nói, ngươi còn có bao nhiêu nương tử? Hy Bình cười đáp, tạm thời đi, trừ các nàng ra, còn có 7 nương tử. Ngoài ra đi giống như còn có 6 người, sau này bao nhiêu ta thì không biết. Bạch Liên phát cuồng trên người của hắn vừa đấm vừa đá, nói, người đã nhiều nương tử như thế, vì sao còn phải cưới ta? Hy Bình kêu khổ nói, đừng kéo loạn đánh loạn, nàng cho rằng ta không đau sao. Qua vài ngày ta liền phải về Trung Nguyên, cưới nàng bằng như không cưới, sau khi ta đi, nàng có thể tìm một anh hùng chân chính cưới, dù sao nàng cũng còn là thân nữ nhân thanh bạch. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể ghét bỏ nàng. Ai nha nha, Phỉ Nhi, cả nàng cũng cắn ta.
Ngẫu Nhi lên tiếng ủng hộ nói, ai kêu chàng dám không cần bọn thiếp. Bạch Liên đột nhiên bình tĩnh hỏi, người từ trước tới nay không xem người ta là thê tử của ngươi, có phải không? Hy Bình nghiêm túc hiếm có hỏi, nàng yêu ta, xem ta thành trượng phu của nàng hay không? Bạch Liên vùng vẫy nói, ta không biết, ta thực không biết. Hy Bình thương hại xoa vuốt mái tóc của nàng ta, nói, không biết thì thôi, ngày mai ta liền đi dã mã tộc, từ dã mã tộc quay về, ta liền đi về Trung Nguyên. Nàng tiếp tục có thể giống như trước đây làm anh hùng mộng của nàng, đùa giỡn ái tình du hí với thanh niên trên thảo nguyên, tìm nam nhân có khả năng một tên ba chim cùng qua đêm thảo nguyên, nàng vẫn là công chúa mỹ lệ nhất của thảo nguyên, được bọn nam nhân chúng tinh ủng nguyệt theo đuổi, sủng ái. Ngủ đi, ngày mai tỉnh lại, tất cả đều có thể thay đổi. Hắn cảm giác được Bạch Liên ở trong lòng của hắn thút thít. Phải chăng đang cảm kích hắn sẽ sắp thả nàng tự do nhỉ? Ai rõ? Ngày mai, trời sẽ rõ ràng. Mọi người từ trong suy lý của Đỗ Thanh Phong, được biết Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt khả năng chưa chết, bè lũ của Hy Bình cùng với các nữ nhân của hắn mới tạm dừng bi thương, thế nhưng cũng còn là rất lo lắng, ưu sầu. Bọn họ về đến Thần Đao Môn, Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt không có giống như Lôi Long nói đang ở Thần Đao Môn đợi. Tuy chúng nữ cũng thấp thoáng cảm giác Hy Bình không thể có gì nguy hiểm, nhưng từ lúc theo hắn, thì chưa từng xa cách với hắn. Lúc này khi Hy Bình không ở bên cạnh bọn họ, khiến bọn họ thống khổ, càng cảm thấy không biết làm thế nào. Bất luận nói làm sao, Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt sinh tử chưa liệu trước, bọn họ làm sao có thể không thương tâm lo lắng. Lãnh Tinh Oánh ban đầu muốn an ủi bọn nữ nhân của hắn, Lãnh Như Băng lại đem bà cùng Biện Mệnh Tam Lang với đám người của Lôi Long đẩy hết ra ngoài cửa, nói, đế chúng ta yên tĩnh, được không? Mọi người chỉ đành lùi khỏi gian phòng của bọn họ. Mỗi người tự về trong phòng của mình. Lãnh Tinh Oánh về đến trong phòng, than vãn rên rỉ, nghĩ thầm, nữ nhân của bà ta lần đầu tiên yêu thương nam nhân như thế, chỉ mong hỗn cầu chủng mã, vô lại ngựa giống, đó không nên thực sự chết đi, nếu thực sự chết, sáu nữ nhi của bà ta khả năng đều sống không được. Bất quá, xem hắn cũng không giống là tướng đoản mệnh, như loại nam nhân này, chết đi thực là tổn thất của nữ nhân, thượng thiên có lẽ không thể tàn ác nhẫn tâm như thế, huống hồ. Lãnh Tinh Oánh ta còn chưa có cùng hắn tương hảo, hắn làm sao có thể liền chết. Dâm phụ chính là dâm phụ, bất luận lúc nào, đều không quên bản sắc dâm phụ. Ngưu Lăng nghĩ thầm, còn may Đỗ Trang chủ nói cô ra không chết, ấy, nếu không công chúa cùng các nương tử xinh đẹp khác của cô ra xử lý thế nào. Nếu cô ra thực bất hạnh chết đi, Ngưu Lăng ta nhất định xả thân vì nghĩa đỉnh lực tương trợ, chiếu cố tốt công chúa cùng nữ nhân xinh đẹp của ngài. Vừa nghĩ đến thế. Ngưu Lăng cảm thấy bản thân vĩ đại vô cùng, nói, phu nhân, thuộc hạ bảo chứng công chúa không thể thành quả phụ. Lãnh Tinh Oánh không ngờ Ngưu Lăng đối với nữ tế chủng mã của bà ta có lòng tin như thế, có chút hoan hỉ hỏi, ngươi thực khẳng định như thế. Dã Lang nói, ngài ấy là một tên gia hỏa, khốn kiếp khiến người khó mà tưởng tượng. Tình Lang mỉm cười nói, phu nhân, ngươi yên tâm đi, cô gia của chúng ta ôn nhu mà đa tình, tuyệt đối là một người trường thọ. Ngươi biết. Như loại nam nhân đa tình này của bọn thuộc hạ, lão thiên cũng yêu thích. Lãnh Tinh Oánh an tâm rất nhiều, nhẹ nhõm thở một hơi nói, chỉ mong như thế. Ai, vốn dĩ chuẩn bị tối qua câu dẫn hắn lên giường, xem ra sau khi tìm được hắn, mới có thể đạt thành mỹ mộng của ta. Ta còn trước tới giờ chưa thấy qua nam nhân cường hãn như thế, không biết khi cùng hắn mây mưa vui vầy là mùi vị gì. Gương mặt tuyệt mỹ mà vũ mị của bà ta lộ ra thần thái khát khao say đắm. Biện Mệnh Tam Lang đồng thanh hỏi, phu nhân, người cả nữ tế đều không bỏ qua sao? Lãnh Tinh Oánh hứ nhẹ đáp, ai kêu hắn mê người như thế? Lão nương nếu không cùng hắn hoàn hảo một lần, chết cũng không nhắm mắt. Thất cơ sao, bọn chúng như thế nào? Tình Lang đáp, thất cơ lúc bắt đầu khóc đến như thủy nhân nhi, người nước hiện tại tốt hơn chút, trốn đến trong phòng liền không ra. Ngưu Lang nói, thất cơ từ lúc gặp được cô ra, liền không cùng bọn thuộc hạ tương hảo. Hiện tại lại vì cô ra khóc đến chết đi sống lại. Mị lực của cô ra thực không phải lớn bình thường. Lãnh Tinh Oánh nói, lời thừa nói ít, đi kêu bọn chúng tới, ta muốn cùng bọn chúng nói chuyện, thuận tiện an ủi những đáng phụ động chân tình này. Tứ cầu thụ thương, chảy quá nhiều máu, khi đó lại cứng rắn chịu đựng tìm kiếm Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt, về đến Thần Đao Môn quả thực trụ không nổi, hôn mê đi. Qua cứu chữa của Hoa Tiểu Ba, tỉnh dậy, thế nhưng thân thể còn là rất hư nhược. Lúc này, gian phòng của hắn đứng đầy người.
Lan Hoa ngồi ở mép giường, xoa nhẹ gương mặt trắng bệch của hắn, nước mắt còn chưa khô. Tứ Cẩu hỏi, Lan Hoa, ta lại không chết, nàng khóc gì? Lan Hoa hỏi, vì sao có thể phát sinh chuyện như thế? Mọi người hiểu rõ nàng ta chẳng những vì vết thương của Tứ Cẩu mà đau lòng, đồng thời cũng vì Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt lo lắng. Tứ Cẩu than nói, đây là không cách nào dự liệu, lại cũng không phải không cách nào vãn hồi, chí ít bọn họ là còn có hy vọng sống sót. Hy Bình luôn luôn đều là người phúc lớn mạng lớn, ta đã không chết, tin rằng hắn cùng Tiểu Nguyệt cũng có thể sống rất tốt. Đại Hải đi tới bên cạnh Lan Hoa cùng nàng ta ngồi sóng đôi ở mép giường, nắm tay của Tứ Cẩu, nói, kỳ thật đệ tịnh không làm sao hiểu đại ca, chỉ biết huynh ấy rất thích vui đùa, khi còn nhỏ cơ hồ ngày ngày cùng các người đánh nhau. Đệ lúc đó tuy không tán thành lợi dụng thủ xảo của huynh ấy, nhưng đệ vẫn là rất sùng bái huynh ấy, bởi vì huynh ấy là đại ca của đệ, càng bởi vì huynh ấy mỗi lần gặp đánh nhau tất thắng. Có lẽ thực như huynh nói, đại ca là một người may mắn. Đệ từ nhỏ đã cảm thấy trên người của huynh ấy có loại lực lượng khiến người không hiểu, khiến đệ cùng Tiểu Nguyệt đều cam tâm nhận bảo vệ của huynh ấy, mà huynh ấy luôn luôn là không để đệ cùng các người đánh nhau, nói đệ không thể đánh nhau nên làm một hài tử ngoan. Kỳ thật huynh ấy là không muốn để đệ cùng Tiểu Nguyệt nhận lấy bất kỳ thương tổn nào. Lần này, cũng là vì Tiểu Nguyệt với đệ, đại ca mới có thể dũng cảm quên mình, là đệ hại đại ca. Tứ Cẩu nói, Đại Hải, đừng tự trách như thế, Hy Bình không phải đệ hại, ai cũng không có hại Hy Bình, hắn chỉ là muốn cứu về muội muội của hắn, làm đại ca cuối cùng không thể mắt thấy muội muội liền phải rơi vào vực sâu mà không cứu chứ. Sư phụ của đệ không phải nói bọn họ còn sống sao? Đây chỉ là ngoài ý muốn, luôn luôn có thể vãn hồi ngoài ý muốn. Hoa Tiểu Ba nói, Tứ Cẩu sư phụ, qua 2-3 ngày thương thế của huynh lành lại, chúng ta liền đi kiếm thư phu. Độc Cô Minh hoài nghi hỏi, thương thể của hắn lành được nhanh như thế sao? Hoa Tiểu Ba tự đại nói, có Hoa Tiểu Ba đệ đây, chút thương tích này tính được gì? Tứ Cẩu cười gượng nói, tiểu tử đệ chẳng những học võ công cùng thủ đoạn cua gái của huynh, còn học công phu khoe khoang của huynh. Đỗ Manh Manh dừng bi thương nói, hai người các ngươi so đại ca thua xa lắm. Bích Nhu nói, Manh Manh, muội gọi Hy Bình làm đại ca, có phải cùng Đại Hải đã? Đột nhiên che miệng không nói, mặt đỏ đến mang tai. Lôi Long Thương Yêu ôm nàng ta vào trong lòng, nhớ tới khi bắt đầu mọi người còn vì chuyện của Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt bi thương đau đớn, hiện giờ bất luận như thế nào, biết bọn họ tạm thời có lẽ còn có hy vọng sống sót, mỗi người thầm bên dưới nhẹ nhõm thở một hơi. Ngọc Điệp đứng ở phía sau Lan Hoa nói, Tứ Cẩu, chàng hại người ta chảy rất nhiều nước mắt, sau này chàng phải bồi thường tổn thất của người ta gấp bội. Tứ Cẩu cười hỏi, không phải chứ? Khi Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt rơi xuống vực sâu, nàng khóc so với ta trúng kiếm còn phải kịch liệt, thế nào có thể nói là trách nhiệm của một mình ta? Ngọc Điệp giẫm chân nói, chính là trách nhiệm của chàng. Tứ Cẩu không cùng nàng ta tranh biện, hỏi, sáu thư muội của nàng như thế nào? Ngọc Điệp thở dài đáp, còn tốt. Tứ Cẩu ho một trận, Lan Hoa nhẹ nhàng xoa lồng ngực của hắn, hắn bình tức xuống, thoải mái nhắm hai mắt lại. Triệu Tử Thanh từ ngoài cửa đi vào, trong phòng rối loạn một trận. Tứ Cẩu mở mắt ra, si mê nhìn Triệu Tử Thanh có chút không tự nhiên, phát hiện con mắt của nàng ta có chút sưng đỏ, không biết là vì hắn khóc hay là vì đại ca của nàng ta mà khóc. Triệu Tử Thanh nói rõ ý tới. Nguyên lai là Tam Đại trưởng môn mời ngươi chủ sự của Trường Xuân Đường cùng Hoàng Đại Hải đi qua, nhưng người chủ sự chân chính của Trường Xuân Đường Hy Bình không ở nơi đây, cuối cùng, Lôi Long phu phụ cùng Hoa Tiểu Ba đi qua. Độc Cô Minh cảm thấy nơi đây không có chuyện của hắn, cũng đi theo cùng bọn họ, tuy nói hắn không phải người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, lại cùng Tứ Đại Võ Lâm Thế Gia đều có quan hệ thân thích, theo lý đương nhiên không tính người ngoài. Triệu Tử Thanh đi đến trước giường của Tứ Cẩu. Nhỏ giọng hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Tứ Cẩu nằm mộng cũng không nghĩ được Triệu Tử Thanh có thể đối với hắn ôn nhu như thế, nhất thời không biết hồi đáp như thế nào. Lan Hoa biết Tứ Cẩu mơ ngủ đều nghĩ đến Triệu Tử Thanh, như là muốn thành toàn cho bọn họ đứng lên đem vị trí nhường cho nàng ta, nói Triệu Tiểu Thư, cô nương ngồi chỗ này. Triệu Tử Thanh do dự một hồi, đến ngồi vị trí Lan Hoa nhường ra, thương tiếc hỏi, còn đau chăng? Tứ Cẩu đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng ta, cười đáp, nếu nàng đáp ứng gả cho ta, tất cả thống khổ đều có thể biến mất. Triệu Tử Thanh khác thường không có vùng vẫy, mặc cho hắn cầm lấy tay của nàng ta, oán nói, bọn chúng cũng thực ác tâm, đả thương ngươi như vậy.
Nàng ta quên đi lúc đầu nàng ta cũng là lấy đao chém loạn bổ loạn tứ cẩu. Tứ cẩu vui sướng hỏi, nàng nói như thế, có phải đáp ứng gả cho ta không? Triệu Tử Thanh mặt liền đỏ, không đáp hỏi ngược nói, ba vị thư thư cho phép ngươi chăng? Lan Hoa nói, thư nói qua, chỉ cần chàng có bản lĩnh, 10 người 8 người tùy tiện chàng. Oanh Thúy mỉm cười gật gật đầu. Ngọc Điệp nói, thư đã từng có qua rất nhiều nam nhân, bởi thế thư cũng không phản đối chàng có bao nhiêu nữ nhân. Tứ cẩu đắc ý chăm chú nhìn Triệu Tử Thanh, nói, đến lượt nàng. Triệu Tử Thanh ở trên gương mặt trắng bệch của hắn hôn một dấu, nói, từ cái nhìn đầu tiên thiếp thấy chàng, thiếp liền biết chàng không có được thiếp thể không buông xuôi, thiếp đã bị chàng ôm qua, hôn qua, thiếp không gả cho chàng, còn có thể gả cho ai. Tứ cẩu nói đến không biết làm sao như vậy. Giống như là bởi vì ta ôm hôn nàng, nàng liền không thể gả cho người khác, đành phải miễn cưỡng gả cho tứ cậu ta, vì sao nàng không nói từ cái nhìn đầu tiên thấy được ta, đã yêu thương ta sâu sắc. Triệu Tử Thanh giận dữ nói, đây là quyền lợi của nữ nhân. Trong quyền lợi của nữ nhân đích xác có một hạng này, cho dù nàng ta ở trong lòng yêu người yêu đến muốn dùng chết đe dọa, trong miệng của nàng ta còn là muốn cứng rắn nói ra một chữ không. Tứ cậu cười nói, hôn lễ thì miễn. Khi sức lực của ta khôi phục, liền là lúc chúng ta động phòng. Nói rằng, đám người của Lôi Phượng sau khi Hy Bình mất tích, luôn luôn mặt ủ mày trao. Tuyết Nhi đã ngủ, Lôi Phượng lục nữ khóc sưng con mắt, ai cũng không nói chuyện, cùng nhau hồi tưởng chuyện phát sinh sau khi cùng Hy Bình gặp gỡ, sóng lòng suy sụp. Bọn họ nguyện ý tin tưởng kết luận của Đỗ Thanh Phong, thế nhưng, nam nhân không rõ tung tích này, nói cho cùng là nam nhân bọn yêu nhất. Nếu nam nhân này không có chân chính xuất hiện trước mắt bọn họ chung quy không thể phấn khởi lên giống như những người khác được. Lôi Phượng không nghi ngờ gì là đại thư của chúng nữ, thời khắc này lại không cách nào an ủi mọi người, hoặc giả nói, nàng cũng đòi hỏi an ủi. Từ lúc nàng theo Hy Bình, lập tức liền cùng hắn phân ly một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian đó, nàng ta cũng là luôn luôn nhớ mong hắn, nhưng không giống như lúc này đau đớn lo âu. Khi đó nàng chí ít biết Hy Bình có thể bình an vô sự, lúc này lại tận mắt thấy hắn từ vách núi cao như thế rơi xuống, trái tim của nàng cũng theo hắn rơi xuống vực sâu. Cho dù như thế, nàng còn phải biểu hiện bình tĩnh chút, nếu nàng cũng mất đi tấc lòng, các thư muội khác liền có thể lập tức sụp đổ. Phong Ái Vũ ở trong lòng Lôi Phượng khóc chửi một ngày, lúc này cũng lắng lại. Trong một đời nàng chỉ có hai nam nhân, một là phụ thân nàng ta Phong Tự Lai, một là Hy Bình. Hy Bình cho nàng đả kích quá trầm trọng, nàng ta không cách nào tiếp nhận, ở trong lòng của Lôi Phượng ngất đi hai lần, lúc này nàng ta lại ở trong lòng của Lôi Phượng ngủ rất say sưa. Nàng ta vốn là một hài tử thích ồn ào thích đùa giỡn, trải qua một ngày dày vò, nàng ta quá mệt mỏi, vừa biết được Hy Bình khả năng còn đang sống, nàng ta liền ngủ giống như trước đây. Nhãn thần ưu oán của Đỗ Tư Tư nhuộm lên một tầng thê lương. Nàng vốn cho rằng tai nạn của nàng ta kết thúc. Nào ngờ vừa nắm giữ góc áo của hạnh phúc liền bị xé rách. Nàng ta không biết nên tin tưởng lời của phụ thân hay không. Năm đó 7 tuổi, mẫu thân đột nhiên biến mất, mỗi khi nàng ta hướng về phụ thân truy hỏi mẫu thân Độc Cô Tuyết, phụ thân luôn là bình tĩnh nói, mẫu thân của nàng ta đi đến địa phương rất xa không thể trở về. Sát theo đó, phụ thân cưới về nhị nương Vương Ngọc Phân, một đoạn thời gian rất dài nàng hận phụ thân cùng nhị nương. Sau khi nàng lớn lên, mơ hồ cảm thấy mẫu thân đã không ở nhân thế, nàng ta không có lại hỏi mẫu thân là làm sao từ trần, nàng ta biết phụ thân không thể nói với nàng ta, huống hồ, nàng ta đã rất nhiều năm không có cùng phụ thân nói chuyện. Nàng ta đem nữ nhi gọi là Niệm Tuyết, chính là kỷ niệm mẫu thân Độc Cô Tuyết. Nàng ta không hận Thi Trúc Sinh, cũng không hận nhị nương nữa, nhưng nàng ta không cách nào tha thứ phụ thân, nàng ta cảm thấy ông ấy đối với nàng ta che giấu quá nhiều. Thành thử. Nàng hiện tại cũng không dám tin tưởng phụ thân Đỗ Thanh Phong của nàng ta. Chỉ có khi Hy Bình đang sống đứng ở trước mặt của nàng, bế nữ nhi của nàng, nàng ta mới có thể lần nữa cảm thấy chân thật cùng hạnh phúc. Độc Cô Kỳ từ nhỏ trải qua ở trong vui vẻ cùng hạnh phúc, trước Hy Bình, cũng có rất nhiều thanh niên theo đuổi nàng ta, nhưng nàng ta không chút động lòng. Thế nhưng, khi Hy Bình cùng nàng ta lần đầu tương ngộ, liền ở trước mọi người ôm lấy nàng ta, khi đó nàng tuy là thẹn hận, lại cũng bị nam nhân vô lễ này đả động phương tâm, trên tâm linh xử nữ đó lần đầu tiên khắc dấu nam nhân bá đạo này. Bề ngoài của nàng tuy hờn dỗi vô bì, nhưng là người tâm trí kiên cường, yêu thương liền nghĩa là không chùn bước, cũng bởi vì như thế,
Hy Bình không thể không cùng Lạc Hỏa tranh đoạt nàng ta. Cuộc sống của nàng vốn là thuận buồm xuôi gió, nhưng đột nhiên gặp phải loại thảm sự này, cho dù nàng ta tâm trí kiên cường, cũng gần như thương tâm muốn tuyệt. Hoa Tiểu Mạn tuy nói 18 tuổi, thân thể phát dục giống như quả cây chín mùi, nhưng nàng ta từ nhỏ vô ưu vô lự, trước khi gặp được Hy Bình, tâm linh hoàn toàn thuần túy thuộc về tâm linh của nữ hài, đã từng một độ giữ loại ảo tưởng nào đó với Triệu Tử Huy, nhưng đó là một loại tâm lý sùng bái. Nàng ta vốn nghĩ tương lai gả cho Triệu Tử Huy, đụng phải Hy Bình tên vô lại này, dưới âm dương lẫn lộn chủ động hôn Hy Bình, do đó tình căn thâm trùng, không thể tự thoát. Trong nháy mắt Hy Bình rơi xuống vách núi, nàng cơ hồ sụp đổ. Tương đối mà nói, Lãnh Như Băng là một người bình tĩnh nhất trong chúng nữ. Nàng ta vốn là một người lãnh tính, thêm vào nội công nàng ta tu luyện vẫn là âm hàn chi lưu, người không lòng tính như nước không thể thành tựu, bởi thế tố chất tâm lý so với nam nữ nhân khác tốt hơn chút, mà sự việc nàng ta trải qua so với bất kỳ ai của bọn họ đều hơn nhiều, gặp chuyện so ra trầm hơn. Nàng ta tin tưởng kết luận của phụ thân. Phải, đó tựa hồ là chuyện không khả năng, nhưng quá nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở trên người của Hy Bình, khiến nàng ta không thể dùng lý lẽ thông thường đi suy xét bất luận chuyện nào phát sinh ở trên người của hắn, cho dù đó xem ra là hoang đường phi thường, lại cũng có khả năng là chân thật. Nam nhân này bản thân chính là một câu đố. Có lẽ chính bởi vì như thế, nàng ta mới có yêu thương hắn. Ngoại trừ hắn ra, bất luận nam nhân nào nàng đều không thèm chú ý, thậm chí chán ghét. Nàng ta ôm Hoa Tiểu Mạn mất đi vui cười, miễn cưỡng giả như bình tĩnh hỏi, Tiểu Mạn, muội tin tưởng Thư Thư chăng? Hoa Tiểu Mạn đáp, tin tưởng. Lãnh Như Băng nói, như quả Thư Thư cũng nói Hy Bình không thể có chuyện, muội có thể tin tưởng không? Hoa Tiểu Mạn ngạc nhiên, do dự, cuối cùng là không có hồi đáp. Lãnh Như Băng thở dài. Độc Cô Kỳ đột nhiên nói, muội tin tưởng. Chúng nữ nhìn nàng ta tiếp tục nói, muội thà rằng tin tưởng chàng còn sống, cũng không nguyện đi nghĩ quá nhiều khả năng khác, trước khi không có kết quả, chỉ có tin tưởng chàng vẫn đang sinh tồn, muội mới có dũng khí đối diện với tất cả đến sau này. Lôi Phượng Mang Phong Ái Vũ đang ngủ để trên giường, nói, Kỳ Kỳ nói không sai, trước khi chưa xác định sống chết của Hy Bình, chúng ta kiên cường vững tin chàng còn đang sống. Chàng chẳng những là nam nhân chúng ta yêu thương, càng là nam nhân giống như câu đố, nam nhân như vậy, ai cũng không dám kết luận sống chết của chàng. Là nữ nhân của chàng, bất luận ở dưới tình huống như thế nào, chúng ta đều phải có lòng tin với chàng. Nhãn thần ưu oán của Đỗ Tư Tư lóe qua một chút rực rỡ, tựa như muốn ra lời, nhưng lại dừng lại. Hoa Tiểu Mạn tựa hồ yên tâm rất nhiều, hỏi, Phượng Thư, thế chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Lôi Phượng bị Hoa Tiểu Mạn hỏi dừng, nàng ta tuy cũng lờ mờ ẩn hiện cảm thấy Hy Bình đang sống, nhưng bỗng chốc không cách nào hồi đáp vấn đề của Hoa Tiểu Mạn. Bọn họ phải làm thế nào? Độc Cô Kỳ nói, không bằng ở nơi đây đợi vài ngày trước, nếu Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt còn chưa quay về, lại nghĩ biện pháp khác. Lãnh Như Băng nghĩ kỹ nói, lưu 3 ngày. Sau 3 ngày, không thấy bọn họ quay về, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Nói không chừng bọn họ sớm hơn chúng ta một bước rời khỏi Hạp Cốc, ở trên thảo nguyên lạc đường. Theo thư được biết, Hy Bình đối với địa lý một chút đều không hiểu rõ, lúc ban đầu khi thư để chàng đánh xe ngựa, đều phải chỉ điểm chàng đi thế nào, có lúc thư thoáng ngủ khoảnh khắc, chàng liền không biết đông tây, đi rất nhiều đường oan uổng. Lôi Phượng nói, cũng chỉ có như thế. Phong Ái Vũ nói mớ ca. Độc Cô Kỳ hỏi, biểu muội khi nào có ca? Hoa Tiểu Mạn đáp, muội cùng Ái Vũ khi yên ắng xưng hô chàng như thế. Lôi Phượng vô cùng thương yêu nhìn Phong Ái Vũ đang ngủ say, nói tiểu ni tử này. Lãnh Như Băng hỏi, các muội lén lút còn xưng hô chàng là gì? Hoa Tiểu Mạn đáp, đại vô lại. Chúng nữ hiểu ý nhìn nhau mà cười, đây là từ lúc Hy Bình rơi xuống vực sâu tới giờ, bọn họ lần đầu tiên thoải mái cười. Nghị sự sảnh của thần Đao Môn, họp đầy tinh anh của võ lâm tứ đại thế gia. Hoa Tiểu Ba cùng Độc Cô Minh không biết sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng không muốn biết. Hai người vừa ngồi đến trên ghế, liền nhìn đông ngó tây. Lúc này con mắt của hai người đang chăm chú nhìn Thiên Phong Song Kiều bên cạnh Từ Phiêu Nhiên, con mắt đều sắp phải vọt ra lửa, tuy nói tứ cẩu là bị bọn họ đâm thương, nhưng trong mắt bọn họ tịnh không phải lửa cừu hận mà là lửa dục vọng, hai người quả thực phải dục hỏa thiêu thân. Độc Cô Minh khẽ giọng nói, huynh thấy trong nữ tử, trừ Mộng Hương cùng Lãnh Như Băng, thì tính bọn họ xinh đẹp nhất.
Hoa Tiểu Ba cũng khẽ khàng hỏi, huynh thấy qua Mộng Hương. Nàng ta không phải cả ngày che mặt sao? Độc Cô Minh Đáo, thành thật nói, huynh cũng chưa thấy qua chân diện mục của nàng ta, nhưng mỗi một đời nguyệt nữ đều là võ lâm tuyệt đỉnh mỹ nhân, huynh nghĩ Mộng Hương cũng không thể ngoại lệ. Từ cơ thể, con mắt, khí chất của nàng ta cùng vầng trán sáng bóng trơn nõn, tư thái tuyệt mỹ khi đi của nàng ta, liền có thể khẳng định nàng ta tuyệt đối là một mỹ nhân nhi. Hoa Tiểu Ba mỉm cười nói, đệ sĩ, cả diện mạo thực của người còn chưa thấy liền theo đuổi, quả thực là không trình độ. Lão ca, đừng tin tưởng lỗ tai cùng giác quan thứ 6 của bản thân, chỉ có con mắt mới có thể thưởng thức mỹ nhân. Hai người trước mắt chính là tuyệt đỉnh vưu vật, thư muội khác cũng là tinh phẩm không thể có nhiều, thi triển mị lực phi thường cùng thủ đoạn phích lịch của huynh đi. Độc Cô Minh cảm thấy hàm chứa trong lời của Hoa Tiểu Ba có chân lý chí thánh, trong mắt hai người đồng thời lộ ra ý chi âm khó tìm, quay mắt lại nhìn hướng về Thiên Phong Song Kiều, lại thấy lưỡng nữ giận dữ trừng mắt bọn họ. Dưới kinh hãi, cùng cảm thấy không hay, vội vàng né tránh mục quang giết người đó của bọn họ, trước là chăm chú nhìn Thiên Phong Tam Anh, sau lại đem mục quang rời đến trên người của Thần Đao Tứ Hoa. Thần Đao Tứ Hoa cảm nhận được mục quang nóng bỏng của hai người, Cốc U Lan cùng Dạ Lai Hương trả bọn họ một thu ba long lanh dương dương, khiến cả người bọn họ cơ hồ tung bay lên trời. Hai người chỉnh sơ hứng thú, đem con mắt dừng ở trên người của Liễu Nhi Đào Nhi, gương mặt nõn nà của lưỡng nữ ửng hồng, oán thẹn trừng mắt nhìn bọn họ, cúi đầu xoa nhẹ đùa giỡn góc áo. Độc Cô Minh cùng Hoa Tiểu Ba chính đang vì mỹ nữ phân tâm, nghe được vài tiếng ho cố ý giả vờ ra, khiến bọn họ cảm thấy rất không sảng khoái. Đỗ Thanh Phong lão đầu này, cũng quá không thức thời, không bệnh giả ho làm gì. Thực chính là đại sát phong cảnh. Đỗ Thanh Phong ho, nói các vị, qua hai ngày tỷ đấu, kết quả đã ra, do Hoàng Đại Hải thắng, nên tiếp giữ thiên tự xuất lệnh, trước lúc này, lão hũ còn có một vài lời muốn nói. Hoa Tiểu Ba khe khẽ nói, Độc Cô đại ca, Đỗ Trang chủ muốn làm giáo sư tiên sinh. Đỗ Thanh Phong hỏi, các vị còn nhớ được võ lâm thập đại cao thủ năm đó hay không? Độc Cô Minh cướp lời, võ lâm thập đại cao thủ năm đó, trừ thiên tự lão nhân, đại địa võ tôn, huyết sát ma quân cùng thiên si đại sư hưởng thịnh danh nhất, còn có nguyệt nữ mộng tiên, thái âm thánh nữ nguyệt như xương, ngọc xà yêu cơ hoa nhu, địa tạng vương thi kiếm minh, tích hoa tú sĩ liễu vô tình, cuồng đao lôi liệt. Hoa Tiểu Ba ở trên vai hắn vỗ một trường, bày tỏ tán thưởng. Bích Nhu ở bên tai Lôi Long hỏi, tổ sư ra nổi tiếng như thế. Lôi Long đáp, huynh cũng là lần đầu tiên nghe được. Đỗ Thanh Phong cười nói, tốt, nghe rộng nhớ nhiều. Không biết có thể kể truyền kỳ kinh lịch của thập đại cao thủ cho chúng ta hay không? Độc Cô Minh có chút không tự nhiên, thành thật nói, đối với 10 người trong truyền thuyết, hắn chỉ có thể nổi tên của bọn họ, còn như truyền kỳ kinh lịch gì đó của bọn họ, hắn chỉ biết thiên tự lão nhân là sư phụ của 4 người khai sáng tứ đại võ lâm thế gia, đại địa võ tôn là người khai sáng của đại địa minh. Huyết sát ma quân giết chết đại địa võ tôn cùng thiên si đại sư thực phi hòa thượng vân vân chuyện vu vơ, quả thực không đủ lấy ra làm biểu diễn khẩu tài. Hoàng Đại Hải nói, trong 10 ngày này, thiên tự lão nhân, đại địa võ tôn, nguyệt nữ, thái âm thánh nữ là đại diện của võ lâm chánh phái, huyết sát ma quân, ngọc xà yêu cơ, địa tàng vương là nhân vật phong vân của tà phái, tích hoa tú sĩ cùng cuồng đao tử không can thiệp chuyện trong võ lâm, ta đi ta làm, có thể nói bất chánh bất tà vừa chánh vừa tà. Đỗ Thanh Phong nói, không sai. Hoa Tiểu Ba mỉm cười nói, bản thân lão bình thường kể cho Đại Hải nghe, hiện tại do Đại Hải nói ra, lão ra dĩ biểu dương, cũng giống như biểu dương bản thân lão, đương nhiên không sai rồi. Đỗ Thanh Phong nhìn hắn một cái, dọa đến hắn không dám mở miệng nữa. Triệu Tử Uy nói, tổ sư gia thiên tự lão nhân của chúng ta vốn là thảo dược lang trung, dưới cơ duyên xảo hợp, ở Thâm Sơn thu được thiên tự tuyệt học thất truyền đã lâu. Dùng thời gian 20 năm, tu thành thần công, khi hành đạo giang hồ đã là 60 tuổi, người hoài lòng tế thế cứu nhân, cứu vãn giang hồ ở trong nơi nước sâu lửa bỏng, trở thành tông sư người người kính ngưỡng. Hoa Tiểu Ba lại ở bên tai của Độc Cô Minh nói, thực dám thúi của con mẹ lão. Độc Cô Minh không hiểu hỏi, đệ làm sao cả tổ sư ra cũng chửi. Hoa Tiểu Ba đáp, lão ta lợi hại như thế, vì sao không lưu chút tuyệt học cho Trường Xuân Đường bọn đệ? Mẹ! Từ lão đầu đó, không công bằng vô cùng. Thanh Lượng hai người nói chuyện rất nhỏ, những người khác chỉ biết bọn họ đang nói chuyện, lại không biết bọn họ nói lời gì. Từ Thanh Vân nói, đại địa võ tôn, tên Lạc Sơn, 20 tuổi hiện thân giang hồ,
tới hiện giờ không có người biết tiền bối từ đâu tới. Bắt đầu từ đệ nhất chiến, tiền bối chưa từng bại qua. Tiền bối người cao lớn anh tuấn uy vũ, câu nệ võ đạo, đối với võ thuật có lực lĩnh ngộ gần như thần tính, phàm là võ công chiêu thức thấy qua một lần đều có thể ghi nhớ, võ công bác tạp tinh thâm. Về sau tới Tây vực tương ngộ với Thái Âm thánh nữ tương ngộ, hai người chiến một ngày một đêm, ai cũng không thắng được người kia, lại đánh ra cảm tình, Thái Âm thánh nữ vứt bỏ chức vị Thái Âm giáo chủ, đi theo đại đại võ tôn về Trung Nguyên, sáng lập Đại Địa Minh. Khi đó, Lạc Sơn mới 30 tuổi. Hoàng Đại Hải tiếp nói, Thiên Si Đại Sư, tục danh Trần Lưu Mộng, khi xuất đạo là 23 tuổi, Thiếu Lâm tục gia đệ tử đệ nhất cao thủ. Khi hành đạo giang hồ, tương ngộ cùng Nguyệt Nữ đồng thời tương ái, sau không biết tại sao đột nhiên xuống tóc làm tăng, thành cao thủ đỉnh nhọn trẻ tuổi nhất Thiếu Lâm có xưa đến nay, một đời đại sư. Đỗ Thanh Phong nói, trong võ lâm thập đại cao thủ năm đó, có một người rất nhiều người đều sợ nhắc đến, nhưng nếu muốn đàm luận tình thế võ lâm khi đó, thì vĩnh viễn thiếu không được hắn. Người này là ai, các người ai biết chăng? Độc Cô Minh đáp, Huyết Sát Ma Quân. Đỗ Thanh Phong nói, không sai, Huyết Sát Ma Quân. Từ lúc hắn xuất đạo giang hồ, trong võ lâm không có một khắc là yên bình. Nghe đồ, Huyết Sát Ma Quân trước lúc 3 tuổi là sinh hoạt trong bầy sói, được Huyết Sát Môn đệ bát đại trưởng môn Thượng Quan Anh đi qua phát hiện đồng thời ôm về nuôi dưỡng, lấy tên Lang Tiếu Thiên. Sau 18 năm, hắn cùng sư muội Thượng Quan Điềm cùng sông pha giang hồ, tịnh vô ác tích. Cảnh tốt không dài, Thượng Quan Điềm sau khi bị Địa Tạng Vương hạ độc gian dâm hoành kiếm tự sát, Lang Tiếu Thiên một mình xông vào địa ngục môn, quả bất địch chúng, mang thương mà trốn. Địa ngục môn qua một trận chiến này, thương vong thảm trọng, một ngã không dậy, Địa Tạng Vương cũng sau 2 tháng thương cũ phát lại mà vong. Lang Tiếu Thiên ở trong trốn chạy, được Ngọc Xà Yêu Cơ khi đó người người thoá mạ cứu giúp. Đồng thời yêu thương sâu đậm Dâm Hoa Nhân Tận Khả Phu này ai cũng có thể làm chồng. Ông ta nói tiếp, khi đó, người trong giang hồ chịu Ngọc Xà Yêu Cơ hại sâu sắc, Ả Ta Mạo Khuynh Thiên Hạ, Thiện Thải Âm Bổ Dương Chi Thuật, võ lâm nhân sĩ chết dưới quần của Ả nhiều như lông châu, võ lâm chánh phái sớm có lòng diệt Ả, tiếc rằng Ả hành tung bất định lại thêm võ công cao cường, vô phương đắc thủ. Ở trên đường Ả ta rời khỏi Lang Tiếu Thiên về Ngọc Xà Môn, tổ sư gia của chúng ta liên hợp đại địa võ tôn. Thiên Si Đại Sư xuất lĩnh nhân sĩ chính phái theo dấu mà tới, thi triển kỳ kích, đem Ả cùng Ngọc Xà Môn của Ả xóa sạch cùng nhau, từ đó trong võ lâm ít đi một đại họa hại này. Thế nhưng Lang Tiếu Thiên ở trong thời gian ngắn ngủi, mất đi 2 nữ nhân chí ái, tính tình đại biến, phàm thấy được nhân sĩ võ lâm chánh phái liền thi triển thủ pháp độc ác tàn nhẫn, sát thương vô số, còn dùng thủ đoạn phi thường sát hại đại địa võ tôn. Hoa Tiểu Ba hiếu kỳ ngắt lời hỏi, thủ đoạn phi thường như thế nào? Đỗ Thanh Phong không có trách cứ hắn nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, theo tổ sư suy đoán, võ công của đại địa võ tôn cùng Huyết Sát Ma Quân phải ở khoảng sàn sàn, huống hồ đại địa võ tôn còn có một Thái Âm thánh nữ, 2 đại cao thủ lại thêm vào chúng đa hảo thủ của đại địa minh thế nào cả một Huyết Sát Ma Quân đều đối phó không được chứ. Kết quả lại là đại địa võ tôn chết, bởi vậy tổ sư đoán rằng Huyết Sát Ma Quân dùng ra thủ đoạn phi thường, còn như thủ đoạn phi thường như thế nào, chỉ có người đương sự mới biết. Triệu huynh, đệ miệng khát, phiền huynh làm hộ. Ông ta từ trên kỹ trà cầm lấy chén trà, tự uống. Triệu Kiệt Anh kể, Huyết Sát Ma Quân giết đại địa võ tôn, đơn độc xông vào Thiếu Lâm, yêu cầu cùng Thiên Si Đại Sư công bình quyết đấu. Thiếu Lâm quần tăng vọt ra, muốn quần công hắn, lại bị Thiên Si Đại Sư ngăn cản, đồng thời cùng hắn công bình quyết đấu, 2 người đấu đến bất phân thắng bại, cùng thụ trọng thương. Thiên Si Đại Sư là Thiếu Lâm tân nhiệm trưởng môn khi đó. Lại tuyên cáo thiên hạ, nếu ai dám ở trong 10 ngày động thủ với Lang Tiếu Thiên, liền thành địch với Thiên Si tiền bối và cả Thiếu Lâm. Thành thử, cho dù người trong chánh đạo muốn thừa cơ tầm cứu kích sát Lang Tiếu Thiên, trong 10 ngày lại cũng không dám khinh cử vọng động, ai cũng nghĩ không minh bạch vì sao Thiên Si Đại Sư có thể che chở đại ác ma này. Sau 10 ngày, tổ sư chúng ta vì thế thiên hành đạo, liền xuất lĩnh cao thủ các phái truy sát Huyết Sát Ma Quân, đánh hắn rơi xuống vách núi. Một trận đó, các phái tổn thất thảm trọng, nhưng có thể trừ đi đại ác ma này, thật quả là một đại thịnh sự của võ lâm. 3 tháng sau, Thái Âm thánh nữ xuất lĩnh đại địa minh cùng Thái Âm giáo diệt Huyết Sát Môn, từ đó, Huyết Sát Môn trừ danh ở trên giang hồ. Nửa năm sau, tổ sư chúng ta thu dưỡng 4 cô nhi, chính là phụ thân Triệu Tự Hùng của ta, và Đỗ Chánh Dương, Từ Phong cùng Hoa Thắng, cũng chính gia gia của mỗi người các ngươi. Ông ta nói tiếp,
30 năm sau, bọn họ sáng lập Võ Lâm tứ đại thế gia. Lại qua 25 năm, cũng tức là 25 năm trước, trên giang hồ xuất hiện một vị thanh niên gọi là Lâm Khiếu Thiên, ước chiến Võ Lâm tứ đại thế gia cùng Đại Địa Minh, thế là, hắn độc chiến 4 người, thương 3 người, đánh chết Lạc Vân, tự mình cũng thân mang trọng thương. Nhân một trận chiến này, người trong giang hồ mới biết Lâm Khiếu Thiên chính là truyền nhân của Huyết Sát Ma Quân. Nguyệt nữ Mộng Tình xuất lĩnh Minh Nguyệt Phong cùng cao thủ Võ Lâm chính phái truy sát Lâm Khiếu Thiên mang thương đào vong, Lâm Khiếu Thiên mang thương vẫn cứ giết thoát trọng vây không rõ tung tích. Trong lần kịch chiến này, người trong Võ Lâm mới chân chính biết đáng sợ của Lâm Khiếu Thiên, hắn lại có thể đang trọng thương sát thương 300 Võ Lâm tinh anh. Người trong Võ Lâm liền bèn cho hắn một danh hiệu Huyết Ma. Chúng nhân kinh hãi kêu lên, Huyết Ma. Triệu Kiệt Anh nói, mọi người đều phải biết Huyết Ma con người này, hắn thực đê tiện ngoan độc. Hắn bí mật ước chiến trưởng môn của Võ Lâm tứ đại thế gia chúng ta cùng Đại Địa Minh Lạc Vân, không ngờ vì người trong Võ Lâm biết, truy sát mà tới. Có lẽ hắn cho rằng phụ bối của chúng ta bán rẻ hắn, 3 tháng sau, hắn lành thương liền ngóc đầu trở lại, đem phụ bối chúng ta ngoại trừ Hoa Thắng, kích sát từng người. Khi chúng ta muốn báo thù, hắn lại không rõ hành tung. Nửa năm sau, hắn lại xuất hiện giang hồ, chúng ta ở dưới lãnh đạo của Đỗ Huynh dẫn thiên tự tinh anh truy sát ma này, hắn lại không thừa nhận là hung thủ, nhưng chúng ta mỗi người đều tận mắt thấy hắn giết phụ thân của chúng ta, dung không được rảo biện của hắn. Huyết Ma tuy là võ công cao cường, lại cũng không địch được hơn 1000 thiên tự võ sĩ của chúng ta. Chính là khi hắn sắp sửa bị chúng ta kích sát, đột nhiên xuất hiện một thần bí nhân vật che đầu che mặt chỉ lộ ra một cặp mắt cao lớn cứu đi, khiến chúng ta việc sắp thành lại hỏng. Một trận này, tinh anh của 3 nhà chúng ta tổn thất gần hết, nguyên khí đại thương, 3 người chúng ta cũng hoặc nhiều thụ thương. Đến đây, thanh danh của Võ Lâm tứ đại thế gia chúng ta trên giang hồ càng lớn, thực lực lại thua xa không như trước kia, chỉ là một sắc không. Ai, như hiện giờ, lớp trẻ tuổi các người đều trưởng thành, là đáng để mừng vui yên tâm. Chính cả Trường Xuân Đường cũng xuất hiện rất nhiều hảo thủ, xem ra Võ Lâm tứ đại thế gia chúng ta lại có thể cùng các đại môn phái tranh đấu cao thấp. Nhãn quang của mọi người đều chăm chú nhìn Hoa Tiểu Ba, tiểu tử này đang đắc ý hí hửng, khoa tay múa chân, nếu trên tay hắn có đạo cụ, khả năng hắn thực phải gõ mâm sắt đá thùng sắt. Độc Cô Minh nói, Tiểu Ba, đệ bình tĩnh. Hoa Tiểu Ba nói, lão ca, nếu phụ thân đệ ở nơi đây, cũng có thể giống đệ như vậy. Ây! Huynh không biết, trước đây Trường Xuân Đường của bọn đệ luôn là làm hậu cần, vì 3 nhà bọn họ xuất khoản lớn tiền, lại bị nói gì võ công cấp thối nát. Ha ha, hiện tại bọn đệ cao thủ như mây, so với 3 nhà bọn họ cộng lại còn nhiều hơn, hơi điều khí của con mẹ nó này cuối cùng cũng ra. Triệu Tử Uy quát lên, Tiểu Ba, đệ nói gì đấy đệ? Hoa Tiểu Ba lúng túng đáp, không, không có nói gì. Đỗ Thanh Phong nói, Trường Xuân Đường đích xác ngoài dự liệu. Trừ Lôi Long phu phụ, Lôi Phượng cùng Tứ Cẩu đều là cao thủ. Hoa Tiểu Ba nói, Độc Cô Đại Ca cũng là của Trường Xuân Đường bọn Tiểu Điệt, còn có Lãnh Thư Thư cùng Tư Tư Thư, bọn họ hiện tại là thê tử của Thư Phu Tiểu Điệt, theo lý đương nhiên cũng theo Thư Phu Tiểu Điệt cả thải thuộc về Trường Xuân Đường. Hắn ở trong lòng thêm một câu, đừng cho rằng nữ nhi của lão liền có thể không tính vào Trường Xuân Đường chúng ta, phải biết xuất giá tòng phu. Võ công của bản thân tiểu tử này rối tinh rối mù. Ở trên chuyện này lại một chút cũng không hồ đồ. Đỗ Thanh Phong không cùng hắn tranh biện, nói từ lúc sau khi Huyết Ma được thần bí nhân cứu đi, liền không có tin tức của hắn, thế nhưng chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang phòng bị hắn, sợ hắn có một ngày đột nhiên xuất hiện, giết chúng trở tay không kịp. Có các người nhóm lực lượng tân sinh này, cho dù hắn xuất hiện nữa, chúng ta cũng có lực phản kháng. Huyết Ma năm đó thân thụ trọng thương, cơ hồ thoi thóp một hơi thở, dẫu cho không chết cũng khó thành kết quả. Chúng ta lo lắng là hậu nhân cùng truyền nhân của hắn. Đỗ Manh Manh ngây thơ nói, phụ thân, Huyết Ma có thể có truyền nhân gì? Cho dù hắn có truyền nhân, chúng ta cũng không sợ bọn chúng a. Hoa Tiểu Ba nói, chỉ cần có thư phu ta ở đây, một đao liền có thể đem bọn chúng bổ thành 2 nửa. Từ Phiêu Nhiên nói, Tiểu Ba, thư phu của Điền đích xác là một cao thủ không thể dự đoán, thế nhưng cũng là người chúng ta lo âu nhất. Rất nhiều người cùng đồng thanh kêu lên, vì sao? Từ Phiêu Nhiên đáp, chúng ta hồi tưởng một cái thần tình mỗi lần hắn xuất thủ. Ô, Đỗ Manh Manh kinh động kêu lên nói, Tiểu Điệt biết rồi, đại ca khi xuất thủ đều có thể liền đổi hình tượng mặt mày cười vui bình thường, đổi thành một loại lãnh tĩnh như sát thủ,
trong nhãn tình giống như có loại quang mang như cười không phải cười, giống như kiếm sắc đâm vào tâm nhĩ của người ta, cả người tán phát ra một loại khí thế như ma mị, phối lên thân người cao lớn cùng khuôn mặt tuấn mỹ của huynh ấy, quả thật là mê chết người. Từ Phiêu Nhiên nói, ta lần đầu tiên khi thấy hắn, liền có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó ở trên lôi đài tỷ võ chiêu thân, hắn đối chiến cùng Lạc Hỏa, ta dường như cảm thấy người trước mặt chính là huyết ma năm đó, thần mang như cười không phải cười trong con mắt của hắn, giống hệt như với huyết ma. Bóng lưng của hắn cực giống huyết ma, khuôn mặt cũng có vài phần tương tự, chỉ bất quá so với huyết ma tuấn mỹ hơn rất nhiều, mà huyết ma so với hắn lãnh khốc hơn. Huyết ma bình thường luôn là rất lãnh tuấn, đường nét của khuôn mặt cứng như cục đá băng lạnh, chỉ có khi hắn đang ra tay mới có thể nhìn được một chút tiếu ý tàn nhẫn trong con mắt của hắn. Hoàng Hy Bình con người này bình thường vô lại tột bậc, với tính cách của huyết ma quả thực là thiên nam địa bắc, nhưng mỗi khi cùng người động thủ, lại cho chúng ta cảm giác giống như của huyết ma. Khi đó ta liền hoài nghi hắn là hậu đại của huyết ma, đây chính là chỗ lo lắng của chúng ta. Hoàng Đại Hải nói, đại ca tuyệt không khả năng là hậu đại của huyết ma, bọn tiểu điệt đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở Hoàn Sơn Thôn, phụ mẫu của bọn tiểu điệt đều không biết võ công, ba huynh muội bọn tiểu điệt từ nhỏ liền sinh sống cùng nhau, nếu không phải sư phụ phát hiện hai huynh muội bọn tiểu điệt, hoặc giả bọn tiểu điệt còn ở Hoàn Sơn Thôn cùng phụ mẫu đại sinh sống cùng nhau, căn bản sẽ không biết thế giới bên ngoài. Đại ca từ nhỏ đã thích cùng người đánh nhau, mỗi lần khi đánh nhau biểu tình trên gương mặt đều rất lãnh tuấn, nhãn tình cũng là loại thiếu ý đó. Thế nhưng, huynh ấy khi đó tịnh không biết võ công. Lôi Long nói, Đại Hải nói không sai, khi Hy Bình cùng tứ cẩu đến Viễn Dương Tiêu Cục, đích xác không biết võ công, cho dù là hiện tại, huynh ấy cũng là chỉ biết một bộ lôi kiếp đao pháp, làm sao khả năng là hậu đại của huyết ma. Đỗ Thanh Phong nói, hai người các ngươi nói cũng có đạo lý, theo quan sát của ta, Hy Bình con người này có chỗ tương tự với huyết ma, cũng có không tương tự. Bình thường xem ra hắn thì giống một đại hài tử, một điểm võ công đều không biết, nhưng ở mỗi giây phút quan trọng, có thể dùng ra lôi kiếp đao pháp cứu mạng. Chúng ta đều giao thủ qua với huyết ma, đối với võ công của huyết ma cũng rất rõ ràng, bởi vậy cũng biết hắn tịnh không phải truyền nhân của huyết ma. Thế nhưng, tại sao hắn có thể giống với huyết ma như thế chứ? Ai, chỉ mong hắn thực không quan hệ gì với huyết ma. Lôi Hiền Điệt đối với tầng tổ của Hiền Điệt hiểu bao nhiêu? Lôi Phong đáp, nói thành thật, Tiểu Điệt vừa khi nãy mới biết tầng tổ cũng là một trong võ lâm thập đại cao thủ. Đỗ Thanh Phong nói, đây là một bí mật, là tầng tổ của Hiền Điệt kể với tổ sư của bọn thúc. Tầng tổ Hiền Điệt nguyên là đái đao thị vệ trong hoàng cung, yêu thương một cung nữ, hai người khi bỏ trốn bị phát hiện, cung nữ đó bị loạn tiễn bắn chết, tầng tổ Hiền Điệt trốn ra, gặp đêm mưa bị thiên lôi bổ trúng, từ trong lôi điện ngộ ra lôi kiếp thần đao, thế nhưng mỗi lần thi triển, đao ô trong tay đều thành mảnh vụn, sau này có được liệt dương chân đao, từ đấy đao xuất tất thắng, vô nhân năng địch. Tiền bối sáng lập Viễn Dương Tiêu Cục, uy trấn tứ hải. Do bởi tiền bối bị lôi điện hủy dung, mà lại đổi tên làm Lôi Liệt, bởi vậy hoàng cung truy xét rất nhiều năm nhưng không có kết quả, sau cùng bỏ mặc. Người trên giang hồ đều đem tầng tổ Hiền Điệt xếp ở vị trí cuối nhất của võ lâm thập đại cao thủ, kỳ thật là bởi vì tầng tổ Hiền Điệt không có ý tranh hùng. Tổ sư của các thúc nói, nếu chân chính liều mạng, ai đều không phải đối thủ của Lôi Liệt, ông ta mới ta là cao thủ đáng sợ nhất. Chỉ cần nhìn tình huống khi Hy Bình ra tay, liền có thể tưởng tượng lợi hại của lôi kiếp đao pháp. Nếu hắn thực sự là hậu đại của huyết ma, tứ đại võ lâm thế gia các thúc thậm chí toàn bộ võ lâm đều phải trả một cái giá rất thảm trọng mới có thể trừ bỏ hắn. Hoàng Đại Hải đột nhiên la lên, sư phụ, đệ tử không quản huyết ma là người gì, Hy Bình là thân sanh đại ca của đệ tử, ai nếu muốn thương hại huynh ấy, liền phải từ trên thi thể của Hoàng Đại Hải đệ tử dẫm qua. Hắn ở dưới kích động quên đi tất cả, không khí trong phòng vì thế liền khẩn trương. Hoa Tiểu Ba nói, ta cùng thư phụ đứng ở cùng một trận tuyến. Lôi Long cũng kiên định hùng hồn nói, các vị tiền bối, không phải mỗi người giống nhau đều có quan hệ huyết thống, huống chi Hy Bình cùng huyết ma căn bản không đến trên một sợi. Tiểu Điệt thanh minh trước, cho dù Hy Bình thực là hậu đại của huyết ma, huynh ấy trước đây không phạm phải đại tội gì, ai nếu dám động huynh ấy, sẽ là khiêu chiến thực lực của Viễn Dương Tiêu Cục bọn Tiểu Điệt. Hắn nói phải rất là có phân lượng, nên biết. Viễn Dương Tiêu Cục ở trong mắt người bình thường chỉ là một tiểu môn phái nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ở trong mắt những lão giang hồ này, lại đang có lực chiến đấu kinh người. Đỗ Thanh Phong ha hả cười nói, anh hùng xuất thiếu niên a.
thấy được các người những thanh niên nhiệt huyết này, liền giống như thấy được bản thân khi trẻ tuổi. Các người có khả năng đoàn kết như thế, thực là may mắn của võ lâm tứ đại thế gia chúng ta. Hy Bình có các người những huynh đệ này, cũng là may mắn của hắn. Cho dù hắn là hậu đại của huyết ma, ta cũng không có biện pháp với hắn, hắn là nữ tế của ta, hai nữ nhi của ta đều ở trong tay hắn, ta dám đối với hắn như thế nào. Huống hồ, hắn cả huyết ma là ai đều không biết, lại làm sao khả năng là hậu đại của huyết ma. Từ huynh, Triệu huynh, các huynh nói có phải không? Hoa Tiểu Ba thầm nói, mẹ, da mặt của Đỗ lão đầu cũng dày ghê hồn. Từ Phiêu Nhiên nói, lời của Đỗ huynh đúng vô cùng. Trong lòng lại nói, hai nữ nhi của lão tiểu tử ngươi lạc vào trong tay của hắn, nữ nhi của ta lại ở bên cạnh ta rất tốt, nếu hắn là hậu đại của huyết ma, ta thế nào cũng phải báo mối thù huyết ma sát phụ. Triệu Kiệt Anh nói, hiện giờ quan trọng nhất là tìm được hai huynh muội bọn họ. Độc Cô Minh nghĩ thầm, lời thừa lâu như thế, câu này mới tính sát đề. Đỗ Thanh Phong nói, ngày mai tiến hành nghi thức giao tiếp, sau khi đem thiên tự xuất lệnh truyền cho Đại Hải, phân tán các lộ nhân mã, chúng ta lại tập trung nhân lực tìm kiếm bọn họ. Theo tính toán của ta, bọn họ phải không thể có nguy hiểm gì. Hoa Tiểu Ba không nhịn được oán trách liên tục theo tính toán của lão. Mẹ, theo tính toán của lão, Trường Xuân Đường chúng ta còn đang bán thuốc kiếm tiền cho các người dùng chứ. Theo tính toán của lão. Đột nhiên, Độc Cô Minh liền vỗ bả vai của hắn, hắn kinh động la ra tiếng, huynh làm. Triệu Tử Hào nằm ở trên giường. Một kiếm đó của Hoàng Đại Hải đâm trúng vai trái của hắn, vết thương tuy không nặng, nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Một vị thiếu phụ diễm lệ đang ngồi mép giường, có vài phần tương tự với Hoa Tiểu Mạn, lại thành thục vũ mị hơn Hoa Tiểu Mạn rất nhiều, luận tư sắc cũng đẹp hơn Hoa Tiểu Mạn một hai phần, hiển nhiên là thư thư của Hoa Tiểu Mạn Hoa Tiểu Thiến. Hoa Tiểu Thiến thở dài nói, hảo ca, thắng bại là chuyện thường của binh gia, huynh cũng bất tất thương hoài. Triệu Tử Hào cười nói, kỳ thật huynh cũng không phải thực sự bại cho Hoàng Đại Hải, huynh khổ luyện nhiều năm như vậy, nào có thể bại dễ dàng như vậy. Nếu không phải huynh khinh địch, một kiếm đó của Hoàng Đại Hải tuyệt đối không đụng được huynh. Ai, không ngờ hắn cũng có hậu trước lợi hại như thế, khiến huynh trở tay không kịp, không thẹn là Trường Sinh kiếm. Hoa Tiểu Thiến nói, thiên tự xuất lệnh lại lạc đến Bích Lục kiếm trang. Triệu Tử Hào nói, huynh đối với thiên tự xuất lệnh tỉnh không phải quyết chí có được. Võ lâm tứ đại thế gia chúng ta vốn là một nhà, ai lấy được xuất lệnh trái lại thêm một phần trách nhiệm, huynh chỉ là thua có chút uất ức thôi. Hoa Tiểu Thiến nhu hòa nói, thắng thua không sao cả, chỉ cần huynh không chuyện thì tốt. Ai, Hoàng Đại Hải cũng là, làm thương huynh thành thế này. Triệu Tử Hào nói, kỳ thật cũng không trách hắn, khi đó hai người bọn huynh cơ hồ dùng đến toàn lực, nếu không phải Tiểu Nguyệt cùng Hoàng Hy Bình ra tay tương cứu, rơi xuống vách núi chính là hắn. Chỉ mong hai huynh muội bọn họ có thể còn sống, bằng không muội muội của muội phải hận huynh đủ một đời. Hoa Tiểu Thiến nói, muội muội ngốc đó của muội không phải thầm mến A Uy sao? Thực không ngờ nhanh như vậy liền gả cho người khác. Triệu Tử Hào cười nói, sau này gặp muội phu của muội, muội liền không thể kỳ quái, tiểu tử đó quả thực tuấn tú phải có chút quá phần, cả nam nhân nhìn đều bị hắn hấp dẫn. Hoa Tiểu Thiến hỏi, Tiểu Mạn thực là tâm tính tiểu nữ hài. Thế nào tìm một tiểu bạch diện xinh đẹp? Triệu Tử Hào bật cười nói, muội xem muội, còn chưa thấy được muội phu của muội liền bình luận loạn. Ta nói cho muội hay, hắn một chút cũng không nhỏ, cơ hơ cao bằng với huynh, cường tráng phải như sư tử, nếu không hắn làm sao đối phó sáu vị thê tử của hắn. Hoa Tiểu Thiến vểnh môi lên nói, tóm lại, hắn là đố háo sắc. Triệu Tử Hào hỏi, muội làm sao biết? Hoa Tiểu Thiến đáp, sáu nương tử. Chẳng lẽ còn không háo sắc? Tiểu Ba theo hắn chưa bao lâu, cả người đều biến xấu. Triệu Tử Hào không cho là đúng hỏi, phải chứ? Hoa Tiểu Thiến giận dữ nói, huynh là thực không biết, hay là giả không biết? Xuân Thủy, Hạ Vũ cùng Tiểu Ba thường hay càn quấy, nếu huynh không danh chánh ngôn thuận nạp bọn chúng làm thiếp nữa, muội xem cả Thu Vân, Đông Tuyết đều phải bị bọn chúng câu dẫn đi. Triệu Tử Hào thở dài nói, lần trước sau khi huynh say rượu phá đồng trinh của Xuân Thủy, Hạ Vũ lưỡng nữ, huynh liền cảm thấy có lỗi với bọn chúng, nếu bọn chúng đã muốn hảo cùng đệ đệ bảo bối của muội, ta thế nào có thể không thành toàn cho bọn chúng. Hoa Tiểu Thiến không thuận theo nói, Xuân Thủy, Hạ Vũ cũng bỏ qua, bốn người bọn chúng từ nhỏ đã cùng với muội lớn lên, huynh cuối cùng nên lưu một hai đứa cùng muội chăng.
Nếu Thu Vân cùng Đông Tuyết cũng bị bọn chúng lừa gạt, muội không tha cho huynh. Triệu Tử Hào nói, được, sau khi huynh lành thương, liền nạp hai đứa bọn chúng làm thiếp. Bảo Nguyệt đổi khăn che mới. Bắt đầu từ khoảnh khắc Hy Bình rơi xuống vách núi đó, nàng không biết làm sao, nước mắt không chịu khống chế chảy xuôi, khóc ướt sa cân che mặt. Mộng Hương nói, Bảo Nguyệt, muội nếu lại khóc ướt miếng sa cân đó, ta thực không có mới cho muội đổi. Bảo Nguyệt giận dữ nói, tiểu thư, người cười Bảo Nguyệt. Mộng Hương tò mò hỏi, ta cười muội cái gì? Bảo Nguyệt nói, muội không nói, người trong lòng rõ. Mộng Hương hỏi, a, à, còn muốn biết khi muội đang nằm mơ là tên của ai không? Bảo Nguyệt thất thanh đáp, không muốn. Mộng Hương chăm chú nhìn nàng ta một hồi lâu, nói yên tâm đi. Ta dám kết luận hốn cầu đó không có ngã chết, cũng không có bị sói nuốt vào bụng. Lần tới hắn xuất hiện trước mặt muội nữa, ta thấy lại có thể thêm ra một vài lương gia phụ nữ bị hắn lừa gạt, đủ muội ăn khô giấm. Bảo Nguyệt thẹn nói, muội mới không thể vì hắn ăn giấm nhé. Mộng Hương hỏi, trong mơ gọi hắn, nước mắt cũng vì hắn chảy khô, ăn vài miệng giấm có lớn gì không được chứ? Bảo Nguyệt thẹn đến muốn độn thổ, dậm chân biện bạch nói, người ta là trong lòng hận hắn, mới có thể trong mơ gọi hắn mà. À, Mộng Hương nói, nước mắt đó chảy làm chi? Bảo Nguyệt khẽ khàng đáp, muội cảm thấy bảo thủ vô vọng, lòng sinh đau buồn, bởi vậy liền chảy lệ. Dừng một hồi lại nói, thật đấy, tiểu thư, người tin muội chứ? Mộng Hương nói, được rồi, ta không đùa muội, ngày mai về Minh Nguyệt Phong, khả năng muội với hắn không có cơ hội chạm mặt nữa, có lẽ đem tình ý của muội thu hồi, đừng không ngừng tương tư đơn phương. Bảo Nguyệt sắc mặt liền tối, đột nhiên trong mắt liền lóe quang mang, kinh động kêu lên, tiểu thư, người có phải nói hắn cho người một loại cảm giác quen thuộc hay sao? Muội nhớ ra, hắn cùng sư phụ có vài phần tương tự đấy, khi hắn mỗi lần nhìn nữ nhân tâm ái của hắn. Nhãn thần đó với nhãn thần khi sư phụ một mình trầm tư hồi ức, là ôn nhu như nước thế đó, tình đầy con mắt, khiến người vừa nhìn liền ảm nhiên tiêu hồn. Mộng Hương nói, không sai, được muội nói như thế, ta cũng cảm thấy hắn với sư phụ xác thật rất tương tự, hắn rốt cuộc cùng sư phụ là quan hệ gì? Chẳng lẽ thân nhân của sư phụ, nhưng sư phụ từ nhỏ đã là cô nhi, làm sao có thể có thân nhân? Bảo Nguyệt nói, biết đâu sư phụ thực còn có thân nhân ở trên đời. Chỉ là bản thân người không biết, quay về chúng ta kể với sư phụ, có lẽ người thực có thể nhân lần này tìm về ngươi nhà thất tán năm đó. Mộng Hương xa xăm nói, chúng ta từ nhỏ liền là sư phụ nuôi lớn, sư phụ chính giống như thân nương của chúng ta, người tìm được người thân, chúng ta cũng có thêm nhiều người thân. Lôi Long phu phụ đã đi được rất xa. Độc Cô Minh cùng Hoa Tiểu Ba rời đại sảnh liền khôn đi nữa, hai người nhất mực nhìn bóng lưng của tất cả mỹ nữ mất đi, mới bình thường lại. Độc Cô Minh hỏi, làm thế nào? Hoa Tiểu Ba nhụt chí nói, có thể làm thế nào? Tìm không được cơ hội hạ thủ, có lẽ quay về ngủ rất ngon. Độc Cô Minh nói, Tiểu Ba, huynh cảm thấy Đào Nhi, Liễu Nhi đối hai ca chúng ta có chút ý tứ. Hoa Tiểu Ba thở dài nói, có ý tứ lại làm sao? Bọn họ với Đỗ Phu Nhân như hình với bóng, chúng ta căn bản không có cơ hội cùng bọn họ một mình ở chung, bằng mị lực bao lớn của đệ, thêm thủ đoạn tán tỉnh cao minh. Cũng không thể nào hạ thủ a. Lão ca, huynh tỉnh lại đi, lưu tinh lực đợi khi cơ hội tới lại bàn. Hai người mất hứng, gục đầu tiêu nghỉu đi. Phía trước truyền lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai người ngẩng đầu, đồng thời trong mắt liền sáng. Xuân Thủy xa xa chào hỏi nói, Tiểu Ba, đệ ở nơi đây à? Chỉ thấy Xuân Vũ cùng Hạ Thủy như chim nhỏ nhảy vào trong lòng của Hoa Tiểu Ba, hai nữ nhân đều ở trên mặt hắn hôn một trái một phải. Hoa Tiểu Ba hưng phấn hỏi, hai vị thư thư, các thư đang tìm đệ suốt sao? Xuân Thủy nói, tiểu thư đem chúng ta đính gả cho đệ, sau này bọn thư chính là người của đệ, đệ nói, người ta có bao nhiêu vui sướng. Thế ư, Hoa Tiểu Ba lại không thấy được rất vui sướng, có hai kiều kiều nữ này cuộn lấy hắn, hắn thế nào còn rãnh rỗi tìm kiếm vật săn mới, nhưng trong miệng còn là nói, đó thực là quá tốt. Độc Cô Minh bỗng chốc cảm thấy bản thân thành cô đơn lẻ loi. Một mặt vô cùng hâm mộ Hoa Tiểu Ba, một mặt lại cảm thấy nơi đây không có chuyện của hắn, nói Tiểu Ba, huynh đi về trước. Hoa Tiểu Ba tựa hồ tỉnh ngộ được gì, trong mắt liền sáng, hướng về hai nữ nhân nói, các thư ở nơi đây một hồi, để cùng Độc Cô Đại Ca đến một bên nói hai câu, liền về lại cùng các thư. Hắn đem Độc Cô Minh kéo đi đến một bên,
ước chừng lưỡng nữ không nghe được hắn nói chuyện, mới hỏi, lão ca, hai người bọn họ, huynh thích người nào? Độc Cô Minh không minh bạch ý tứ của hắn, rất ngạc nhiên hỏi, hỏi này làm gì? Hoa Tiểu Ba đáp, một đời nay hai huynh đệ, có phúc cùng hưởng, một người một nàng, như thế nào? Độc Cô Minh kinh ngạc hỏi, bọn họ không phải nữ nhân của đệ sao? Hoa Tiểu Ba nói, phân biệt đây đó cái gì? Người nào? Độc Cô Minh đối với Hoa Tiểu Ba quả thực cảm kích rơi nước mắt, do dự nói cái này đi. Bọn họ là nữ nhân của đệ, ta cuối cùng cảm thấy. Hoa Tiểu Ba không hài lòng, chen lời hắn nói, huynh hiềm đệ, hay là hiềm bọn họ? Độc Cô Minh vội vàng giải thích nói, ta thế nào có thể hiềm đệ? Bọn họ lại là khả nhi xinh đẹp như thế, huynh yêu còn chưa kịp. Thế nhưng, làm thế này, đối với bọn họ không công bình chăng? Bọn họ nguyện ý hay không còn chưa biết, đệ liền đem một trong bọn họ đẩy cho huynh, được không? Hoa Tiểu Ba mặt mày hớn hở đáp, những cái này huynh bất tất lo nghĩ, đợi hồi đệ cùng bọn họ nói chuyện một cái, sau đó, thì xem bản lĩnh của huynh. Hắn vỗ vỗ bả vai của Độc Cô Phách, chạy về chính giữa lưỡng nữ, mặt khổ nói, Hạ Vũ Thư Thư, có chuyện đệ muốn nói với Thư. Hạ Vũ tò mò hỏi, cái gì? Hoa Tiểu Ba đáp, Độc Cô đại ca yêu thích Thư. Hắn giả ra một bộ dạng trái phải khó xử, quả thật khiến người kinh ngạc tán thán thiên phú diễn kịch của hắn. Hạ Vũ mặt lộ đỏ ửng, một hồi lâu mới nói, huynh ấy thế nào có thể yêu thích người ta? Chẳng lẽ huynh ấy không biết người ta đã là người của đệ sao? Hoa Tiểu Ba khó xử nói, đệ cũng là nói với huynh ấy như thế, nhưng huynh ấy yêu Thư yêu phải quá sâu, đệ đành phải thống khổ đáp ứng huynh ấy, giúp huynh ấy truyền đạt tình ý đối với Thư. Lại hỏi Thư cân nhắc huynh ấy hay không. Hạ Vũ hướng về Độc Cô Minh không xa nhìn, thấy hắn chính đang dùng nhãn thần chờ đợi ngó nàng ta, khuôn mặt càng đỏ, cúi thấp mặt khẽ giọng nói, thế nhưng Thư yêu thương đệ cơ. Hoa Tiểu Ba thống khổ nói, đệ cũng yêu thương Thư, không bỏ được Thư a. Nhưng huynh ấy là huynh đệ của đệ, lại yêu Thư như thế, đệ đành phải. A, nếu Thư không muốn rời khỏi đệ liền nói với huynh ấy, nên để huynh ấy cắt khóa lòng này. Đừng dày vò bản thân huynh ấy. Hạ Vũ không nói. Hoa Tiểu Ba lại nói, kỳ thật huynh ấy là một nam nhân rất không tệ, người tướng mạo lại tuấn tú, võ công lại tốt, lại là võ lâm thất công tử, độc tử của võ đầu môn, Thư theo huynh ấy có thể đạt được hạnh phúc càng lớn. Vì hạnh phúc của Thư, đệ liều trong tim nhỏ máu, cũng cho huynh ấy một cơ hội công bằng. Đệ nói đến thế, cùng Xuân Thủy về tránh một tí trước, Thư với huynh ấy đơn độc cùng nhau một hồi, nếu không yêu thích huynh ấy thì quay về tìm đệ, kỳ thật đệ làm sao bỏ được Thư chứ. Nói đến sau cùng, hắn gần như chảy ra nước mắt, kéo tiểu thủ của Xuân Thủy liền phải đi. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Tiểu Ba, đáp thành thật, đệ yêu qua Thư chăng? Hoa Tiểu Ba làm kịch làm đến cùng, thả Xuân Thủy ra, ôm nàng ta hôn một cái, đáp yêu, đệ cả đời đều không thể quên đi Thư, như quả Thư không nguyện ý tiếp nhận huynh ấy, đệ phát thệ tuyệt không để Thư rời khỏi đệ. Trước lúc này, Thư cho huynh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân Thư thêm một cơ hội chọn lựa, được chăng? Hạ Vũ cúi đầu ừ một tiếng. Hoa Tiểu Ba ôm ngay eo của Xuân Thủy đi xa. Xuân Thủy cảm động nói, Tiểu Ba, đệ thật vĩ đại, lại đem nữ nhân của mình hai tay tặng người. Hoa Tiểu Ba cười gượng nói không đau lòng, đó là giả, Độc Cô đại ca đích xác là một nam nhân không tệ, Hạ Vũ cũng rất có thể cảm kích đệ nữa. Xuân Thủy hỏi, nếu là có người thích Thư, đệ không thể cũng nhường Thư cho người khác chứ. Hoa Tiểu Ba lúng túng đáp, đệ làm sao bỏ được. Nào, tìm một chỗ, để đệ chứng minh tình yêu đối với Thư Thư. Hai tay liền làm việc ở nơi mẫn cảm của Xuân Thủy. Xuân Thủy yêu kiều rên rỉ nói, tham sắc, các người đều là một đám sắc lang. Hoa Tiểu Ba vô cùng kinh ngạc hỏi, bọn đệ. Xuân Thủy cười nói, chẳng lẽ không phải, ai, cho dù đệ là sắc lang. Cũng là một sắc lang vừa anh tuấn vừa khả ái, người ta cam tâm tình nguyện thành vật săn trong miệng đệ. Không biết vì sao, đám nam nhân từ Trường Xuân Đường tới này ai ai đều là ma quỷ mê chết người, đặc biệt là Thư phu của đệ. Hoa Tiểu Ba kinh hãi hỏi, Thư không thể là nhìn chúng Thư phu của đệ chứ. Xuân Thủy chỉ vào mũi của hắn nói, nhìn đệ, Thư chỉ là có một chút điểm ái mộ chàng ta, Thư trong lòng chỉ có đệ. Đệ không phải nói muốn chứng minh tình yêu đối với Thư sao? Còn đợi gì? Hoa Tiểu Ba đại hỉ nói, lần này đệ có thể khiến Thư không xuống giường được.
Hạ Vũ do dự rất lâu, thấy Độc Cô Minh vẫn là ngốc ngây đứng ở vị trí cũng nhìn nàng, thầm tự thở dài một cái, rời bước đến trước mặt, khẽ giọng hỏi, công tử, người có lời muốn nói cùng thiếp chăng? Ý nghĩ của Độc Cô Minh có vài giây trắng không, bình tĩnh trở lại, nói, cô nương, ta nói gì? Hạ Vũ thấy bộ dạng ngỗng ngốc này của hắn, cười ra khì khì, che miệng nói, huynh muốn nói gì thì nói đó đi. Độc Cô Minh bình thời ăn nói hơn người, lúc này lại tìm không được lời để nói, ngây ngốc nhìn Hạ Vũ, ý nghĩ xoay chuyển đến nhanh chóng, gấp đến mặt đều đỏ bừng. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn nam nhân rắn rỏi này, nghiêm khắc mà nói, hắn so với Hoa Tiểu Ba còn phải tuấn tú hơn chút, càng thêm phong độ phiên phiên, nhanh nhẹn có loại tiêu sái thành thục nói không ra, lúc này trước mặt của nàng lại biểu hiện phải vô cùng ngớ ngẩn, tựa như một đại hài tử, mềm lòng nói, công tử, huynh không hiềm nô gia đã là tàn hoa bại liễu sao? Kỳ thật Độc Cô Minh Tịnh chưa từng nghĩ tới phương diện này, đồng tử kê của hắn là bị Lãnh Tinh Oánh dâm đãng đoạt đi, đồng thời đêm đó còn có bốn nam nhân khác với hắn chia hưởng cùng một nữ nhân, ở trong lòng hắn, xử nữ hay không xử nữ căn bản không là một vấn đề, huống hồ loại kiểu oa thanh xuân như Hạ Vũ này. Hắn nói, nàng làm sao có thể là tàn hoa bại liễu? Ở trong mắt của ta, nàng là Tử La Lan nở rỡ mỹ lệ. Độc Cô Minh hồi phục thần kinh của hắn, tất cả lời tỏ tình mỹ diệu dễ nghe liền thoát miệng mà ra, quả thật là tựa như tự nhiên. Hạ Vũ nghe phải vừa thẹn vừa vui sướng, nàng trước giờ chưa nghe qua được lời âu yếm của nam nhân nào nói phải êm tai như vậy, cho dù là giả dối, cũng tâm cam tình nguyện bị hắn lừa, huống chi nàng không nhìn ra trong lời yêu thương của hắn có bất kỳ thành phần giả dối nào. Mỗi nữ nhân đều yếu thích nam nhân ca tụng ngọt ngào, Hạ Vũ có chút say, mê man hỏi, là như thế sao? Độc Cô Minh đáp, nếu ta lừa nàng, ta là kẻ đần. Hắn không phải kẻ đần, nhưng lúc này hắn đích các giống một kẻ đần khiến nữ nhân yêu thích. Hạ Vũ cười, cười phải rất ngọt, hỏi, công tử, dẫn nô gia đi chứ? Độc Cô Minh quả muốn ca hát nhảy vũ, để biểu đạt cuồng hỉ của hắn. Thực phải cảm tạ Tiểu Ba. Đem nhân nhi ân cần kiều mỹ như thế nhường cho hắn, hiện tại nhân nhi này lại biểu hiện rất có tình ý với Độc Cô Minh hắn thế nào có thể không vui ngất trời. Cũng không cần làm hòa thái giám nữa, cuối cùng cáo biệt kiếp sống độc thu của 24 xuân thu. Độc Cô Minh dẫn Hạ Vũ đi dạo khắp nơi. Trên đường, lời âu yếm mỹ diệu không dứt, không ngừng dỗ dành Hạ Vũ không biết thân ở nơi nào, cuối cùng đã cảm thấy bản thân ngã ở trên giường mặc cho Độc Cô Minh muốn làm gì thì làm. Phát giác lời âu yếm của hắn tuy có thể thao thao bất tuyệt, ở phương diện này lại không thạo vô cùng, không thể không tiến hành chỉ bảo. Nhưng cuối cùng mà nói, nam nhân này biểu hiện phải khiến nàng rất thỏa mãn, quả thật là quá thỏa mãn. Tiểu Ba đối với ta thật tốt, lúc này nàng ta khi xong chuyện nhớ tới Hoa Tiểu Ba, trong lòng duy nhất cảm kích. Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Minh cùng mỹ nhân mỗi người sau khi kích tình trở về, thư sướng nằm ở trên giường. Hoa Tiểu Ba cười hỏi, lão huynh, Hạ Vũ đủ mùi vị chứ? Độc Cô Minh liền vẻ mặt hồi ức, đó đương nhiên, huynh triền miên đầy đủ hai thời thần cùng nàng ta, quả thật không biết trời đất, suýt nữa cho rằng bản thân phải tan vào trong thân thể thanh xuân nóng bỏng của nàng ta. Ây, huynh hiện tại chỉ muốn ôm nàng ta ngủ, Tiểu Ba, thực là phải cảm ta đệ. Hoa Tiểu Ba giảng nghĩ khi nói lời khách sáo gì? Huynh chỉ cần dạy đệ bản lĩnh thì được. Độc Cô Minh sảng khoái nói, ngày mai huynh liền dạy đệ hư hoa kiếm pháp. Hoa Tiểu Ba vui vẻ hỏi, chính là bộ kiếm pháp khi huynh cùng tứ cẩu đánh nhau, sử dụng đó sao? Quả thật là quá tốt rồi. Huynh ngoại trừ bộ kiếm pháp đó ra, có biết võ công gì khác? Độc Cô Minh đáp, võ đầu quyền gia truyền, tiên hà kiếm pháp của tiên cực tiên ông, bàn nhược thần trưởng cùng kim cương trưởng của thiếu lâm, còn có. Không nói, thiếu lâm võ học không thể truyền đệ, còn như võ công khác. Huynh có thể toàn bộ truyền cho đệ. Hoa Tiểu Ba cao hứng hoa tay múc chân, gần như muốn học giống như Hy Bình hát lớn ca khúc thối nát, nói, hảo huynh đệ. Độc Cô Minh nói, Tiểu Ba, đệ cũng phải tiếp tục dạy huynh công phu cô gái cùng kỹ xảo trên giường, đệ biết, khi huynh cùng Hạ Vũ ở một chỗ ngốc phải như đầu lừa, ở lúc khẩn yếu quan đầu đó còn phải để nàng ta chỉ đạo, quả thật là mất mặt hết sức. Lần trước khi cùng Lãnh Tinh Oánh tương hảo, chưa vài cái liền bị bà ta lắc xuống giường. Huynh đang suy tính làm sao sẽ đánh bại ả đấy. Tào phụ đó bất luận là dung mạo hay thân người cùng công phu trên giường đều là cấp cao, cùng bà ta trên giường thực là điên cuồng đến cực điểm. Hoa Tiểu Ba nói đến thủ đoạn cô gái cùng công phu trên giường,
ai cũng không bằng thư phu đệ, chút thứ đó của huynh ấy, chúng ta cũng học không tới. Tứ cậu kỳ thật cũng không tệ, hôm nào chúng ta cùng nhau xin huynh ấy chỉ bảo. Nếu nói muốn triệt để đánh bại Lãnh Tinh Oánh, cần phải thư phu tự mình ra trận, huynh ấy là vô địch tướng quân chinh chiến trên giường. Tạm thời không bàn Thoại Nhi hơn người một bậc của huynh ấy, một thể lực vô hạn cùng nại chịu đựng, lực vĩnh viễn không cản của huynh ấy, liền có thể khiến nữ nhân yêu chết huynh ấy. Đệ ban đầu còn muốn tranh đoạt ái vũ với huynh ấy, thực lo lắng cho huynh. Huynh biết chăng, khi đệ vừa gặp được huynh ấy, nói muốn đem Lãnh Thư Thư giới thiệu cho Uy Ca Ca, huynh ấy nói nếu Uy Ca Ca dám đụng nữ nhân của huynh ấy liền đem toàn bộ nữ nhân của Uy Ca Ca toàn bộ cua đi, đệ khi đó còn không tin đấy. Hiện tại bọn họ người nào không phải quyết chí một lòng. Huynh có phát hiện không, bọn họ trải qua tưới nhuần của thư phu đệ, ai ai đều so với trước diễm lệ hơn rất nhiều. Hoa tiểu ba đệ thực vì có thư phu thế này mà cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Độc Cô Minh hỏi, đệ nói hắn có thể là bởi vì được kỳ ngộ gì mới có thể lợi hại như thế không? Hoa tiểu ba mỉm cười đáp, huynh quá ngây thơ rồi. Kỳ ngộ cái gì, huynh ấy thân vốn là cửu dương trọng thể chi nhân, là ngựa giống tuyệt đối trong vạn chọn một, thiên địch của nữ nhân. Cô đệ nói, loại người này một khi phá giới, liền không thể ức chế nổi dục vọng nguyên thủy dồi dào trong người, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng nữ nhân hoàn hảo, chiến chết không nói bại. Thực không minh bạch vì sao thư phu có khả năng khắc chế xung động tình dục của bản thân, huynh ấy tựa như thu phát tự nhiên, muốn làm liền làm, không làm liền lập tức bãi chiến, đây với kể của cửu dương trọng thể có không khớp, thực làm không rõ. Hắn làm sao biết thiên địa tâm kinh của Hy Bình vốn là pháp môn chí cao điều giải âm dương, mà trong người có cực âm nguyên tố của địa tuyền nhũ sinh sinh bất tức. Nếu không, thì bằng cực dương xung động của cửu dương nguyên nguyên bất tuyệt liền có thể khiến Hy Bình trầm luân dục hải mà không thể tự thoát. Huống hồ còn có chí dâm chí dương của thiên niên huyết xà với hỏa vân sư hổ chứ. Đương nhiên, những cái này, Hy Bình bản thân cũng không biết. Độc Cô Minh kinh ngạc nói, thực không dám tin. Hoa tiểu ba nói, từ góc độ của y học nhìn, Thoại Nhi đó có thể dùng một ít phương pháp tăng lớn, nhưng kéo dài phương diện này vẫn là trời sinh tốt nhất, đương nhiên, có khi cũng có thể từ từ luyện ra. Độc Cô Minh hiếu kỳ hỏi, đệ nói đồ vật của Hy Bình có thể là dùng sức người tăng lớn không? Hoa tiểu nhiên quả quyết đáp, tuyệt đối không phải. Cửu dương trọng thể chi nhân, là thiên hạ chí dâm chi nhân, tiền vốn của huynh ấy làm sao có thể nhỏ. Bởi vì tăng lớn cũng không khả năng đến loại trình độ đó của huynh ấy tuyệt đối là thiên sinh dị chủng. Độc Cô Minh hiểu a một tiếng. Hoa tiểu ba cười nói, huynh cũng không cần tự ti, chúng ta cũng là trong vạn chọn một, người so với chúng ta tệ kém hơn nhiều như vừng vậy. Như dị chủng dạng đó của thư phu trên đời không có người khác, chúng ta không cần thiết so cùng huynh ấy. Khách quan mà nói, chúng ta đã rất cường hãn, đồng thời thỏa mãn 4 năm nữ nhân tuyệt không thành vấn đề, huynh chính can đảm đi cua gái đi. Càng nhiều càng tốt, quả thật là đội không nổi, hoa tiểu ba đệ còn có rất nhiều dược phương tráng dương kéo dài, không có tác dụng phụ, cam đoan huynh hài lòng. Quả nhiên không thẹn là độc tử của y học thế gia. Độc Cô Minh như chút được gánh nặng. Hỏi, mục tiêu kế tiếp là ai? Hoa tiểu ba đáp, thì Đào Nhi, Liễu Nhi đi. Qua đoạn thời gian làm lại, mục tiêu khẩn yếu nhất là tìm thư phu cùng hoa tiểu ba về, bằng không, muội muội của huynh cùng thư của đệ đều không thể có qua cuộc sống tốt, cũng không thể bỏ qua chúng ta, có đến huynh đệ chịu. Nếu bọn họ biết ở loại thời gian này, chúng ta còn có tâm tình đi liệp diễm, bảo đảm có thể thoá mạ chúng ta một trận. Nói về lại, người dạng đó của thư phu đệ, đệ căn bản không thể vì huynh ấy lo lắng, mạng của huynh ấy so với ai đều dài hơn, đương nhiên, diễm phúc so với ai cũng đều nhiều hơn. Độc Cô Minh đột nhiên nói, ai, hiện tại huynh lại muốn lần nữa theo đuổi Minh Nguyệt Phong lưỡng nữ. Hoa tiểu ba nói, không phải lời nhục chí của đệ, mộng hương nữ nhân này cả thư phu đệ khả năng đều không cua đến tay, huống hồ chúng ta. Bảo Nguyệt thôi, nếu không có thư phu trước đó ôm hôn, huynh có lẽ còn có một chút cơ hội. Sau khi bị thư phu đệ ôm hôn, huynh lại cả một chút cơ hội cũng không có. Hai con mắt của nàng ta vừa nhìn thấy thư phu đệ liền phát sáng, luôn luôn là len lén nhìn thư phu đệ, xem ra không biết có bao nhiêu mê mẩn, nàng ta hiện tại trong lòng chỉ có thư phu, huynh đừng vọng tưởng. Đệ nói cho huynh hay một bí mật, thư của đệ chính là bị huynh ấy hôn mới cuốn lấy huynh ấy, Bảo Nguyệt tiểu ni tử đó nào có thể ngoại lệ. Nhãn thần của Độc Cô Minh liền tối, ai? Hai người tiếp tục tán gẫu, chủ đề vĩnh viễn là nữ nhân.
hai nam nhân này tán dóc tới nữ nhân, quả thực là thiên hôn địa ám. Hôm sau, Hoàng Đại Hải tiếp sứ thiên tự xuất lệnh, người của các đại môn phái cùng bọn giang hồ hiệp khách hào nữ cũng đều nhân lúc vui vẻ mà về. Tỷ võ đoạt lệnh của tứ đại võ lâm thế gia lần này, đích thực khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, lấy ý kiến của bọn họ ban đầu tới, tứ đại võ lâm thế gia phải chỉ sót một sắc ngoài xinh đẹp, không ngờ nhân tài trong lớp trẻ đông đúc, bù đắp tổn thất của trường đại chiến hơn 20 năm trước. Dưới thịnh danh, tất có thực lực, xem ra là không thể xem thường rồi. Hai người Độc Cô Minh cùng Hoa Tiểu Ba Tiểu Ni Cô Diệu Duyên Thanh Lệ thoát tục từ trước mắt biến mất, không ngừng than vãn thiên đạo bất công, làm gì khiến nữ nhân mỹ lệ như vậy đi làm ni cô. Quả thực là làm khó dễ với nam nhân của thiên hạ. Rời đi của Mộng Hương, đối với Độc Cô Minh mà nói, tịnh không tính là đả kích gì, nhưng đối với Tử Triệu hai người mà nói, đả kích thực phải lớn, bọn họ gần như muốn từ sau lưng ôm lấy hai bàn chân của nàng ta, cầu nàng lưu lại. Đương nhiên, bọn họ không thể quá ngốc nghếch làm như thế. Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt vẫn là đi, khi đi cho hai người bọn họ một thu ba man mác, khiến hai chân của bọn họ phát mềm cơ hồ phải ngã ngồi trên đất, lại phân biệt bị hai thư muội Độc Cô lôi kéo lỗ tai của hai người gần như bị ngọc thủ của bọn họ xách đứt. Minh Nguyệt Phong lưỡng nữ sau nửa tháng về đến thiên hạ đệ nhất phong được võ lâm xưng là thánh sử nữ địa thiên thành Minh Nguyệt Phong. Lưỡng nữ thời điểm đầu tiên liền là đi gặp sư phụ của bọn họ Mộng Tình. Lúc đó Mộng Tình chính đang trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nữ nhân năm đó được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân này, tuy đã là người hơn 40 tuổi, thế nhưng xem ra thì giống như thiếu phụ 27-28 tuổi, trong diễm lệ có loại vẻ đẹp thoát trần. Lưỡng nữ không dám cắt đứt trầm tư của bà ta, ở một bên yên lặng trông chừng bà ta. Phải, tên hiếu sắc điên cuồng kêu là Hoàng Hy Bình đó xác thực có vài phần giống như sư phụ. Nhãn thần hắn chăm chú nhìn nữ nhân tâm ái cùng nhãn thần của sư phụ lúc này hoàn toàn như nhau, nhu tình tựa thủy, khiến người tiêu hồn. Mộng Tình than thở một tiếng, quay mắt nhìn về hướng bọn họ, nhu hòa nói các con về rồi. Lưỡng nữ biết thời điểm đã đến, như hai con chim nhỏ của bà ta bổ nhào đến trong lòng bà ta làm nũng. Mộng Hương nói, sư phụ, Hương Hương rất nhớ người. Mộng Tình cười hỏi, Bảo Bảo không nhớ sư phụ sao? Bảo Nguyệt yêu kiều đáp, nhớ. Nguyên lai nhũ danh của bọn họ gọi là Hương Hương cùng Bảo Bảo, nếu Hy Bình biết khẳng định có thể rất đối tùy thích, chỉ ít có thể đối với bọn họ nói nào để ta Bảo Bảo có thể là tên hoặc là ôm, chắc tác giả chơi chữ hoặc là, này, Hương Hương, được hoan nghênh ta. Mộng Hương không tha nàng ta nói, sư phụ, Bảo Bảo nhớ nam nhân đấy. Bảo Nguyệt vội vàng nói, sư phụ, không phải như thế, Hương Hương thư đấy giễu cợt Bảo Bảo. Mộng Tình nhìn hai nữ hài bà ta một tay nuôi dưỡng thành người đang trong lòng này, bật cười hỏi, Bảo Bảo nhớ nam nhân, Hương Hương thì không nhớ sao? Mộng Hương bình tĩnh đáp, Mộng Hương mới không cần tiện nghi những số nam nhân đó, Hương Hương một đời đều không cưới, ở cùng sư phụ. Bảo Nguyệt cũng thuận miệng nói, Bảo Bảo cùng Hương Hương giống nhau không gả, phải chăm sóc sư phụ người thật tốt. Mộng Tình nói, như thế à? Vậy ngày mai ta liền tuyên bố với thiên hạ võ lâm hai người các con cả đời không cưới, để anh hùng hào kiệt trong võ lâm cắt lòng theo đuổi các con. Bảo Nguyệt nghe Mộng Tình nói rất nghiêm túc, không biết thế nào trong lòng khẩn trương, mất đi khống chế nói, sư phụ không được. Mộng Tình liền cười, cố tình hỏi, không được cái gì. Bảo Nguyệt mặt đỏ rất giống quả hồng chín mùi, rất lâu không nói. Mộng Tình vuốt ve mái tóc thanh tú của nàng ta, xa xăm nói cho sư phụ hay. Là lõ lâm công tử nào đoạt đi trái tim của tiểu Bảo Bảo cô ta? Mộng Hương đáp lớn nói, sư phụ, đoạt đi phương tâm của Bảo Bảo, không phải võ lâm công tử gì, là tên vô lại vô cùng. Mộng Tình kinh ngạc hỏi, là sao? Mộng Hương nói, hơn nữa, theo bọn đệ tử biết, hắn chí ít có 6 thê tử. Mộng Tình liền vẻ mặt không tin, hỏi, hắn có nhiều thê tử như thế, tại sao còn theo đuổi Bảo Bảo của chúng ta? Mộng Hương cười đáp, hắn không có theo đuổi Bảo Bảo, là Bảo Bảo của chúng ta bệnh tương tư đơn phương. Bảo Nguyệt thẹn đến muốn độn thổ cho xong, kháng nghị nói, mới không phải, Bảo Bảo mới không phải tương tư đơn phương, còn rất hận tên sắc mà đó, hứ, còn có đám nữ nhân đáng ghét đó của hắn. Phía sau một câu này, ai đều có thể ngửi được mùi giấm chua nồng nặc. Mộng Tình cũng cười, hỏi, Bảo Bảo, hắn có thể có được yêu thích của nhiều nữ nhân như thế, xem ra không thể là nam nhân quá xấu. Hắn nhất định bề ngoài rất tuấn tú, phải chứ?
Gương mặt của Bảo Nguyệt hiện thần sắc hồi tưởng, đáp không, hắn rất xấu. Mộng Tình hỏi, thật chứ? Bảo Nguyệt khẽ giọng bổ sung đáp, cũng rất tuấn tú. Mộng Tình hỏi, khi nào dẫn hắn quay về để sư phụ xem qua? Bảo Nguyệt nhớ tới việc sinh tử chưa liệu của Hy Bình, ngấn lệ lại ở trong con mắt tràn ra. Mộng Hương nói, sư phụ, bọn con cũng muốn để người gặp gỡ hắn, bởi vì bề ngoài của hắn cùng sư phụ có vài phần tương tự, thế nhưng... Mộng Tình nghe được thân thể yêu kiều run rẩy dữ dội, cắt ngang nàng ta hỏi, con nói cái gì? Hắn giống ta. Lưỡng nữ không biết tại sao bà ta biến thành kích động như thế, ở trong ký ức của bọn họ, sư phụ trước giờ chưa từng có qua loại hành động mất khống chế này, bọn họ kinh hoàng nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang thất sắc của bà ta. Bảo Nguyệt nói, hắn thực sự rất giống với sư phụ, cũng có người nói hắn giống huyết ma. Mộng Tình kinh hãi lùi ba bước, miễn cưỡng đứng yên, hỏi, hắn tên gọi là gì? Mộng Hương đáp, Hoàng Hy Bình. Mộng Tình lẩm bẩm nói, Hoàng Hy Bình, Hy Bình, thực là nó sao? Không, đây tuyệt không khả năng, nó làm sao có thể xuất hiện giang hồ? Trong mắt bà ta chảy ra nước mắt lóng lánh. Lưỡng nữ không hiểu ra sao cả nhìn bà ta, đi qua đỡ lấy thân thể yêu kiều khẽ run của bà ta. Mộng Hương nói, sư phụ, người đừng dọa bọn đệ tử. Mộng Tình bình tĩnh trở lại, hỏi, hắn bao nhiêu tuổi? Có biết võ công hay không? Mộng Hương đáp, khoảng chừng 20 tuổi, phải nói biết võ công. Sư phụ, người nói hắn có thể là thân nhân của người hay không? Mộng Tình tựa hồ khẳng định gì, tâm tình hơi chút bình tĩnh, trịnh trọng hỏi, các con muốn một sư ca hay không? Bảo Nguyệt nói, sư phụ, Minh Nguyệt Phong là không thu nam đệ tử đấy. Mộng Tình bừng tỉnh nói, a, ta quên. Thế cho các con một đại ca có sẵn, được chứ? Mộng Hương hỏi, sư phụ, người nói là Hoàng Hy Bình sao? Mộng Tình quả quyết đáp, phải. Mộng Hương cúi đầu nói, Hương Hương không ưa thích hắn, nhìn thấy hắn liền chán ghét, Hương Hương không muốn hắn làm đại ca. Bảo Nguyệt cũng nôn nóng nói, Bảo Bảo mới không muốn làm muội muội của hắn. Mộng Tình liền vẻ mặt thất vọng cùng thống khổ, nói, có lẽ các con đúng, nó vốn dĩ thì không khiến người yêu thích. Nếu không thì lúc đầu ta cũng không thể. Ai, ma tính của nó quá nặng, chỉ mong nó không nên giống như phụ thân của nó thành sát nhân cuồng ma. Bảo Nguyệt biện bạch nói, sư phụ, hỗn đản đó tuy là sắc ma, nhưng tuyệt không phải sát nhân cuồng ma, hắn kỳ thật rất thiện lương, chỉ là hắn rơi xuống vách núi. Mộng Tình đột nhiên nắm lấy Hương Kiên vai của nàng ta, kêu lên, con nói cái gì? Nó rơi xuống vách núi. Vậy nó... Bà ta lại đang ngay trước mặt của hai đồ đệ khóc lớn lên. Lưỡng nữ không biết phải làm sao, Mộng Hương nói, sư phụ, người đừng khóc, hắn là rơi xuống vách núi, nhưng hắn chưa có chết, chỉ là không biết tung tích. Tâm tình của Mộng Tình chuyển tốt chút, cảm thấy bản thân ở trước mặt đồ đệ thất thái, lúng túng hỏi, hắn thực chưa chết. Mộng Hương trong lòng kỳ thật cũng không dám xác định sống chết của Hy Bình, thế nhưng nàng thấy được sư phụ cùng Hy Bình có loại quan hệ nào đó hết sức thân mật. Đành phải tạm thời an ủi bà ta nói thật. Mộng Tình yên tâm rất nhiều, nói, sau này khi các con gặp được hắn, bất luận như thế nào dẫn hắn đến Minh Nguyệt Phong. Ngày mai ta đến Trường Xuân Đường một chuyến, các con ở trên núi đợi ta quay về. Bảo Nguyệt hỏi, sư phụ, người đã hơn 10 năm không xuống núi, vì sao đột nhiên muốn tới Trường Xuân Đường? Mộng Tình hồi ức, ta đi chứng thực một suy đoán. Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Huy hai người với Hy Bình không có giao tình gì thậm chí có thù, mà không giống như Độc Cô Minh Tiên tan hiểm khích trước kia đối với Hy Bình, tuy đối với tai nạn của Hy Bình có chút thương xót, lại tịnh không muốn vì thế gia nhập đội ngũ tìm kiếm Hy Bình với Tiểu Nguyệt, chỉ là ngại mọi người đều là một phần tử của tứ đại võ lâm thế gia, lại bị nương tử bước đến không có đường mà thoát, đành phải bất mãn không vui đến Ca Luân Thảo Nguyên tìm kiếm Hoàng Hy Bình bọn họ cực kỳ chán ghét. Thương thế của tứ cẩu đã lành gần hết, hơn nữa bên cạnh lại thêm đại mỹ nhân Triệu Tử Thanh, đây khiến cho hắn có được bao nhiêu vui sướng, thế nhưng hắn tịnh không có như lời của bản thân, khi có sức lực liền có thể muốn thân xử nữ của Triệu Tử Thanh. Không phải hắn không muốn, quả thực là không có thời gian, huống hồ, hắn nguyên khí đại thương, Lan Hoa Tam nữa cũng không cho phép hắn làm loại vận động kịch liệt này. Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba hai người cùng Xuân Thủy, Hạ Vũ Lưỡng nữ đánh phải hừng hực. Khó phân khó giải, một ngày không gặp như cách ba thu, cũng liền mang lưỡng nữ theo ở bên người, để thỏa mãn thú dục của bọn họ. Lãnh Tinh Oánh cùng biện mệnh tam lang của bà ta xung phong đảm nhận,
đây tịnh không phải chỉ bởi vì Hy Bình là thần tượng của Biện Mệnh Tam Lang, càng thêm bởi vì Lãnh Tinh Oánh muốn sau khi tìm được Hy Bình cùng hắn tương hảo một lần. Xem ra chân chánh yêu thương chỉ có Lôi Phượng Tứ Nữ, bọn họ trong lòng luôn không bỏ nam nhân này xuống, vì sinh tử của hắn lo lắng không thôi. Màu xanh của Ca Luân Thảo Nguyên chính giống như lòng của người vô biên vô tế. Tịch Dương lại hiện. Bích Nhu nói, đã kiếm hai ngày rồi, còn là không thấy bọn họ, thật khiến người lo lắng. Nàng ta cũng là một trong những người quan tâm Hy Bình nhất, không thể phủ nhận, nàng ta đã từng một độ động lòng đối với Hy Bình, nếu chẳng phải thanh mai trúc mã với Lôi Long, lại thêm si tình không đổi của Lôi Long, có lẽ nàng ta cũng có thể nhảy vào vòng ôm của Hy Bình. Lôi Long nói, nhiều ngày như thế, bọn họ e rằng đi được rất xa, từ từ tìm thôi. Cuối cùng có thể tìm được bọn họ. Hoa Tiểu Ba nói, như thế đêm nay liền đóng quân ở nơi đây, ngày mai tiếp tục tìm. Nói xong, hướng về Độc Cô Minh truyền đạt một nhãn thần thần bí, Độc Cô Minh tâm lĩnh thần hội. Hai người này đêm qua sau khi ở trên thảo nguyên dựng xong trướng bồng, liền mỗi người ở trong trướng bồng cùng Xuân Thùy, Hạ Vũ Lưỡng Nữ Hồ Thiên Hồ Địa, hiện giờ hận đêm tối không thể sớm tới chút, tiện cho lại ôn luyện đêm thảo nguyên của tối qua. Hoa Tiểu Mạn trách mắng, đệ rốt cuộc có đem sự việc của thư phu đệ xem như một vấn đề hay không? Hoa Tiểu Ba đầy liền rút, không dám cùng thư của hắn tranh cãi. Độc Cô Kỳ cũng hung hãn trừng mắt đại ca nàng ta, khiến Độc Cô Minh tự biết đuối lý ngó về góc trời, giả như không biết rõ nhìn cảnh sắc thảo nguyên. Lôi Phượng nói, Tiểu Mạn, không nên oán trách Tiểu Ba, đệ ấy nói cũng có đạo lý, trời tối rồi, dựng trướng bồng nghỉ ngơi thôi. Ngày mai tìm nữa. Mấy chuyện này gấp cũng gấp không tới. Hoa Tiểu Ba là tuyệt đối bỏ qua mỗi một đêm tối chân quý, vừa về đến trứng bồng, liền không thể chờ đợi làm thân ca ca của Xuân Thủy. Độc Cô Minh càng rõ Xuân Tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng, tự nhiên cùng Hạ Vũ sôi động triền miên, ở mỗi loại thời điểm này, Hạ Vũ trước giờ không gọi hắn là thân ca ca, mà là rên gì nói, đồ nhi tốt đồ nhi ngoan, sư phụ địch không nổi, ô, hôn đồ nhi giỏi. Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Huy là tình địch, lại không thể không ngủ ở cùng một trướng bồng, bởi vì hai thư muội Độc Cô Cầm muốn để bọn họ thưởng thức mùi vị giữ hoạt quả, bởi vậy lưỡng nữ ngủ riêng một trướng bồng, cũng phải nói ra tình cảm oán phụ sau khi chia tay. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không được, trượng phu của mỗi người bọn họ tâm tình với nhau về nữ nhân khác. Triệu Tử Huy nói, Tử Huynh, đại cửu tử của chúng ta Độc Cô Minh tựa hồ rút lui, thật thương tiếc thay huynh ấy nha. Từ Thanh Vân cũng có chỗ đồng cảm nói, cũng phải, thiếu một đối thủ, cho dù đoạt được phương tâm của Mộng Hương, cũng là thắng không vũ dũng. Triệu Tử Huy tức giận nói, huynh đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ huynh cảm thấy bổn nhân so với huynh thua kém sao? Ta cáo tố huynh, hoa rơi tay ai còn chưa biết. Từ Thanh Vân vội vàng nhận lỗi nói, Triệu huynh, đừng giận hại cho cơ thể, nên biết thân thể cường kiện là tiền vốn cua gái, đệ thực không muốn cả huynh cũng rút ra. Triệu Tử Huy thách thức nói, huynh yên tâm, trừ phi Mộng Hương lấy người, lão tử đánh chết cũng không lùi ra, phụng bồi đến cùng. Từ Thanh Vân cười nói, đây thực là quá tốt, Triệu huynh chí khí đáng mừng đáng quý, khiến người bội phục. Đệ không minh bạch Độc Cô Minh vì sao đột nhiên bỏ qua Mộng Hương mà ôm về một Hạ Vũ, huynh rõ chăng? Ngữ khí của Triệu Tử Huy hơi nhẹ đáp, có lẽ là Mộng Hương không yêu thích huynh ấy thôi. Hắn cũng có chút vì đại cửu tử này cảm thấy bị ai tịnh dành cho một ít đồng tình. Từ Thanh Vân lo lắng hỏi, huynh nói Mộng Hương có thể yêu thích chúng ta hay không? Triệu Tử Huy tự đại đáp, đương nhiên yêu thích rồi, huynh không thấy con mắt trả về yêu thương khi đi của nàng ta sao, đối với chúng ta khó bỏ khó phân. Đệ nghĩ, nàng ta sở dĩ chậm chạp chưa chọn lựa từ trong chúng ta, là bởi vì chúng ta đều rất ưu tú, bởi thế khó mà đưa ra chọn lựa. Từ Thanh Vân cảm thấy Triệu Tử Huy nói có đạo lý, tán đồng nói, Triệu huynh nói rất chính xác, nhất định là như thế. Triệu Tử Huy bỗng nhiên lo âu nói, như quả vô lại đó cùng chúng ta cạnh tranh, sợ rằng chúng ta liền hung đa cắt thiểu. Từ Thanh Vân nói, tên Hoàng Hy Bình đó, hắn là tâm có dư mà lực không đủ, hắn nhiều nữ nhân như thế, phải không thể hạ thủ đối với Mộng Hương. Triệu Tử Huy còn là không yên tâm hỏi, giả như hắn thực cuốn lấy Mộng Hương sao? Từ Thanh Vân lời ra kinh người đáp, đệ liền kêu hai muội muội của đệ cuốn lấy hắn, huynh biết, muội muội của đệ thực cũng là mỹ nhân nhất đẳng, như loại hình nam nhân sắc lang đó của hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt. Triệu huynh không bằng bỏ Mộng Hương theo đuổi muội muội của đệ đi. Hắn vì mưu thắng tình trường,
không tiếc bán rẻ muội muội của mình. Triệu Tử Uy lại không lĩnh tình đáp, đừng muốn mua chuộc ta, ta nhất định phải cùng huynh lực tranh đến cùng. Từ Thanh Vân tức giận nói, huynh sẽ bại trận giống như tỷ võ. Vết thương của Triệu Tử Uy bị mở, tức giận nói, chúng ta hãy chờ xem. Hai người trong lòng nổi giận, cũng không cùng đàm luận nữa, đem tấm chăn kéo tới kéo lui, chưa vài cái, liền đem một tấm chăn rất tốt xé thành hai nửa, mỗi người đắp một nửa, ai cũng không quan tâm ai, hứ. Lãnh Tinh Oánh cùng Biện Mệnh Tam Lang đánh rất kịch liệt, lúc này Dã Lang đang ra sức giết dê con Tuyết Bạch trên giường, nhưng Lãnh Tinh Oánh dê con cả người lẳng lơ này vừa miệng dễ trêu. Chẳng những không sợ động vật hung ác trên người này, còn dê kêu không ngừng muốn hắn ta dốc sức chút nữa, tiếng kêu cơ hồ có thể đem tất cả sắc lang ngạ lang yêu lang gì đó trên thảo nguyên đều câu dẫn tới giả như thực để bọn chúng nghe được lời. Lãnh Như Băng vén trướng mà vào, liền thấy được một màn như thế, Ngưu Lang trần trụi nằm bò ở bên cạnh Lãnh Tinh Oánh thở hổn hển, Tình Lang lại cùng Lãnh Tinh Oánh tận tình hôn môi, Dã Lang ở trên thân người yêu kiều Tuyết Bạch của Lãnh Tinh Oánh liều mạng nằm sấp chống tay làm. Bốn người không ngờ loại thời điểm này lại có người mạo muội tiến vào, hơn nữa là Lãnh Như Băng, tám con mắt ngây ngốc chăm chăm nhìn nàng ta. Lãnh Như Băng thấy quen không lạ hỏi, mẫu thân, người thì không thể bớt phóng túng chút sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãnh Tinh Oánh ra hiệu Dã Lang từ trên người bà ta xuống, dựng người ngồi ở trên giường, hỏi, băng băng, hài nhi thế nào qua đây? Ngưu Lang tự tác thông minh nói, khả năng là cô gia không ở đây, tiểu thư muốn để bọn thuộc hạ làm thay. Lãnh Như Băng sắc diện liền lạnh, quát Man Ngưu, người ồn ào đủ chưa? Còn không mặc y phục ngu đần đến một bên. Biện Mệnh Tam Lang không để bụng, y lời mặc y phục lên. Bọn họ nhìn Lãnh Như Băng lớn lên, mà cùng Lãnh Tinh Oánh một mực bảo trì quan hệ nhục thể, không nghi ngờ gì tương đương với ba trượng phu của Lãnh Tinh Oánh, đối đãi Lãnh Như Băng giống như nữ nhi của bản thân, tịnh không phải thực có ý làm loạn gì với nàng ta, chỉ là luôn thích thú đùa giỡn nàng ta. Huống hồ bọn họ rất rõ Lãnh Như Băng từ nhỏ đã chán ghét nam nhân, chỉ có Hy Bình có khả năng đạt được thể xác và tinh thần của nàng ta. Mà chuyện giường của bọn họ với Lãnh Tinh Oánh, Lãnh Như Băng đã thấy không biết có bao nhiêu lần. Bởi vậy, việc đột nhiên xông vào của Lãnh Như Băng, tuy khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ, lại không có cái gì xấu hổ với lúng túng. Lãnh Như Băng đến ngồi bên cạnh Lãnh Tinh Oánh, nhìn mỹ thể như thiếu nữ thanh xuân nhưng so với thiếu nữ thanh xuân phong mãn thành thục hơn của mẫu thân nàng ta, chút tức giận hỏi, mẫu thân, Hy Bình đã ra chuyện lớn như thế, người còn có tâm tình cùng bọn họ càn quấy. Người trong lòng rốt cuộc có nữ nhi con đây cùng nữ tế hay không? Lãnh Tinh Oánh cười bồi đáp, băng băng, hài nhi lại không phải không biết yêu thích của mẫu thân, hơn nữa cũng không có gì quá lo lắng, Hy Bình tiểu tử đó không thể dễ dàng liền chết như vậy. Ngưu Lang ở bên cạnh phụ họa nói, phải đấy, công chúa, cô gia tuyệt đối có thể sống sờ sờ quay về, phu nhân còn muốn cùng ngài ấy tương hảo đấy. Lãnh Tinh Oánh trách mắng, ngậm miệng. Lãnh Như Băng không nghe thì thôi. Vừa nghe mặt liền biến lạnh, giận nói, mẫu thân, người chết tính không đổi. Lãnh Tinh Oánh giữ tợn chừng mắt nhìn Ngưu Lang, quay mắt hướng về nữ nhi Lãnh Như Băng nói, chỉ một lần, được không? Lãnh Như Băng kiên quyết đáp, một lần cũng không được. Lãnh Tinh Oánh vẻ mặt đau khổ hỏi, vì sao? Lãnh Như Băng đáp, mẫu thân, chàng là nữ tế của người, là trượng phu của nữ nhi người, hài nhi không cho phép người làm ẩu làm càng. Lãnh Tinh Oánh không buông xuôi nói, thế nhưng hắn thì mê người như thế, tuấn tú khiến mẫu thân nhìn tim đã loạn nhịp, vừa nghĩ đến cường hãn của hắn ở trên giường, mẫu thân liền chỉ mong sao cho hắn làm đủ. Bà ta thực là lời gì đều nói được ra miệng, mà bất luận đối tượng là ai. Lãnh Như Băng nghĩ không thông tại sao Thượng Thiên có thể cho nàng mẫu thân như thế, duy có hỏi, mẫu thân, người thì không thể an an phận phận tìm một người cưới sao? Lãnh Tinh Oánh thống khổ hỏi, hài nhi bảo mẫu thân gả cưới cho ai? Ai lại có thể nguyện ý cưới ta? Lãnh Như Băng đáp, phụ thân đấy. Lãnh Tinh Oánh cười lạnh nói, quan hệ giữa ta với hắn bất quá là nhân duyên ngắn ngủi ngoài ý muốn một lần, cho dù hắn không hiềm vì mà nguyện ý cưới ta, ta cũng không thể lấy hắn, sau này hài nhi đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Lần này đến lượt Lãnh Như Băng không hiểu, tại sao? Lãnh Tinh Oánh bình tĩnh đáp, rất giản đơn. Hắn không thể thỏa mãn ta. Lãnh Tinh Oánh ta đã không là một thiếu nữ hoài xuân nữa, không ảo tưởng bất kỳ ái tình nào nữa, chỉ có tính dục thỏa mãn mới có thể khiến ta đạt được vui sướng cùng hạnh phúc chân chính.
Đỗ Thanh Phong cũng có lẽ có thể thỏa mãn được nữ nhân bình thường, lại không thể thỏa mãn ta. Hài Nhi nghĩ, hắn có thể mạnh hơn Biện Mệnh Tam Lang sao? Lãnh Như Băng trầm mặc, bởi vì Lãnh Tinh Oánh nói đích thị thực tình. Lãnh Tinh Oánh tiếp tục nói, nữ nhi a, mẫu thân không có may mắn như thế của con, mẫu thân khi trẻ yêu thương sư huynh Thủy Thiên Trường, huynh ấy lại chỉ đối đãi ta như muội muội, mà huynh đệ kết bái của sư huynh Lôi Dũng yêu ta sâu nặng, lại bị ta vô tình cự tuyệt. Sau cùng lại gặp phải Thi Viễn lệnh thi triển dâm độc, muốn dùng thân thanh bạch của ta giúp hắn luyện thành địa tạng thần công, được Đỗ Thanh Phong đi qua cứu đi, thế là liền có Hải Nhi. Lãnh Như Băng tuy sớm đã từ trong miệng của Đỗ Thanh Phong biết được ngọn ngành của sự việc, lúc này nghe được Lãnh Tinh Oánh tự miệng nói ra, cũng không khỏi một trận thương tâm, không tự giác ôm chặt thân thể xích lõa của bà ta, đau đớn kêu một tiếng nương. Lãnh Tinh Oánh gượng cười nói, mẫu thân nào đã từng không muốn làm một hiền thê lương mẫu. Chỉ là kể từ sau lần đó, tuy không chết, nhưng dâm độc trong người tịnh không trừ tận gốc, huống hồ nương từ nhỏ luyện chính là mị công. Dâm độc ngấm vào kinh mạch của ta kết hợp với nội công tu luyện, khiến cho ta luôn có kích thích cần nam nhân, đây đều trách Đỗ Thanh Phong tiểu tử đó không chụp đến một khắc cuối cùng, không thể triệt để khiến ta phát tiết hết, Hải Nhi nói ta phải tạ hận, hay là hận hắn. Trước đó mẫu thân một lòng một dạ chỉ muốn gả cho sư huynh, hiện tại nếu chân chính muốn theo một nam nhân, nói Hải Nhi đừng nổi giận, nam nhân đó cũng chỉ có thể là Hy Bình, hắn là nam nhân duy nhất khiến mẫu thân cam nguyện hoàn lương. Hắn có tuấn mỹ khiến mẫu thân ái mộ, cường tráng đòi hỏi cùng mị lực nam tính không gì sánh nổi. Lãnh Như Băng nói, mẫu thân, chàng bất quá là một đại vô lại mà thôi, người hà tất nhất định phải chọn chàng. Lãnh Tinh Oánh hôn nữ nhi, hỏi, cả nữ nhi chán ghét nam nhân này của ta cũng động lòng đại vô lại, mẫu thân có thể nào bỏ qua. Lãnh Như Băng quả thật không có biện pháp với bà ta, nói, đợi tìm được Hy Bình bàn lại. Lãnh Tinh Oánh kinh hỉ hỏi, nữ nhi, còn đáp ứng để mẫu thân câu dẫn hắn sao? Lãnh Như Băng không biết làm sao nói, người đừng để bọn họ biết. Lãnh Tinh Oánh nói, kỳ thật mẫu thân cũng ưa thích mùi vị của vụng trộm, ai, băng băng, nếu Hy Bình thực chết, Hải Nhi có thể thế nào? Lãnh Như Băng xa xôi đáp, trên đời này, nam nhân có thể khiến nữ nhi động lòng chí có một mình chàng, bất luận chàng sống hay là chết, nữ nhân đều chỉ là người của chàng. Kỳ thật nữ nhi vốn dĩ không định trước bất kỳ nam nhân nào xông vào sinh mệnh của mình, nhưng gặp được đại vô lại này, có lẽ là chú định trong số mệnh rồi, tư tưởng cùng cảm tình của nữ nhi đã toàn bộ dung nạp chàng, đối với nam nhân khác vẫn là giống như dĩ vãng không muốn chú ý. Lãnh Tinh Oánh biết tính tình trước thời giờ của nữ nhi bản thân, cũng không tính thay đổi nàng ta, cười nói, sau khi tìm được hắn, mẫu thân với nữ nhi cả thảy cùng hắn hoàn hảo, xem dáng người của ai tốt hơn. Hoặc là ai có thể khiến hắn vui vẻ hơn, được hay không? Lãnh Như Băng thẹn nói, không. Tình Lang chen lời nói, phu nhân, thuộc hạ dám đánh cược, vóc dáng của người so với công chúa kém một tí ti, nhưng công phu trên giường của người so với công chúa nhất định so với công chúa lợi hại hợi trăm lần. Lãnh Tinh Oánh không phục nói, ta không tin, nữ nhi, nhanh cởi y phục ra, hai mẫu nữ chúng ta so cho bọn chúng xem. Lãnh Như Băng không liệu Lãnh Tinh Oánh có một lời như thế, thẹn cả mặt đỏ rực, băng xương tan rã, vùng vẫy đứng lên, mở trướng chạy ra. Trong trướng bật cười một trận. Tứ Cẩu cùng Hoàng Đại Hải ở trong một trướng bồng. Dựa theo nguyên ý của Tứ Cẩu, hắn là chuẩn bị đêm nay ngủ ở trướng bồng của Lan Hoa, thế nhưng bọn họ kiên quyết không để hắn hao phí tinh lực nữa, an bài hắn đến trướng bồng của Hoàng Đại Hải, đồng thời dặn dò Hoàng Đại Hải phải canh giữ hắn. Không cho phép hắn có bất kỳ hành động vượt rào nào. Hoàng Đại Hải tự nhiên vui lòng, nhân tiện tự thuật với hắn chuyện của quê nhà. Hai người tán dóc, tự nhiên lại tán đến nữ nhân. Tứ Cẩu thổi phồng đặc biệt tình sử của hắn, theo đuổi Lan Hoa như thế nào, câu dẫn Oanh Thúy như thế nào, hàng phục Triệu Tử Thanh như thế nào, chính là không có kể qua đồng tử kê của hắn là bị một kỹ nữ tam lưu nhan sắc bình thường làm thịt. Hoàng Đại Hải đối với nữ nhân không có hứng thú bao lớn, có không có nghiên cứu bao lớn, lại còn là bị diễn thuyết sinh động như thật của Tứ Cẩu hấp dẫn, làm sao cũng không ngờ được Hoàn Sơn thôn ra một đại tình thánh như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không quên đại ca của bản thân cũng là một trong số đấy, thậm chí so với Tứ Cẩu trước mắt còn phải xuất chúng hơn. Về sau lại nghĩ, như quả hắn không có rời khỏi Hoàn Sơn thôn, có thể cũng biến thành bộ đức tính này của bọn họ. Hắn cười gượng. Sau khi Tứ Cẩu khoe khoang thổi phồng bản thân, đúng lúc hỏi, Đại Hải, đệ cũng kể tình sử rực rỡ của đệ cho ta đi.
Hoàng Đại Hải nói, khiến huynh thất vọng, đệ không có bất kỳ tình sử nào. Tứ Cẩu rất kinh ngạc hỏi, không có. Manh Manh không phải cùng đệ có một chân sao? Hoàng Đại Hải bối rối đáp, đệ cùng Manh Manh tuy muốn hảo, lại không có chân tránh cái đó cùng muội ấy. Tứ Cẩu kinh ngạc nói, làm sao khả năng? Manh Manh mỹ lệ động người như thế, đệ lại có thể nhìn không động muội ấy. Huynh thấy đệ là thánh nam đi ra trong thôn của chúng ta. Ấy, sớm là đệ, sớm đã đem muội ấy cho. Đột nhiên phát hiện nói lời sai, chữa lại nói, đệ đừng hiểu lầm, huynh chỉ là so sánh một cái, đối với Manh Manh không giữ một chút vọng tưởng. Hoàng Đại Hải không để ý cười cười, nói, kỳ thật đệ cũng nói không rõ ràng, đệ với Manh Manh từ nhỏ cùng lớn lên, tự nhiên không tránh được tương thân tương ái, nhưng đệ luôn cảm thấy với muội ấy có một loại cảm tình đặc thù, khi đối xử với muội ấy thì giống như lúc đối xử với Tiểu Nguyệt, không tự giác đem muội ấy xem thành muội muội ái hộ như thế. Tứ Cẩu thất thanh hỏi, tình nhân cùng muội muội. Hoàng Đại Hải bình tĩnh nói, có lẽ thành phần của tình nhân hơn chút, huynh biết, đệ luôn luôn không thiếu muội muội. Tứ Cẩu nói, huynh khuyên đệ vẫn là thừa sớm đem Manh Manh làm chắn chắn, bằng không, huynh nói không chừng có thể nhảy vào vòng ôm của nam nhân khác, lúc đó đệ có thể tức đến thổ máu. Hoàng Đại Hải nói, chỉ cần muội ấy thích, đệ không để tâm muội ấy yêu thương người khác. Tứ Cẩu hoài nghi hỏi, đệ không phải nói đùa chứ? Hoàng Đại Hải vẫn là rất bình tĩnh đáp, hạnh phúc của muội ấy chính là hạnh phúc của đệ, bất luận muội ấy chọn lựa đệ hay là chọn lựa người khác, chỉ cần muội ấy hạnh phúc, đệ đều có thể tôn trọng chọn lựa của muội ấy đồng thời chúc phúc muội ấy. Tứ Cẩu bội phục nói, đệ thật là độ lượng, Tứ Cẩu huynh chính làm không được, nếu ai dám tranh nữ nhân với huynh, huynh liền cùng hắn quyết đấu. Bất quá, có một người ngoại lệ. Hoàng Đại Hải hiếu kỳ hỏi, ai? Tứ Cẩu đáp, Hy Bình. Ở hai phương diện đánh nhau cùng cô gái này, chân tránh khiến huynh bội phục, chỉ có một mình hắn, đánh nhau trước giờ chưa bại không nói, cô gái cũng là siêu nhất lưu. Nói tới đệ không tin, Lan Hoa cùng Ngọc Điệp của huynh trong lòng ngoại trừ Tứ Cẩu huynh, còn rất yêu hắn đấy. Thế nhưng huynh hiểu rõ Hy Bình không thể đụng nữ nhân của huynh, mà bọn họ tuy yêu Hy Bình sâu nặng, lại cũng là toàn tâm toàn ý theo Tứ Cẩu huynh. Hoàng Đại Hải lo âu hỏi, như quả đại ca thực cùng bọn họ có gì vậy? Tứ Cẩu cười đáp, trừ phi là ngoài ý muốn, nếu không tuyệt không thể phát sinh như quả của đệ nói. Huynh hiểu Hy Bình so với ai đều sâu hơn, tuy nói hắn biểu hiện xem ra rất vô lại, lại thiên tính thiện lương, đối với chúng ta những huynh đệ bằng hữu này càng là cực tận mong muốn bảo hộ của hắn. Đệ nghĩ, hắn cùng chúng ta từ nhỏ đánh đến lớn, lại tịnh không có chân chính thương tổn chúng ta, lần trước ở quần phương lâu, huynh muốn cùng Nhân Kiệt đánh, hắn biết khi đó huynh còn đánh không qua Nhân Kiệt. Bởi vậy tuyệt đối không để huynh ra tay, hắn nói, mạng của hắn so với huynh dài hơn, chỉ cần hắn còn có thể tái chiến, thì tuyệt không thể để ta đi mạo hiểm. Hắn như thế, làm sao có thể đụng nữ nhân của huynh? Cho dù hắn thực yêu thích nữ nhân của huynh cũng chỉ có vui vẻ, đó chứng minh nữ nhân của Tứ Cẩu huynh còn không tệ, hà hà. Hoàng Đại Hải nhớ tới khi Tứ Cẩu bị Thiên Phong Song Kiều đả thương, Hy Bình đích xác phẫn nộ. Kể từ lúc Đại Hải gặp lại Hy Bình, vẫn là lần đầu thấy hắn nổi giận, đó là ví Tứ Cẩu từ nhỏ cùng hắn lớn lên. Tứ Cẩu đột nhiên nói, huynh cảm giác ra được Manh Manh cũng có chút yêu thích Hy Bình. Hoàng Đại Hải liền kinh hãi, rất nhanh lại bình tĩnh xuống, nói, đệ cũng có cảm giác, ai? Tứ Cẩu bật cười nói, đệ đừng thở ngắn than dài, Hy Bình biết Manh Manh là nữ nhân của đệ đệ hắn, không thể đụng Manh Manh. Ấy, huynh phải ra ngoài bài tiết nước tiểu. Hoàng Đại Hải nói, đệ thấy đi tiểu này của huynh quyết phải kéo đến trời sáng mới có thể quay về. Tứ Cẩu hướng về hắn liền cưới thần bí, đi ra. Quả nhiên, rất lâu không có quay lại. Qua một hồi, có người vén trướng mà vào. Tới chính là Đỗ Manh Manh, nàng ta hỏi, sư huynh, tối này Manh Manh ngủ nơi đây, được không? Hoàng Đại Hải cười đáp, nhanh tới đi, không cảm lạnh. Đỗ Manh Manh thái độ không tự nhiên đến ngủ bên cạnh Hoàng Đại Hải. Hắn ôn nhu vô bì đắp lên tấm chăn cho nàng, khẽ nói, huynh biết Tứ Cẩu đi qua, muội cũng phải chạy tới. Đỗ Manh Manh oán nói, con Tứ Cẩu đó, vết thương vừa tốt, liền muốn chạy qua cùng Triệu cô nương thân mật. Hoàng Đại Hải, huynh ấy cùng đại ca đều là một đức tính, đại phong bọn họ có lẽ có thể tốt chút. Hắn lộ ra thần sắc hồi ức. Đỗ Manh Manh ngập ngừng hỏi, sư huynh muốn Manh Manh, được chăng? Hoàng Đại Hải trong lòng kích thích một hồi,
nhưng vẫn là kiềm chế, đáp huynh trước đây luôn luôn chuyên chú với võ đạo, vốn dĩ muốn ở sau khi tỷ võ đoạt lệnh, chính thức đề thân với sư phụ sư nương, hiện giờ gặp phải đại ca cùng tiểu nguyệt mắc nạn, quả thật không quan tâm chuyện khác. Manh manh, chúng ta tìm được đại ca cùng tiểu nguyệt, huynh liền đề thân với sư phụ, đêm động phòng hoa trúc đó cùng nhau đưa ra đêm đầu tiên lại, không phải càng mỹ hảo sao? Đỗ manh manh lật thân người, đem thân thể yêu kiều ngủ nghiêng ở lồng ngực của Hoàng Đại Hải, mới hồi lâu mới nói, thế nhưng, muội sợ manh manh có thể yêu thương người khác, huynh không lo lắng sao? Hoàng Đại Hải nhớ tới lời của tứ cẩu, nhu hòa hỏi, manh manh yêu sư huynh chứ? Đỗ manh manh đáp, yêu. Hoàng Đại Hải liền nhẹ nhàng cười, nói, vậy thì được rồi, ngoan, ngủ đi. Đỗ manh manh y lời nhắm mắt lại, rất lâu, an tĩnh ngủ đi. Hoàng Đại Hải nhìn nhân nhi kiều mỹ trong lòng này, trong lòng có loại thỏa mãn cùng thỏa mãn nói không ra. Đỗ manh manh nói mê, sư huynh. Hoàng Đại Hải chưa kịp thưởng thức, nàng ta lại nói mê, đại ca, manh manh cũng yêu thích huynh. Hoàng Đại Hải ngây ngốc rất lâu, lẩm bẩm nói, bất luận muội yêu thích huynh hay là yêu thích đại ca, Hoàng Đại Hải có khả năng bảo chứng muội có thể hạnh phúc, tất cả mọi cái khác không quan trọng. Một bãi nước tiểu này của tứ cẩu bài tiết đến chướng bồng của Đỗ Manh Manh cùng Triệu Tử Thanh. Triệu Tử Thanh cùng Manh Manh thấy vén chướng mà vào chính là tứ cẩu, đều không tránh được liền kinh hãi, người trước trong lòng thêm một phần vui, hỏi tứ cẩu, chàng tới làm gì? Tứ cẩu cười đáp, tới thực tiễn lời hứa của ta. Manh Manh, muội đi đến bên đó của Đại Hải chứ? Đỗ Manh Manh đáp, huynh đi ra trước, muội mặc bộ y phục. Tứ cẩu y lời đi ra, một hồi. Đỗ manh manh ra tới, trừng mắt nhìn hắn, nói chỉ hạn tối nay. Tứ cẩu nhìn theo Đỗ manh manh đi vào trướng bồng của Hoàng Đại Hải, vui mừng hớn hở tiến vào trướng bồng, đến nằm bên cạnh Triệu Tử Thanh, tính trêu ghẹo hân thưởng Triệu Tử Thanh, nói, nàng biết, ta đợi một đêm này, đã đợi một vạn năm rồi. Triệu Tử Thanh khì khì cười nói, kỹ xảo nói hoang của chàng giống võ công của chàng dở tệ như nhau. Tứ cẩu cười nói, chỉ cần có thể dỗ dành được nàng vui vẻ thì được rồi. Triệu Tử Thanh nói, muốn dỗ dành thiếp vui vẻ, một chút đạo hạnh đó của chàng còn kém xa đấy. Tay của tứ cẩu vuốt ve trên gương mặt của nàng ta, cúi đầu xuống hôn cánh môi của nàng, nhịn không nổi, nói thơm. Đây tựa hồ lời ân ái kinh điển mà vĩnh hằng của hắn thơm. Triệu Tử Thanh bị hôn đến động tình rên rỉ. Tứ cẩu vén tấm chăn trên người của nàng ta, lộ ra thân người yêu kiều kiện mỹ của nàng ta, hắn nhìn không nhịn được nuốt vài lần nước bọt. Thách Đố nói, sau này nó là của ta. Triệu Tử Thanh nói, ba người bọn họ nói, không cho phép chàng đụng thiếp. Tứ cẩu đã cởi y phục cho nàng ta, trải qua một lần đó của Ngọc Điệp, hắn đã nhập môn, chỉ có chút không thuận, nghe lời nói, chỉ cần nàng cho phép thì đủ, tới đi. Thanh Thanh, ta để nàng biết, thể lực của ta đủ ứng phó bất kỳ trận chiến nào. Một cặp đại thủ của hắn gần như thô lỗ đem y phục của Triệu Tử Thanh lột sạch. Hắn lại đem y phục của bản thân xé rách xuống, khoe khoang hỏi Thanh Thanh, đủ cứng chưa? Triệu Tử Thanh đáp, loại bình thường à? Tứ cẩu nằm sấp xuống, sờ vê của Triệu Tử Thanh cứng chắc, nói cáo tố ta, nàng chờ đợi ta đã 1000 năm. Triệu Tử Thanh cười nói, người ta quyết định mặc cho chàng làm sằng làm bậy, tâm hư vinh của chàng còn không đạt được thỏa mãn à? Tứ cẩu để tay ở trái tim của nàng ta, nói thế nói cho ta hay, nàng trong lòng chỉ có một mình ta. Triệu Tử Thanh trầm mặc rất lâu, mới rên rĩ hỏi, muốn nghe lời thực hay là lời giả? Tứ cẩu đáp, lời thật. Triệu Tử Thanh nói, trong lòng của thiếp còn có một người. Tứ cẩu toàn thân run rẩy mãnh liệt, rất không thể tiếp thụ hỏi, ai? Triệu Tử Thanh do dự hỏi, thực muốn biết. Tứ cẩu chua xót nói, đương nhiên là thực, tứ cẩu ta há có thể không biết tình địch của bản thân là ai? Triệu Tử Thanh cắn răng nói, là hỗn đản muốn cởi y phục của thiếp ra. Tứ cẩu trong lòng thầm kêu, lại thêm một người. Bật cười nói, nàng chỉ Hy Bình a, ta thực không muốn làm tình địch của hắn, bởi vậy ta quyết định thiên hạ thủ vi cường, đem nàng làm đi sẽ bàn lại. Triệu Tử Thanh giận dữ nói, chàng nói lời không thể văn nhã chút sao. Triệu Tử Thanh thiếp là người gì, quyết định theo chàng, đương nhiên không thể đi đụng chạm với nam nhân khác, tới đi. Để Thanh Thanh đem đêm đầu tiên cho chàng con chó chết này. Nàng nói lời cũng không thấy được so với tứ cẩu văn nhã hơn bao nhiêu đây. Tứ cẩu kích động hôn lên môi của nàng, cùng Triệu Tử Thanh miệng lưỡi triền miên,
đôi tay không ngừng trên dưới toàn thân của nàng ta du tẩu, cơ hồ dùng tất cả thủ pháp khiêu tình của hắn, đem Triệu Tử Thanh chưa trải qua nhân đạo giao hợp làm toàn thân nóng lên, rên rĩ yêu kiều, muốn thôi không thể. Cặp tay nõn nà của Triệu Tử Thanh không tự giác mò lần trên cơ thể cường tráng của tứ cẩu, ngay khi tay của nàng ta cầm nam căn của tứ cẩu, thân thể yêu kiều liền run, kinh hãi nói, tử cẩu, thứ này của chàng khiếp người như thế, người ta sợ hãi. Tứ cẩu thở gấp nói, còn may lúc này ở trên người nàng không phải Hy Bình, nếu bằng không, ta thấy nàng không hôn mê không được. Triệu Tử Thanh nói, Triệu Tử Thanh thiếp là người gì? Muốn dọa ngất thiếp, cửa đều không có, tới đi. Xem thiếp có thể cao đầu mày một cái hay không? Tứ cẩu dũng cảm tiếp thụ loại khiêu chiến hương diễm này, dùng phương thức cường hãn nhất chợt tiến nơi xử nữ của Triệu Tử Thanh, đồng thời cảm thấy một loại khoái cảm cô đọng theo sát mà tới, thư thái rên rỉ ra tiếng. Triệu Tử Thanh lại ở một khắc đó đau đớn kêu ra tiếng, song quyền đấm lồng ngực của tứ cẩu, quát to nói, tử cẩu, cho ta xuống, ta không làm, đau chết ta, không cho phép ngươi đụng ta nữa. Tứ cẩu như cũ lưu lại ở trong người của nàng ta, hỏi, nàng không phải nói đầu mày đều không cao sao? Triệu Tử Thanh cắn răng nhịn đau nói, thiếp làm sao biết chỗ đó của người ta nhỏ như vậy? Nàng ta không nói của tứ cẩu lớn, lại nói của nàng ta nhỏ, xem ra đánh chết không thể thừa nhân bị vật nào đó dọa mẹ, chết phải giữ mặt. Tứ cẩu nhu hòa nói, ngoan, đợi hồi liền có khổ tận cam lai, lúc đó, ta muốn dừng lại, nàng đều bỏ không được, khả năng còn phải nói. Tử cẩu, không được dừng nha. Triệu Tử Thanh không lĩnh tình nói, thiếp chết cũng không thể nói ra loại lời không cần mặt này. Tứ cẩu nói, hãy đợi xem. Hắn lại ôn nhu chuyển động nhịp nhàng, dùng kinh nghiệm cùng kỹ xảo xưa nay có của hắn, không bao lâu, liền đem Triệu Tử Thanh từ trong thống khổ ban đầu nhất giải thoát ra, tận tình phụ họa tứ cẩu. Trận này của hai người hao đi hơn một tiếng đồng hồ, cũng không biết tứ cẩu vừa khỏe thể lực không đủ. Hay là kích thích đêm đầu của Triệu Tử Thanh, tứ cẩu sau cùng bại trận xuống. Triệu Tử Thanh tuy cao trào lên vài lần, lại còn muốn kêu gào, tử cẩu, chàng làm sao bất động. Không được dừng chứ, người ta còn muốn. Tứ cẩu thở hổn hển nói, nàng nuốt lời thực nhanh, bỗng chốc nói tới đi, bỗng chốc nói không được, bỗng chốc lại nói không được dừng, thực là sợ nàng. Sớm biết ta gọi Hy Bình tới đối phó nàng, để nàng ngày mai không cử động được. Ai? Nàng để ta nghỉ ngơi một hồi, xem có thể trọng trấn hùng phong hay không. Triệu Tử Thanh sửng sốt hỏi, tử cẩu, chàng nói hỗn đản đó ở phương diện này so với chàng còn phải mạnh hơn sao? Tứ cẩu đáp, dù cho tất cả nam nhân nơi đây cộng lại, cũng không bằng tí tẹo của hắn. Triệu Tử Thanh không tin nói, chàng thổi phồng. Tứ cẩu cảm thấy buồn cười, nói ta thổi phồng. Nàng đi hỏi bọn họ một lần nào không phải bị Hy Bình làm đền không cử động được. Nàng đừng nhìn họ bình thường đoan trang khả ái, một khi cùng Hy Bình đến trên giường, tiếng khiếu sàng đó liền có thể khiến người phát cuồng. Triệu Tử Thanh trừng to con mắt nói, đây là không khả năng. Tứ cẩu nói, nàng nếu không tin, sau khi tìm được hắn, bản thân nàng tự mình thử xem. Triệu Tử Thanh giận dữ nói, tử cẩu, thiếp đã là người của chàng, chàng đến hiện tại còn nói loại lời mát mẻ này. Tứ cẩu vội vàng nhận lỗi, xin lỗi nhá Thanh Thanh. Ta chỉ là nói, nàng nếu là thực tìm hắn, ta khẳng định có thể ăn dấm. Triệu Tử Thanh hỏi, chỉ là ăn dấm sao? Tứ cẩu sững sờ, tử tế suy nghĩ, nói ta có thể đề tỉnh hắn, đừng đem nàng làm đến vừa nghĩ đến làm chuyện này liền sợ. Triệu Tử Thanh tức giận đánh nện hắn nói, thiếp mới không thể sợ, chàng không thể khiến thiếp sợ, hắn cũng không thể. Nhanh lên chút, nhiệm vụ của chàng còn chưa hoàn thành, tiếp tục. Tứ cẩu gượng cười nói, cô nãi nãi, nàng tha ta đi. Triệu Tử Thanh bật cười nói, chàng đã có gan nửa đêm tới trộm hương, thì biết hậu quả này. Nhanh, bằng không thiếp đem chàng hoạn. Tứ cẩu đành phải đánh lên 12 phần tinh thần, bị bức bách cùng Triệu Tử Thanh diễn tấu nam nữ tiến hành khúc. Lúc này, hắn cuối cùng có chút hối hận chạy đến trướng bồng của Triệu Tử Thanh, tuy là kích thích hương diễm đến cực điểm, lại cũng khiến hắn mệt phải giống như con cá chết. Lại cũng không có sức lực trổ tài. Một đêm này, hắn mới biết cái gì gọi là man nữ. Tốt người tìm kiếm hết những bộ tộc nhỏ bé vùng Ca Luân Thảo Nguyên, sau đó đi tới bộ tộc lớn nhất xà thần bộ lạc. Nghe nói, thánh tổ của bộ tộc vốn là rắn, vì nữ nhân ở đây ai cũng xinh đẹp thủy mỹ, cũng như rắn, khiến nam nhân triền miên cho đến chết. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh nghe Triệu Tử Huy giới thiệu,
hận không thể ngay lập tức đi gặp nữ nhân giống như rắn, vừa đi vừa không ngừng tán thưởng, các mỹ nhân ở đây quả nhiên nhan sắc bất phàm, hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm truyền đi tin tức về mùa xuân sắp đến. Những người trong bộ lạc gặp đám ngoại nhân, cũng dừng lại ngó nghiêng. Chúng nhân bèn thừa cơ hỏi thăm hành tung của Hy Bình và Tiểu Nguyệt, thế nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì, đương nhiên cảm thấy nản lòng. Bỗng nhiên có tiếng cười ầm ĩ ở phía trước, một đám mỹ nữ đang túm tụm vây quanh một thiếu niên vô cùng anh tuấn đang từ từ tiến về phía họ. Hai mắt tứ cậu phát ra tia nhìn pha lẫn đố kỵ và hâm mộ, thầm ước phải chi mình là người thanh niên đó. Cũng khó tránh được họ, đám thiếu nữ này bất quá mới 20 tuổi, mỗi nàng đều như một đóa hoa xuân đang nở rộ. Trong đó có 5-6 nàng nhan sắc xinh đẹp có thể sánh ngang với Lôi Phong nhị nữ. Vẻ đẹp của nữ lang đứng cạnh người thanh niên là khiến chúng nhân kinh ngạc nhất, dáng người nàng dong dỏng cao như lãnh như băng, thân hình lại không kém phần nóng bỏng, luận về dung mạo, dường như còn đẹp hơn lãnh như băng một phần, tự nhiên có dáng dấp phong lưu chi thái, nhãn thần luôn mang tiểu ý làm mê hồn chúng nhân, tiếng cười phảng phất như muốn nhiếp hồn người, khiến nam nhân không thể không vì nàng mà đắm đuối mê say. Loại chánh nhân quân tử như Liên Hoàng Đại Hải và Lôi Long đều ngẩn ngơ hồi lâu. Triệu Tử Uy và Từ Thanh Vân hồn cũng đã bay xa ngoài 9 tầng mây, còn Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh ba người thì không rõ mình đang đứng ở đâu. Lãnh Tinh oánh mắt nhìn nam nhân tuấn tú đó, lòng thầm hoan hỉ, nhưng khi thấy Tuyệt Đại Vưu Vật đang đứng cạnh hắn, sắc mặt bà bỗng biến đổi, trầm ngâm suy nghĩ. Chúng nữ nhân đều không khỏi trầm trồ tán thưởng chàng trai anh tuấn ấy. Chàng ta so với Hy Bình có thể nói là tuấn mỹ hơn hẳn, phong lưu chi thái thì càng vượt trội hơn gấp bội, hai mắt lóng lánh sinh tình, khiến con tim của nữ nhân không khỏi rộn ràng thổn thức khi nhìn vào. Hai đám người gặp nhau, nam nữ hai bên đều rất ngạc nhiên vì vẻ tuấn nam mỹ nữ của bên kia. Chàng thanh niên anh tuấn dùng ánh mắt khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải động tâm nhìn lướt qua chúng nhân của tứ đại thế gia, bỗng nhiên nhẹ nhàng khoan thai bước đến trước mặt lãnh như băng vái chào. Nói tại hạ Lãng Vô Tâm, xin hỏi phương danh của cô nương. Lãnh như băng lạnh lùng đáp, ta và ngươi vốn chẳng quen biết nhau, các hạ bất tất phải đa lễ như vậy. Lãng Vô Tâm không ngờ trên đời lại có một nữ nhân lạnh lùng cự tuyệt mình như thế, nhất thời không nói được câu nào, đứng lặng im tại chỗ. Hắn từ trước đến nay tự cho mình là phong lưu, đâu biết rằng ngoài Hy Bình ra, Lãnh như băng đối với bất kỳ nam nhân không quen biết nào cũng đều biểu lộ như vậy. Nếu như hắn hỏi một ai khác trong đám nữ nhân, chắc chắn nàng ta sẽ thẹn thùng mặt hồng tai đỏ, chỉ tiếc là hắn đã tìm nhầm đối tượng. Vừa hay mỹ nữ đứng cạnh hắn ta cười nói, Tâm ca, huynh cuối cùng cũng đụng phải nữ nhân không vì anh mà động tâm rồi. Nàng ta vừa nói vừa tiến tới đứng sát vai với Lãng Vô Tâm, rồi hướng về phía Lãnh Như Băng cười nói, vị tỷ tỷ này, tỷ thật sự rất xinh đẹp, Tâm ca của tôi chào hỏi tỷ như vậy, đương nhiên là vì rất thích tỷ. Tỷ tỷ à! Tỷ là nữ nhân đầu tiên cự tuyệt Tâm ca của tôi đó, Tâm ca của ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam đó nha. Tỷ đến một chút động tâm cũng không có sao. Lãng Vô Tâm hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái, nói cô nương, cứ phải quen nhau rồi mới được gặp nhau hay sao, tương phùng hà tất tằng tương thức. Lãng mỗ mong được cùng với cô nương kết giao làm chi tâm bằng hữu. Lãnh như băng lạnh lùng nói, hãy tránh xa ta ra một chút. Hoa Tiểu Ba nói. Nguyên lai tên tiểu tử ngươi muốn quyến rũ Lãnh tỷ tỷ, ta cảnh cáo ngươi nhé, nếu ngươi dám có bất kỳ một chút ý tứ nào đối với Lãnh tỷ tỷ, ta sẽ gọi tỷ phu của ta ra quyến rũ nữ nhân của ngươi đó. Lãng Vô Tâm cười nói, thật sao? Tuyệt thế mỹ nữ đó nói, à, tiểu tướng công, ngươi nói ai muốn cùng với Tâm ca của ta tranh nữ nhân vậy? Nàng ta bỗng nhiên bộc lộ dáng vẻ xinh đẹp cùng với làn thu ba động lòng người, khiến Hoa Tiểu Ba nhất thời quên cả trả lời. Chỉ biết đứng yên nuốt nước miếng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ửng ực. Lôi Long lạnh lùng, cương nghị nói, xin mấy người nói năng tôn trọng một chút. Lãng Vô Tâm nhìn Lôi Long, nói, nàng ta là nữ nhân của ngươi ư. Ta dùng tất cả các nữ nhân của ta để đổi lấy nàng nhé, ngươi có đổi không? Bộp một tiếng, trên mặt Lãng Vô Tâm hiện ra mấy vết trưởng ấn. Mỹ nữ đó xông tới Lãnh như băng hét lên, số nữ nhân. Ngươi vì sao lại đánh Tâm ca của ta? Tứ Cẩu giờ đã bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của mỹ nhân đó, tiến lên trước một bước, nói, vì cái mồm thối của hắn. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng mình dễ coi một chút là có thể ra ngoài khoác lác lừa bịp, còn mẹ nó, ngươi muốn tìm đối tượng để dụ dỗ ư. Ngay cả nữ nhân của huynh đệ ta mà cũng dám động sao. Tiểu Ba, mang thương ra đây cho ta.
Lôi Long bình tĩnh giải thích, nàng ấy không phải là nữ nhân của ta mà là nữ nhân của tỷ phu ta, ngươi còn không đi gì. Chúng ta không muốn cùng ngươi lôi thôi rắc rối. Lãng Vô Tâm kiên quyết nói, nữ nhân nào dám đánh lên mặt ta, nữ nhân đó phải do ta giải quyết. Tứ Cẩu cầm thương bước ra nói, thắng được cây thương trong tay ta đã rồi hãy đánh giám. Bỗng Hoàng Đại Hải nói, Tứ Cẩu, để đó cho ta. Ta tuyệt đối không dung tha cho kẻ nào dám chọc ghẹo đại tẩu. Lãng Vô Tâm cười lạnh lùng, nói, có khí phách, để ta giết sạch toàn bộ đám nam nhân các ngươi, rồi sau đó thì chiếm đoạt toàn bộ các nữ nhân. Chúng nhân liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lôi Phượng hét lên, Đại Hải, giết hắn đi. Người của hai bên liền giãn ra tạo thành một khoảng trống, Hoàng Đại Hải và Lãng Vô Tâm rút kiếm ra khỏi bao, mặt đối mặt. Nhãn thần Hoàng Đại Hải không ngừng biến đổi, báo hiệu hắn chuẩn bị xuất chiêu lưu tinh kiếm pháp. Khuôn mặt anh Tuấn luôn luôn tươi cười của Lãng Vô Tâm bỗng trở nên trắng bệch cương ngạnh, Lãnh Tinh Oánh nhìn thấy vậy sắc mặt đai biến. Đúng lúc này, hai người hét lên, kiếm xuất như phong, trong nhay mắt đã giáp chiến hơn 10 hiệp. Lưu tinh kiếm pháp của Hoàng Đại Hải nhờ tốc độ mà nổi danh, nhưng kiếm pháp của Lãng Vô Tâm cũng nhanh không kém, kiếm chiêu lại hiểm hóc, âm ngoan miên nhu. Song phương đều không ngờ rằng người của đối phương cũng đều là cao thủ, tất cả đều không khỏi lo lắng cho người của phía mình, nhãn thần nhất thời không cách nào rời khỏi cuộc đấu. Kiếm khí mạnh mẽ chém bạt những ngọn cỏ trên thảo nguyên, rồi quét chúng ra xa. Mỹ nữ đó nhìn hai người đọ kiếm, trên mặt lộ ra vẻ quan thiết. Lúc này, nàng đứng cạnh hai mỹ nữ cạnh, họ tuy thấp hơn nàng một chút, nhưng thân hình vẫn có thể nói là hết sức cân đối, chỉ là trên mặt họ vẫn chưa mất đi vẻ hồn nhiên, khuôn mặt giống như tiểu nữ hài tầm 13, 14 tuổi, mỹ lệ như hoa, dáng vẻ lại thêm chút đáng yêu, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo vừa thiên ngây thơ lại vừa trưởng thành. Nàng quay sang nói với một trong hai người, tiểu tỷ, tỷ nói xem thiếu gia có thể thắng được không? Mỹ nữ được gọi là tiểu tỷ không quay sang trả lời nàng. Chỉ khẩn trương nhìn vào trận đấu trước mặt. Lúc này, Hoàng Đại Hải đã thi triển tuyệt chiêu trong lưu tinh kiếm pháp, phi lùi thân lên không, kiếm như lưu tinh vũ, dòng mưa sao, bắn mạnh ra sau, nghênh tiếp sự truy kích bất ngờ của Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm không ngờ chàng có thể vừa lùi vừa đánh ngược ra sau, trong lòng hết sức kinh ngạc, hàn bạch chi quang trên thân kiếm đại thịnh, múa ra hoa tuyết đầy trời, trong đám tuyết hoa rực lên 9 đóa hoa hồng đỏ nghênh tiếp lưu tinh cuồng tập của Hoàng Đại Hải. Hai người đồng thời hạ xuống đất, Lãng Vô Tâm lùi ra sau một bước, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, Hoàng Đại Hải thân hình lắc lư lùi ra sau 7 bước, trên mặt không còn chút huyết sắc, chứng tỏ lần giao chiến này đã cực kỳ tổn hao sức lực. Lãnh Tinh Oánh đột nhiên lượn người đến trước mặt Lãnh Vô Tâm, nói tuyết hoa xuân tỉnh kiếm. Người là người của Tiên Duyên Cốc phải không? Người là ai? Lãng Vô Tâm còn chưa trả lời thì mỹ nữ đó đã mở miệng nói, còn ngươi là ai? Vì sao là biết kiếm pháp của chúng ta? Lãnh Tinh Oánh lặng lặng nhìn vào mặt nàng ta, nói, ngươi là nữ nhi của sư huynh và Lạc gia. Lãng Vô Tâm cũng mỹ nữ sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, bà sao lại biết? Lãnh Tinh Oánh nhìn hai người một hồi rồi nói, ngươi họ Lãng. Ngươi là Thuần Nhi phải không? Lãng Vô Tâm thối lui một bước, kinh ngạc nói, bà sao lại biết tiểu danh tính của ta? Bà rốt cục là ai? Lãnh Tinh Oánh cười yêu kiều, nói, Thuần Nhi, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Lãng Vô Tâm chăm chú nhìn, sau đó lại gật gật đầu. Chúng nhân thấy hành vi của Lãnh Tinh Oánh quả thật hơi kỳ quái. Lãnh Tinh Oánh nói, Thuần Nhi, ta là Tinh Oánh a gì đây? Lãnh Vô Tâm thần sắc kích động nhìn Lãnh Tinh Oánh, đột nhiên ôm lấy Lãnh Tinh Oánh, nói to, Oánh Di, người quả nhân là Oánh Di, người xa Thuần Nhi cũng đã 20 năm rồi, Thuần Nhi rất nhớ người. Nhãn thần của Lãnh Tinh Oánh hơi ươn ướt, nói, lúc ta ly khai, ngươi vẫn còn là một tiểu mao đầu 8 tuổi, hiện tại đã cao to, anh Tuần đến thế này rồi, Oánh Di thật không nhận ra ngươi. Mỹ nữ kia nói, bà có phải là người mà cha mẹ của ta thường gọi là Oánh Di không? Lãnh Tinh Oánh rời mắt khỏi Lãng Vô Tâm, nhìn sang nữ nhân tình địch đó, nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn còn chưa nói ra tên của mình có Oánh Di biết. Cháu là Thủy Khiết Thu, Oánh Di. Người quả là xinh đẹp. Lãnh Tinh Oánh cười nói, cái miệng thật là ngọt. Chúng nhân bắt đầu vây lấy nhau, nhìn cái trường náo nhiệt này, có cảm giác không mấy chân thật. Lãnh Như Băng nói, mẹ à, bọn họ biết chúng ta sao? Lãnh Tinh Oánh cười nói, ai, thật là không đánh thì không nhận ra nhau,
vốn đều là người một nhà cả. Họ là đồ đệ và nữ nhi của thủy sư bá của con. Thuần Nhi, Khiết Thu, đây là nữ nhi lãnh như băng của Oánh Di, các ngươi làm quen với nhau một chút đi, còn những người này đều là hộp bối của Oánh Di, các người thôi không đánh nhau nữa, tất cả đều là người của mình cả mà. Lãng Vô Tâm cười xin lỗi, chư vị, vừa rồi đã đắc tội, xin đừng để tâm. Hắn quả nhiên là người nâng lên được thì hạ xuống được, trở mặt còn nhanh hơn gió. Lôi Long nói, Lãng huynh nếu như đã nói vậy, chúng ta cũng chẳng tính toán thêm làm gì. Hắn đối với Lãng Vô Tâm vẫn còn cực kỳ khó chịu, kỳ thật, nếu không phải Lãnh Tinh Oánh nhận ra Lãng Vô Tâm thì dù võ công hắn có cao hơn nữa, hôm nay cũng phải máu tưới thảo nguyên. Quả thực, nếu đơn đả độc đấu, trong mọi người không ai có thể làm đối thủ của hắn, nhưng tất cả thanh niên tinh anh của võ lâm tứ đại thế gia đều ở đây, lệnh chủ nếu như thua, đương nhiên sẽ cùng nhau tấn công, lúc đó Lãng Vô Tâm có lợi hại đến mấy cũng phải chết mất xác. Lãng Vô Tâm tự biết là mình không được hoan nghênh, nhưng không để tâm lắm, hướng tới Lãnh Như Băng nói, vi huynh vừa rồi đã mạo phạm đến băng muội muội, mong muội thứ tội. Lãnh Như Băng nói, gọi là Lãnh Như Băng được rồi, bất tất phải vẽ rắn thêm chân. Sắc mặt Lãng Vô Tâm có chút không tự nhiên, nghĩ bụng, nữ nhi của Oánh Di sao từ đầu đến chân đều lạnh như cục băng thế nhỉ? Điều này cũng khiến nàng khác với những người con gái khác, nếu có thể phá bỏ đi đống băng của nàng, không biết là tư vị sẽ thế nào. Bằng vào mị lực của Lãng Vô Tâm ta, cho dù nàng là kiên trinh liệt nữ, cũng phải quỳ gối dưới chân ta, lúc đó ta kêu nàng cười thì nàng phải cười, bảo nàng khóc thì nàng phải khóc. Thủy Khiết Thu nói, muội muội bái kiến Như Băng tỷ tỷ. Lãnh Như Băng nói, không phải là số nữ nhân à? Sao giờ lại biến thành tỷ tỷ thế? Lãnh Tinh Oánh trách, Băng Băng, đừng có vô lễ. Thủy Khiết Thu cười nói, vừa rồi là muội muội không đúng, muội muội xin nhận lỗi với tỷ. Lãnh Như Băng tuy hơi nguôi giận, nhưng sắc mặt vẫn tiếp tục lạnh lùng như cũ. Cũng không thể trách được nàng, vì thiên tính của nàng là như thế, chỉ khi ở trước mặt Hy Bình, đống băng xương mới tan chảy, để lộ ra chút ít kiều thái của nữ nhi. Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba là hạng tình trường chiến sĩ, tuy rằng không ưa Lãng Vô Tâm, nhưng đối với tuyệt đại vưu vật Thủy Khiết Nhu thì chỉ có thích thú chứ nửa điểm chán ghét cũng không có, lúc này đang tìm kiếm cơ hội. Triệu Tử Thanh rất bực mình khi nhìn thấy thần sắc đang mê mẩn của Tứ Cẩu, bèn kéo tai hắn rồi lôi sang một bên, cùng với Lan Hoa ba người trừng trị hắn. Hoa Tiểu Ba hướng Thủy Khiết nở ra một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời. Nói, ta tên là Hoa Tiểu Ba, năm nay 16 tuổi, ta phải gọi nàng là tỷ tỷ hay muội muội. Thủy Khiết Nhu cười quyến rũ, đương nhiên gọi ta là muội muội rồi, người ta mới có 15 tuổi. Chúng nhân lộ ra thần sắc nghi ngờ, Hoa Tiểu Ba giành trước nói, oa, nàng năm nay mới 15 tuổi thôi à. Ta nhìn cách nào cũng không ra nàng là một nữ hài mới 15 tuổi, ta không tin đâu. Thủy Khiết Nhu cười yêu kiều, không tin ư. Vậy ngươi đoán xem họ bao nhiêu tuổi? Nàng dùng tay chỉ vào hai thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi đứng cạnh nàng. Hoa Tiểu Ba không thèm suy nghĩ buột miệng đáp, nhất định là đã 16, 17 tuổi rồi. Thủy Khiết Nhu càng cười dễ thương hơn, khiến đám nam nhân như người mất hồn, nàng nói, họ mới chỉ 13 tuổi thôi. Hoa Tiểu Ba thất kinh nói, mẹ của con ơi, 13 tuổi, mê người như thế, có đánh chết ta cũng không tin được. Thủy Khiết Thu không muốn cùng hắn tiếp tục tranh luận về vấn đề tuổi tác, liền nói lảng sang chuyện khác, vừa rồi sao ngươi lại nhìn ta với cái bộ dạng si ngốc như vậy? Trên mặt người ta có nở hoa sao? Hoa Tiểu Ba nhất thời á khẩu vô ngôn, Độc Cô Minh cướp lời, trên mặt cô nương không có nở hoa, nhưng gương của mặt cô nương so với tất cả những loài hoa trên thế gian còn đẹp hơn gấp trăm lần, không, gấp ngàn lần. Độc Cô Minh quả nhiên là hạng cao thủ nói lời cưa cẩm. Chỉ cần là lời từ miệng hắn thốt ra, kiểu gì cũng đầy hoa mỹ mà giàu tình cảm, khiến cho người ta không hiểu vì sao đến tận gần đây hắn vẫn là con gà còn trinh, đồng tử kê. Khả năng là do hắn ở Thiếu Lâm tự quá lâu, lúc vừa mới bước chân vào đời, vô pháp biến chuyển Phật ngôn thâm ảo thành tình thoại mỹ lệ, sau khi gặp Hoa Tiểu Ba rồi, tiềm năng trên phương diện này của hắn mới được phát triển. Thủy Khiết Nhu nếm cho Độc Cô Minh một nụ cười ngọt ngào, nói, vị ca ca này, chàng thật là biết nói chuyện. Lại còn anh Tuấn nữa, chàng nhất định cũng giống như tâm ca của ta có rất nhiều tình nhân đúng không? Độc Cô Minh quay sang nhìn Lãng Vô Tâm đang đứng cùng đám nữ nhân, trên mặt có chút không tự nhiên, rồi thành thật nói ta chỉ có một nữ nhân thôi. Nói xong,
hắn có chút buồn bã quay sang bên cạnh nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ thấy hắn vẫn còn nhớ tới mình, nhưng nghe hắn nói chỉ có một nữ nhân là nàng, lập tức quẳng đi những gì không vui trong lòng, hướng về phía hắn cười sung sướng. Thủy Khiết Thu nói, vậy chàng theo đuổi ta nhé, được không? Độc Cô Minh lập tức vội vàng nói, thật á? Thủy Khiết Thu tức giận nói, đương nhiên là thật rồi. Hoa Tiểu Ba cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nói ta cũng muốn theo đuổi nàng. Biên Mệnh Tam Lang cũng đồng loạt hét lên, ta cũng thích cô nương. Thủy Khiết Nhu cười càng thêm mê người hơn, nụ cười dường như khó thể khiến nam nhân dù cứng rắn đến mấy cũng phải tan chảy, nàng nói, hảo a. Tất cả các ngươi cùng theo đuổi ta đi, như vậy ta càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Các ngươi tuy rằng không hơn được tâm ca của ta, nhưng cũng là những nam nhân đặc biệt, Khiết Thu rất thích các ngươi. Lãnh Tinh Oánh thấy Thủy Khiết Nhu dùng ánh mắt, nụ cười làm điên đảo đám nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, Lạc Gia sao có thể sinh ra loại nữ nhi thế này chứ? Niên kỷ còn nhỏ mà đã lẳng lơ, biết câu dẫn nam nhân như vậy rồi. Thế là những nam nhân chuẩn bị theo đuổi Khiết Nhu liền tranh nhau giới thiệu về mình, cỏ trên thảo nguyên vì vậy mà càng thêm mượt mà hơn, nước miếng của họ như mưa xuân thi nhau tưới xuống những ngọn cỏ này. Bất kể song phương có nguyện ý hay không, người của hai bên cuối cùng cũng đi cùng nhau, Lãnh Tình Oánh nói với Lãng Vô Tâm mục đích của chuyến đi, song Lãng Vô Tâm cũng không hề nhìn thấy một nam một nữ nào giống như Hy Bình và Tiểu Nguyệt, chúng nhân lại thêm một phen thất vọng. Khi Lãng Vô Tâm nói rằng hắn tóm được một mẻ mỹ nữ của xà thần bộ lạc, bọn Hoa Tiểu Ba, Tứ Cẩu, Độc Cô Minh không khỏi lén nhìn sang đám tuyệt sắc mỹ nữ mấy lần, vì Lãng Vô Tâm nói đám nữ nhân này là những người xinh đẹp nhất trong xà thần bộ lạc, bọn họ thấy ngứa ngáy trong lòng. Tất cả đều nghĩ, sao lại không đến đây sớm hơn chứ? Để cho tên chó chết Lãng Vô Tâm này nhanh chân chiếm được phần ngon, con mẹ nó, thật là không cam tâm a. Lãng Vô Tâm dẫn bọn họ đến chỗ ở của hắn, nhiệt tình chiêu đãi. Trong yến tiệc, hắn mời bọn họ đến Tiên Duyên Cốc làm khác, nói rằng từ đây đến Tiên Duyên Cốc rất gần, chỉ mất 2 ngày đường. Lôi Phượng chúng nữ tất nhiên là không bằng lòng, trước khi tìm được Hy Bình, bọn họ nào có tâm tình mà đi thưởng ngoạn. Lãng Vô Tâm lại nói, trên đường đi có thể thuận tiện hỏi thăm luôn tin tức về bọn họ. Chúng nhân cảm thấy hắn nói cũng có lý, lần này đi tìm người cũng là tìm loạn không có mục đích, nếu như có người thông thạo đương lối dắt đi tìm, có lẽ khả năng tìm được sẽ cao hơn. Cuối cùng kết quả bàn bạc là ngày mai sẽ khởi hành đi đến Tiên Duyên Cốc, điều này khiến nam nhân của hai bến đều hoa hỉ. Lãng Vô Tâm mong đợi trên đường đi sẽ dùng nhiệt tình của hắn làm tan chảy lãnh như băng. Bọn Tứ Cẩu Hoa Tiểu Ba sẽ có dịp triển khai ái tình công thế đối với Thủy Khiết Nhu, thuận tiện thì làm luôn vài mỹ nữ của Lãng Vô Tâm, khiến hắn tức giận đến thổ huyết thì càng hay. Vì thế, trên đường đến Tiền Duyên Cốc, mỗi người đều hiển lộ thần thông, xuất tuyệt chiêu, thề phải kéo cho được nữ nhân của đối phương vào lòng mình mới thôi. Lãng Vô Tâm cứ có cơ hội là lại lao đến trước mặt Lãnh Như Băng, thi triển những thủ đoạn phong lưu của hắn, nhưng lại bị Lãnh Như Băng thấy mà làm như không thấy. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, khiến hắn lòng tin của hắn lạc xa ngàn trượng. Thế nhưng hắn vẫn không hề nản lòng, trên đường gặp hoa hay cỏ dại gì đó đều hái lấy một bông hoặc là một ngọn tặng cho Lãnh Như Băng, mỗi lần như vậy Lãnh Như Băng đều nói, ngươi tự mình thưởng thức đi hay là tặng cho nữ nhân của ngươi ấy. Hoa Tiểu Ba, Tứ Cẩu hay những dạng tình trường dũng sĩ có Độc Cô Minh và Tình Lang hai tên cao thủ sát gái đỡ đài, lại được đám nữ nhân của Lang Vô Tâm rất hoan nghênh. Tưởng sẽ lừa được chúng nữ dễ như ăn mật ngọt, bọn họ mấy lần đã đụng chạm được chân tay, nhưng khổ một nỗi là không làm cách nào lừa được lên giường, thật đúng là việc sắp hoàn thành rồi mà vẫn còn chút thiếu sót. Còn nàng Thủy Khiết Nhu Kiều Mi thường mê hoặc đám nam nhân đến thần hồn điên đảo, nhưng đến một điểm tiện nghi cũng không cho họ chiếm lấy, vì thế, họ càng cảm thấy một thân nhan sắc của nàng thật đáng quý, đến cả Lôi Long, Hoàng Đại Hải cũng có lúc vì nàng mà lộ ra thần sắc mê mẩn. Thật đúng là một tuyệt đỉnh vưu vật. Tiền Duyên Cốc tọa lạc tại thảo nguyên phía tây của Thiên Trụ Sơn, phía trong cốc rộng lớn mênh mông, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Tích Hoa Tú Sĩ năm đó vì theo đuổi nguyên nữ Mộng Tiên không thành công nên tâm tàn ý lạnh, vứt bỏ tất cả các tình nhân khác, một mình ẩn cư trong cốc này, lại vì luôn tưởng nhớ đến Mộng Tiên nên đặt tên cốc là Tiên Duyên. Trải qua nhiều năm xây dựng, Tiên Duyên Cốc trở thành một thần tiên phủ đệ rất trang hoàng. Thủy Thiên Trường và Lãnh Tình Oánh là hai đệ tử được Tích Hoa Tú Sĩ thu nhận sau khi về đây ẩn cư. Lãnh Tình Oánh từ lúc vì Tình Trường thất ý mà rời bỏ cốc, lần này là lần đầu tiên quay lại Tiên Duyên Cốc, tâm tình kích động đến mức nào thì khỏi phải nói.
Thủy Thiên Trường phu phụ nghe tin người sư muội đã thất tán bao nhiêu năm nay quay trở lại, lập tức xuất cốc nghênh tiếp. Chúng nhân nhìn thấy đôi thần tiên quyến lữ này, trong lòng không khỏi thấy giật mình, thì ra trên thế gian còn có những nhân vật như thế này. Chỉ thấy nam thì cao to anh tuấn vô bỉ, trong vẻ trưởng thành lộ ra dáng dấp thư sinh, nữ thì có đến 7-8 phần giống với Thủy Khiết Nhu, xinh đẹp còn hơn Lãnh Tình Oánh 1-2 phần, thanh lệ tuyệt đỉnh, trong cái đẹp còn kèm theo vẻ đoan trang, cho dù là những tên sắc lang cũng khó mà có thể sinh lòng khinh bạc. Thủy Khiết Nhu nhìn thấy hai người, gọi lớn, cha mẹ, hai người xem con mang theo ai về này. Rồi giống như một con chim nhỏ xà vào lòng Lạc Gia, dáng vẻ nũng nịu giống một tiểu nữ hài. Lãng Vô Tâm chào hỏi hai người, rồi giới thiệu mọi người cho đôi phu phụ làm quen. Lãnh Tình Oánh tâm tình mâu đầy mâu thuẫn bước đến trước mặt Thủy Thiên Trường, nhìn vị sư huynh đã từng khiến cho mình ái hận nan phần im lặng một hồi lâu. Thủy Thiên Trường dùng thanh âm mang đầy sức hút, nói, sư muội, muội vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn xinh đẹp giống như thời con trẻ, những năm tháng qua mộ sống có tốt không? Vì sao mãi không quay về thăm sư huynh? Lãnh Tình Oánh cảm thấy vị sư huynh nàng với còn rất yêu thương nàng giống như trước kia, chỉ là sự yêu thương đó bắt nguồn từ cảm tình của huynh trưởng đối với muội muội, chứ không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả, bà năm đó vì sao không thể thản nhiên tiếp thụ sự yêu thương rất vô tư này. Mắt đã rơi lệ, bà nói khẽ Tình Oánh sống rất tốt. Thủy Thiên Trường nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, rồi lau nước mắt cho bà, nói, sư huynh biết rằng muội sống rất khổ. Sư huynh xin lỗi muội vì đã không đáp ứng lời sư phó căn dặn phải chiếu cố đến muội, đừng khóc, sư huynh luôn yêu thương muội, muội vĩnh viễn là tiểu Tình Oánh của ta. Lãnh Tình Oánh khóc lóc đau khổ, nói, muội đã không còn là tiểu Tình Oánh ngây thơ của ngày nào nữa rồi. Thủy Thiên Trường thâm tình nói, bất luận muội biến đổi thành thế nào, trong lòng của sư huynh, muội vĩnh viễn vẫn là tiểu nữ hài thắt bím tóc tung tăng chạy trên núi, tiểu Tình Oánh của ta, mãi mãi là thế. Trên mặt Lãnh Tình Oánh lộ ra vẻ thánh thiện hồn nhiên rất khó thấy, nhu mì dựa vào ngực Thủy Thiên Trường. Lạc Gia nhẹ giọng nói, Thiên Trường, Tình Oánh, chúng ta về cốc thôi. Tiến nhập Tiên Duyên Cốc, phu phụ Thủy Thiên Trường dẫn Lãnh Tình Oánh đến gian phòng cũ của bà, những người còn lại thì ở lại phòng khác, Lãng Vô Tâm và Thủy Khiết Nhu với tư cách là chủ nhân nên phải hết sức quan tâm đến đám khách nhân này. Lãng Vô Tâm rất có thành ý mời Lãnh Như Băng đi tham quan mỹ cảnh của toàn bộ Tiên Duyên Cốc. Lãnh Như Băng chán chả buồn để ý tới hắn, Độc Cô Kỳ thật nhịn không nổi nữa rồi, nói với vẻ hơi giận dữ, công tử, tỷ tỷ của ta là gái đã có chồng, xin ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Lãng Vô Tâm cười nói, cô nương, ta tuy đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng không có ai có thể sánh bằng Như Băng muội muội, ta đối với Băng muội muội vừa gặp đã cảm mến, nếu cho ta được gặp nàng sớm, nàng chắc chắn đã là của ta. Cô nương đây cũng rất xinh đẹp, ai gặp cũng yêu, Lãng Vô Tâm ta cũng rất thích nàng có muốn trở thành nữ nhân của ta không? Độc Cô Kỳ tuy là người có tính cách kiên định, nhưng cũng bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, đủ thấy mị lục của Lãng Vô Tâm quả thật không kém, Độc Cô Kỳ cuối cùng vẫn không hề tức giận, nàng nói, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, ta gả cho ngươi rồi, không tránh khỏi bị cô quạnh. Lãnh Vô Tâm cao ngạo nói, bất luận nữ nhân nào đã theo ta rồi. Đều không thể xuất hiện vấn đề mà cô nương vừa đề xuất, nàng cứ yên tâm. Đám nam nhân đang vây quan Thủy Khiết Nhu cười nói, nam nhân của Tiên Duyên Cốc chúng tôi người nào cũng biết cách làm vui lòng nữ nhân, bất luận là về tâm lý hay là về chuyện trên giường, đều có thể làm cho nữ nhân thỏa mãn. Hoa Tiểu Ba mở miệng nói, còn nữ nhân của Tiên Duyên Cốc thì sao? Nàng ấn ngón tay nhỏ nhắn vào cằm hắn, nói, đương nhiên là những nữ nhân quyển rũ nhất trên đời rồi. Người có muốn mở mang kiến thức một chút không? Muốn, hình như đến cả 7-8, nam nhân đồng thanh nói. Độc Cô Kỳ lấy lại bình tĩnh, nói công tử có lẽ đã chọn nhầm người rồi, Độc Cô Kỳ là thân gái đã có chủ, đối với cái gọi là bản lĩnh của các người thật không có hứng thú. Lãng Vô Tâm nói, đáng tiếc. Thủy Khiết Nhu thoát ly khỏi sự bao vây của đám nam nhân, dáng vẻ trêu người bước tới cạnh Lãnh Như Băng, nói tỷ tỷ. Trưởng phu đó của tỷ có gì tốt mà khiến tỷ phải vì sự tồn tại của hắn mà cự tuyệt tâm ca của ta? Lãnh Như Băng điềm nhiên đáp, chàng chẳng có gì đáng gọi là tốt cả, thậm chí còn rất hư hỏng nữa, nhưng chúng ta yêu chàng, đơn giản như thế thôi. Thủy Khiết Nhu nói, đã như vậy, chỉ bằng các người đừng tìm hắn nữa, chuyển sang yêu tâm ca của ta đi ha. Lôi Phượng và Lãnh Như Băng cùng hừ một tiếng,
hiển thị đối với lời nói này của nàng hết sức bất mãn. Hoa Tiểu Ba cười nói, Khiết Thu muội muội, tỷ phu của ta không những tuấn mỹ tuyệt luân, còn cao to uy mãnh và rất anh hùng nữa cơ. Thủy Khiết Nhu lạnh lùng nói, nực cười, nói về anh tuấn, trên đời ai có thể hơn được phụ thân và tâm ca của ta. Luận về anh hùng, ai có thể hơn được Lạc Thiên biểu ca của ta. Đỗ Manh Manh nhìn không quen cái dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng của nàng, cười nói, ngươi cứ gặp đại ca đã rồi hãy nói mấy lời đó. Lôi Phượng nói, tốt rồi, đừng vì chuyện tranh cãi vô vị này mà làm cho mọi người mất vui. Khiết Nhu, chúng ta đến nơi ở của muội nhé, muội có thể dẫn chúng ta đi tham quan một chút không? Nàng tuy nói không nhiều, nhưng là người có thể chủ trì đại cục. Thủy Khiết Nhu khôi phục lại mỹ thấy tươi cười của nàng, nói, Phương tỷ tỷ, tiểu muội chính là cũng có ý như vậy đấy. Dưới sự dẫn dắt của Thủy Khiết Nhu, chúng nhân cùng nhau tham quan Tiên Duyên Cốc. Trên đường đi tham quan, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh và Biên Mệnh Tam Lang giống như ong mật cứ bâu lấy Thủy Khiết Nhu, chỉ muốn nàng nói một câu hoặc thở một hơi, bọn họ đều muốn vo ve quanh nàng một hồi. Thủy Khiết Nhu không hề tỏ ra phiền chán, dùng nhan sắc tuyệt trần cùng với phong thái tự nhiên triệt để chinh phục tâm hồn của mấy nam nhân này.